Khủng bố sống lại chương 805, thời gian gấp rút. Dương Giang. Cảnh sát mắt quỷ Dương Giang. Nghe được cái tên này, vốn là một người tâm lý yếu, lúc này Hoàng Tử Nhã thiếu chút nữa khóc lên. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Nhưng mà lý trí của một ngự quỷ nhân khiến cho tâm tình của cô ta ổn định trở lại. Dương Giang cũng không có vội vã đến gần, mà chỉ vừa đi vừa nói. Tôi cũng giống như mấy người mà thôi, bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị này. Hiện tại không phải là lúc nói mấy cái này, muốn sống thì đi theo tôi đi. Nếu cô cứ tiếp tục đi tầm bậy tầm bạ ở chỗ này, kết cục chỉ có chết mà thôi. Chẳng mấy chốc con quỷ kia sẽ để mắt đến cô. Hắn phải làm như vậy, để cho tâm lý của cô ta buông lỏng cảnh giác. Miễn cho khi đến gần hắn lại bị cô gái kia dùng năng lực lệ quỷ tập kích. Đây cũng là điều đương nhiên, bởi vì dưới trạng thái khẩn trương cực độ, con người rất dễ dàng sinh ra bản năng phản kích để tự vệ. Mà Dương Giang rất hiểu rõ điều này, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Tôi không muốn chết, cứu tôi ra ngoài với. Cô gái tên là Hoàng Tử Nhã kia run rẩy nói, bên trong giọng nói có kèm theo vài phần hoảng sợ cùng run rẩy. Tôi sẽ cố gắng. Dương Giang đi qua, sau đó cầm lấy tay cô gái kia đặt lên vai của hắn. Đặt tay lên bả vai và đi theo tôi. Dù cho gặp được bất cứ chuyện gì cũng không được buông tay ra để bỏ chạy. Con quỷ này rất đặc thù, chỉ có tập hợp lại cùng một chỗ thì ngự quỷ nhân mới có cơ hội sống sót. Đi một mình thì sẽ phải chết, đây là điều không thể nghi ngờ. Tôi hiểu, tôi cũng từng xử lý qua chuyện linh dị. Dù mấy chuyện đó không ra gì nhưng vẫn hiểu quy củ. Cảm nhận được sự ấm áp từ bờ vai của Dương Giang khiến sự sợ hãi trong lòng của Hoàng Tử Nhã được giảm xuống. Chỉ cần cô không trở thành đồng đội ngu như heo là được. Dương Giang đáp, sau đó hắn tiếp tục đi đến gần khu ký túc xá. Trong tầm mắt của hắn căn bản không thể nào nhìn rõ tình hình bên trong ký túc xá, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là hình dạng của một tòa cao ốc đang đứng sừng sững ở trong bóng đêm. Hắn đang chịu sự áp chế tuyệt đối của quỷ vực. Cho nên hắn cũng chỉ còn cách mò mẫm tiến lên, đồng thời nghĩ cách tụ tập đám ngự quỷ nhân đang bị phân tán ở bên trong lại một chỗ. Dương Giang đột nhiên nghĩ đến một cách không tệ. Cô có điện thoại di động định vị vệ tinh không? Nếu có, thì cô cứ liên lạc với bên phía tổng bộ đi, thử xem có thể thông qua điện thoại vệ tinh để xác định vị trí của người khác không? Ở đằng sau truyền đến âm thanh của Hoàng Tử Nhã. Chúng ta có thể dùng điện thoại để xác định vị trí lẫn nhau. Dương Giang nói. Vô dụng thôi, chúng ta không thể nào sử dụng loại phương pháp định vị này được, như vậy rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có khả năng khi quỷ xuất hiện ngự quỷ nhân sẽ vội vàng cho nên không có mang theo điện thoại di động. Đồng thời cũng có khả năng người nào đó bị quỷ giết chết nên điện thoại rơi mất. Vì thế nếu cứ mạo muội định vị vị trí của người khác như vậy sẽ khiến cho chúng ta đi vào một khu vực nguy hiểm nào đó. Chúng ta chỉ có thể thông qua việc trò chuyện để xác định vị trí, chỉ có như thế chúng ta mới có thể loại bỏ được những nguy cơ tiềm ẩn. Lúc này Dương Giang đang cần tập trung tinh thần để chú ý đến tình hình xung quanh, không rảnh để làm việc này. Nhưng hiện tại Hoàng Tử Nhã cũng không nhìn thấy được, cho nên rất thích hợp để làm. Rất nhanh. Hoàng Tử Nhã ở sau lưng hắn cũng bắt đầu liên lạc với tổng bộ nhưng tổng bộ lại hồi âm rất chậm. Dương Giang cũng không thể nào chờ đến khi tổng bộ báo cáo vị trí, cho nên hắn chỉ đành tự tiếp tục hành động. Đi đến phía dưới ký túc xá. Nhất thời sắc mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, vì hắn nhìn thấy vết máu ở trên mặt đất. Máu tươi màu đỏ đậm thấm sâu vào mặt đất, thậm chí còn chưa có đông lại, bên cạnh còn có một số mảnh vụn thi thể. Có ngự quỷ nhân bị giết. Mặc dù trước đó Dương Giang đã chuẩn bị trước tinh thần, trong lòng hắn vẫn ôm một chút may mắn, hy vọng ngự quỷ nhân khác sẽ không chết nhanh như vậy. Thế nhưng hiện thực lại quá tàn khốc đánh nát chút may mắn ít ỏi trong tâm lý kia của hắn. Nếu tỉnh cả con quỷ dây thừng mà mình mất, còn có cả vị ngự quỷ nhân bị giết kia. Vậy ít nhất trước mắt số lượng mà con quỷ kia có thể áp chế là 5. Mà bên phía mình, kể cả cô gái ở phía sau thì số lượng quỷ chỉ là 3. Dù cho ở trong tình huống khẩn cấp, mình thả ra thêm một con quỷ, vậy số lượng quỷ cũng chỉ là 4 con. Vẫn cứ ở trong trạng thái lạc đàn, còn có khả năng bị giết. Cảm giác cấp bách ở trong lòng Dương Giang càng ngày càng nặng. Hiện tại giống như hắn đang thực hiện một cuộc đọ sức với lệ quỷ, nhìn xem tốc độ giết người của nó nhanh, hay là tốc độ tập kết ngự quỷ nhân rải rác kia của hắn nhanh. Một khi trận đấu này bị thất bại, Dương Giang và cả một đám ngự quỷ nhân mà hắn tập hợp được cũng sẽ chết. Bởi vì có tập hợp lại cũng vô dụng, bọn họ vẫn ở trong trạng thái lạc đàn như cũ, vẫn bị thứ kia giết chết. Cho nên thời gian đối với hắn cực kỳ quan trọng. Hắn không do dự, trực tiếp đi theo hành lang lên trên lầu. Bóng tối bao phủ toàn bộ cầu thanh khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Mơ hồ còn có thể nghe thấy được tiếng bước chân như có như không quanh quẩn. Không phải của hắn, cũng không phải của Hoàng Tử Nhã ở đằng sau, mà chính là của một thứ tồn tại nào đó không biết. Nhưng Dương Giang cũng không phải không chuẩn bị chút nào khi bước vào bên trong khu ký túc xá nguy hiểm này. Trên tay hắn là một cây quỷ nến gần như chưa đốt qua, nếu gặp phải tập kích hoặc nhìn thấy con quỷ kia thì hắn sẽ không do dự mà thắp nó lên. Hiện tại hắn không thể thắp, bởi vì hắn không thể nào xác nhận được bản thân hắn phải ở lại chỗ này thêm bao lâu, cần bảo tồn lại một chút tư nguyên để dùng lúc mấu chốt. Tùy ý tiêu xài sẽ khiến cho thời cơ sống sót của bản thân bị chôn vùi. Hiện tại Dương Giang không thể nào xác định được bên trong khu ký túc xá còn bao nhiêu vị ngự quỷ nhân sống sót. Dù sao kể từ khi chuyện linh dị phát sinh cho đến bây giờ cũng trôi qua khá lâu, người khác rất có thể đã phân tán đi khắp nơi hết rồi. Đôi khi ngay cả thời gian tiếp nhận thông báo của tổng bộ mà bọn họ cũng chẳng có, chờ nói chi hiểu rõ được quy luật giết người của con quỷ này. Nhưng chỗ này lại là nơi bị bóng tối bao phủ nồng đậm nhất, điều này có nghĩa là quỷ và những vị ngự quỷ nhân khác đều đang ở chỗ này. Dương Giang chỉ còn cách mạo hiểm tiến vào bên trong, nếu không hắn không thể nào hoàn thành được mục đích của chuyến đi này. Tiếp đến thứ mà hắn nghênh đón sẽ là một chuyện linh dị khó giải. Đây là một chuyện linh dị khủng bố mà trước nay chưa từng có, một khi để cho con quỷ kia tiếp tục trưởng thành, vậy kết quả của sự trưởng thành này sẽ khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Không thể nào trốn, không thể đối phó, không thể giam giữ. Cho nên dù biết rõ quy luật của nó thì cũng chẳng có ai có được biện pháp nào. Nghĩ đến đây, bước chân của hắn không khỏi tăng nhanh. Rầm. Dương Giang cực kỳ thô bạo đá vào cánh cửa của một căn phòng ký túc xá. Sau đó hắn nhìn vào bên trong một lát. Nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ai. Tuy nhiên động tác tìm kiếm của hắn cũng chưa dừng lại mà tiếp tục đi đến căn phòng ký túc xá thứ hai để tìm kiếm những vị ngự quỷ nhân đang lạc đàn. Căn phòng ký túc xá thứ hai không có ai, nhưng căn phòng thứ ba ở bên cạnh lại đang mở cửa, bên trong còn có hành lý của một vị ngự quỷ nhân nào đó, thế nhưng lại không có người, hẳn là có vị ngự quỷ nhân nào đó phản ứng nhanh nên đã trốn đi. Điều này khiến cho Dương Giang không khỏi lo lắng. Một khi người này thoát khỏi ký túc xá, xem như tạm thời sẽ không chết. Nhưng thực chất điều này lại chẳng khác gì với cái chết, bởi vì quỷ sẽ không bỏ qua con mồi đang bị lạc đàn này đâu. Chỉ khi nào bọn họ tụ tập được lại một chỗ với nhau thì mới có cơ hội sống sót. Thế nhưng điều đó là rất khó, trong thời gian ngắn rất khó để hắn có thể tụ tập được hết những người kia lại. Chỗ này là quỷ vực của con quỷ kia, dưới tình huống hiện tại, đại đa số ngự quỷ nhân chỉ khống chế một con lệ quỷ kia không thể nào nhìn được ở trong mảnh hắc ám này, vì thế bọn họ rất dễ bị lạc đường. Tiếp đến hắn lại đá văng cánh cửa của căn phòng ký túc xá cuối cùng trong tầng 1. Bất chợt Dương Giang nhìn thấy một người đang ngồi ôm chân ở trong góc, mặc dù sắc mặt người này vẫn hơi bình tĩnh, nhưng không thể nào che giấu được sự bất an cùng kinh hoảng. Chỉ riêng khi cánh cửa bị đá mở, người này càng hoảng sợ hơn, nên phải đưa tay che miệng kẻo phát ra tiếng. Tôi là Dương Giang, chắc cậu cũng là một trong những ngự quỷ nhân tham gia vào lần huấn luyện này, đúng không? Hiện tại tôi không có thời gian để giải thích, lập tức đi theo tôi. Dương Giang nhìn thấy người này thì thầm thở vào một hơi. Miễn là có người sống sót thì tốt rồi. Phản ứng đầu tiên của người kia là hơi giật mình, sau đó thở vào một hơi, tỏ ra cực kỳ ngưng trọng hỏi. Anh là Dương Giang. Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi tôi tỉnh lại thì phát hiện xung quanh có gì đó không được thích hợp, chỗ này chắc chắn đã phát sinh chuyện linh dị rồi đúng không? Dương Giang đi đến và nói. Đúng, chỗ này đang xảy ra một chuyện linh dị, nếu cậu vẫn còn cần cái mạng của cậu thì đừng có đợi ở chỗ này. Nếu không chẳng mấy chốc mà con quỷ kia sẽ đến lấy đi cái mạng của cậu đó. Anh có hiểu được quy luật giết người của con quỷ kia không? Nếu như không biết anh nên làm giống tôi đi, giữ yên lặng, không hành động bậy bạ, đây là cách làm ổn thỏa nhất hiện tại. Chỉ cần chúng ta chống đỡ được đoạn thời gian này, chờ đến khi con quỷ kia bỏ đi, như vậy chúng ta sẽ sống sót. Người kia lập tức nói, hiển nhiên là hắn ta có được cách thức sinh tồn riêng. Với lại bình thường đây là một cách làm cực kỳ ổn thỏa. Đúng là như thế, ở trong đại đa số chuyện linh dị, chỉ cần giữ yên lặng cùng với ngồi im bất động, làm thành một bức tượng gỗ, đa số là có thể tránh khỏi việc bị quỷ chọn làm mục tiêu. Phải nói là cơ hội sống sót sẽ cao hơn rất nhiều so với đám người chạy loạn, kêu to gọi nhỏ. Cách thức lựa chọn mục tiêu của con quỷ kia là người lạc đàn, cách làm này của cậu với việc đi chịu chết không khác gì nhau. Hiện tại tôi cũng không muốn lãng phí thời gian để giải thích cho cậu mọi chuyện, cậu phải đi theo tôi ngay lập tức. Tôi còn phải đi tìm những người khác nữa. Giờ phút này Dương Giang đã đi đến bên cạnh người kia, sau đó dùng tay kéo hắn ta dậy, rồi cầm tay người kia và để lên bà vai còn lại của hắn. Đừng có buông tay ra, tôi có thể nhìn đường ở trong chỗ này, để tôi dẫn đường cho. Được rồi, được rồi. Rõ ràng người kia đã bắt đầu kinh hoảng, cũng không có kiên trì ngồi yên bất động và đợi ở trong góc ký túc xá nữa, mà lập tức đi theo Dương Giang. Có thể được tổng bộ sắp xếp cho đi đến đây để tập huấn, đại đa số đều là những vị ngự quỷ nhân có tiềm lực nên cũng hiểu được cách động não và biết điều. Đúng lúc này cô gái lúc trước tên là Hoàng Tử Nhã bất chợt thấp giọng nói. Dương Giang đã nhận được tin tức, ở bên trên tầng 3 có một vị ngự quỷ nhân tên là Tiễn Nghị đang rời đi từ một lối cầu thang khác, hiện tại người này đã đi đến tầng 1. Người ở bên cạnh lập tức giật mình hỏi. Ai vậy? Hiện tại hắn ta không thể nào nhìn rõ mọi thứ ở xung quanh, cho nên không biết gì cả, đến tận khi nghe được âm thanh thì hắn ta mới biết được là ở bên cạnh vẫn còn có một người. Hoàng Tử Nhã giải thích. Tôi tên là Hoàng Tử Nhã, một trong những người tham gia huấn luyện giống như cậu. Dương Giang tìm tới tôi, để cho chúng tôi tụ họp lại một chỗ với nhau. Dương Giang nói. Tốt lắm, bảo hắn ta quay đầu lại đi, chúng ta đi qua cầu thang bên kia tụ tập cùng hắn ta. Tầng 1 ký túc xá cũng không hề nhỏ, ngược lại nó còn rất lớn. Mặc dù vừa mới được xây dựng không lâu, nhưng có lẽ là cân nhắc đến phương diện thực dụng cho nên quy mô của nó còn lớn hơn nhiều so với những ký túc xá bình thường. Cầu thang cũng nhiều hơn so với những ký túc xá bình thường. Chỉ riêng cầu thang thoát hiểm đã có đến 8 cái. Đây là do bên trên cân nhắc đến phương diện an toàn, một khi gặp phải chuyện khẩn cấp nào đó, mọi người có thể chạy thoát được trong thời gian ngắn nhất. Nhưng cái xấu của việc này chính là không gian bên trong quá rộng. Ở trong tình huống tối om tối mò như hiện tại, nếu muốn tìm được người nào đó sẽ phải cần nhiều thời gian hơn một chút. Mặc dù Dương Giang có thể nhìn thấy rõ đường đi, nhưng bởi vì cần cảnh giác đến tình hình xung quanh, lại thêm có mang theo hai người ở đằng sau, cho nên hắn cũng không thể nào chạy ở trong ký túc xá một cách không kiêng nể được. Hắn chỉ có thể bước nhanh hơn mà thôi. Nếu tính cả người này, như vậy trước mắt bên phía của hắn có được 4 con quỷ, trong tình huống đặc biệt số lượng quỷ có thể biến thành 5. Bởi vì ở trong tay của Dương Giang vẫn còn có một con quỷ bị giam giữ, ở trong thời khắc mấu chốt hắn cũng có thể liều một ván, trực tiếp thả thứ này ra sau đó áp chế. Nhưng con quỷ ở bên trong khu ký túc xá, số lượng quỷ áp chế lúc này của nó rất có thể nhiều hơn 5. Cho nên ba người bọn hắn vẫn còn đang ở trong trạng thái bị lạc đàn. Giờ này khắc này ở tầng 4 ký túc xá, vì lúc trước bị bóng tối bao phủ hết toàn bộ ký túc xá, lại thêm việc này xảy ra quá đột ngột. Khi quỷ đột nhiên xuất hiện và giết chết một vị ngự quỷ nhân khiến cho đám người còn lại bị bó tay bó chân khi bắt đầu hành động. Mọi người đều đã trở thành người mù, ngoại trừ cách mò mẫm lấy vách tường để tiến về phía trước ra, bọn họ không còn cách nào khác. Nếu không làm như thế bọn họ có lẽ sẽ phải đi vòng vèo ở trong chỗ này mà không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Không có bất kỳ thứ gì để cho bọn họ có thể dựa vào đó mà phân biệt phương hướng. Lại thêm có sự tồn tại của quỷ, điều này khiến cho một số người đã không dám làm bất cứ động tác nào. Bởi vì không có một ai biết được, nếu đi về phía trước thì bọn họ có gặp được chuyện linh dị không? Chết tiệt, không phải vừa rồi bọn họ bảo chúng ta chạy đến tầng 4 để tụ họp hay sao? Làm sao chúng ta đi đến rồi mà chẳng có ai thế này? Ở bên trong hành lang tối tăm có 4 vị ngự quỷ nhân đang tụ tập lại một chỗ với nhau, cùng mò mẫm theo vách tường để tiến về phía trước. Người dẫn đầu của đám này là Trương Lôi hô to, nhưng dường như bóng tối cũng đã bắt đầu ngăn trở âm thanh. Mặc dù âm thanh đang quanh quẩn ở trong hành lang đen nhánh của ký túc xá, nhưng lại không có bất kỳ một ai đáp lời, khung cảnh yên tĩnh đến mức đáng sợ. Có lẽ bọn họ đã đi rồi, trong loại tình huống như hiện tại bọn họ không thể nào tiếp tục ở lại đây chờ đợi chúng ta được. Trước tiên chúng ta hẳn là nên nghĩ cách để rời khỏi khu ký túc xá này thì hơn. Bởi vì dù sao vừa nãy cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Quỷ đang ở trên nóc nhà. Cho nên có khả năng cao là lúc này nó đã đi vào bên trong tầng 5. Có lẽ nó đang ở trên tầng 5 để chờ chúng ta đó. Ở đằng sau lưng, Vương Giang đã tụ hợp lại cùng hắn ta, ngoài ra phía sau còn dắt theo hai vị ngự quỷ nhân. Cho nên nói hiện tại mặc kệ chúng ta đợi ở chỗ này, hay là cố gắng rời đi, dù làm như thế nào thì cũng đều tồn tại một mối nguy hiểm cực lớn. Không thể nào xác định được vị trí của lệ quỷ, khiến cho bọn họ không thể xác định được phương hướng chạy trốn. Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Trương Lôi. Nghe bên phía tổng bộ bảo, con quỷ này sẽ lựa chọn những người lạc đàn làm mục tiêu để tiến hành sát hại. Chỉ có tập hợp lại cùng một chỗ thì mới có khả năng sống sót. Cho nên bọn họ hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến mức chưa có tụ tập đủ đã bỏ chạy tán loạn chứ. Một khi đi ra khỏi khu ký túc xá này, khả năng để bọn họ có cơ hội tụ tập lại là cực kỳ thấp. Bởi vì căn cứ huấn luyện quá rộng, mà số lượng người tham gia huấn luyện lại chỉ có mười mấy người, cho nên một khi phân tán ra thì không thể nào tìm kiếm được. Chỉ có tập hợp đủ số người thì bọn họ mới có cách tiếp tục sống sót. Mặc dù quỷ đang ở bên trong khu ký túc xá này, nhưng chỉ cần là một vị ngự quỷ nhân có kinh nghiệm thì đều hiểu rõ, trước khi biết được quy luật của quỷ, việc chạy trốn sẽ khiến cho bọn họ chết càng nhanh mà thôi. Mặc dù như vậy, nhưng đó là điều chúng ta biết, còn những người khác chưa chắc đã biết được. Có một số người vẫn còn là người mới, cho nên ngay cả điện thoại di động định vị vệ tinh cũng chưa có. Cho nên khả năng tổng bộ có thể dùng điện thoại thông báo cho bọn họ là cực kỳ thấp. Hơn nữa còn có một ít người không mang theo điện thoại ở bên ngoài, cho nên tôi cho rằng có ít nhất một nửa trong số ngự quỷ nhân không có nhận được tin tức của tổng bộ. Dù cho có nhận được tin tức thì cũng đã muộn, tin tức của tổng bộ được gửi hai lần. Đầu tiên là bảo chúng ta phải lập tức rời khỏi căn cứ huấn luyện, đến tận lần thứ hai thì bọn họ mới cho chúng ta biết được quy luật của con quỷ kia. Giữa hai lần gửi này lại có một đoạn thời gian trống, đây là một cái thông báo cực kỳ chết người. Giọng nói của Vương Giang cực kỳ nghiêm trọng. Cái thông báo này khiến cho phần lớn người sau khi nghe được tin tức thứ nhất đã phân tán ra để bỏ chạy. Chờ đến khi nghe được tin tức thứ hai, dù bọn họ có muốn tụ họp cũng đã muộn rồi. Có người tức giận quá quát to. Con mẹ nó, dù có chơi người khác thì tổng bộ cũng không nên chơi ở trong những lúc như thế này chứ. Trương Lôi nói. Cũng không thể trách tổng bộ được, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Ngay khi bọn họ nhận được tin tức thì quỷ đã đến rồi, bên phía tổng bộ chắc chắn phải cần một chút thời gian để xác nhận hồ sơ tư liệu của nó. Phải đọc hồ sơ, tìm hiểu quy luật các thứ, cho nên chờ đến khi thông báo cho chúng ta biết được. Liền đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất, cũng may là lúc đó tôi có mời mấy người cùng đi. Lúc đó hắn ta cũng chỉ nghĩ là thêm người thì thêm mấy phần sức lực, đến khi đụng phải quỷ cũng có thể đối kháng với nó một lát. Dù sao việc tụ họp lại một chỗ cùng sống sót sẽ có cơ hội lớn hơn. Cũng bởi vì như thế cho nên ngay từ đầu bọn họ liền tụ tập được 4 vị ngự quỷ nhân. Nhưng đáng tiếc là mấy người ở trong tầng thứ tư lại không thấy đâu nữa. Nếu không phải vậy thì một khi hai nhóm người bọn họ cộng lại, ít nhất cũng phải được 7-8 ngự quỷ nhân, đến khi đó khả năng sinh tồn là cực kỳ cao. Trương Lôi nói. Nếu không thể nào tìm thấy những người lúc nãy ở tầng 4, vậy chúng ta cứ đi xuống tầng 3, tầng 2. Cứ tìm tòi từng tầng một đến khi rời đi khỏi đây thì thôi. Tốt, cứ làm như thế đi. Chờ một chút, bên phía tổng bộ lại truyền đến tin tức. Vương Giang cầm điện thoại di động định vị vệ tinh của Trương Lôi nghe một lát, sau đó mừng rỡ nói. Tổng bộ bảo Dương Giang vẫn còn chưa chết, đồng thời hiện tại anh ta còn đang dẫn một đám người đi lên từ tầng 1. Tổng bộ bảo chúng ta đi qua tụ họp cùng anh ta. Thật không? Vậy thì tốt quá, chúng ta đi qua cầu thang thoát hiểm trước. Bảo với Dương Giang là chúng ta sẽ tụ họp lại tại cầu thang. Nghe vậy nhất thời Trương Lôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Một khi hai nhóm người tụ họp được lại với nhau, như vậy số lượng người sẽ gia tăng, xác suất sống sót sẽ càng lớn. Ngay khi Trương Lôi đang tăng tốc độ di chuyển, không được bao lâu, hắn ta đột nhiên dừng lại, khuôn mặt vốn dĩ cứng ngắc kia lại lộ ra vẻ kinh dị ở bên trong hoàn cảnh tối tăm. Bởi vì khi hắn ta mò mẫm tiến về phía trước, đã vô tình sờ được một bàn tay ở trên vách tường. Một bàn tay cứng ngắc, băng lãnh, hơi nhăn nheo. Thế nhưng chỉ vừa đụng vào thôi đã khiến cho hắn ta có một cảm giác lạnh đến thấu xương. Trong nháy mắt tất cả lông tơ của hắn ta đều dựng đứng. Cứ giống như là hắn ta vừa mới chạm tay vào ổ điện vậy, Trương Lôi rụt mạnh tay về. Trước mặt hắn ta vẫn là một vùng tăm tối, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Phảng phất như đang có một thứ gì đó khủng bố đứng cản đường ở phía trước. Mau, mau lùi lại phía sau, phía trước có quỷ. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, trong nháy mắt liền khiến cho tất cả mọi người phải rung lên. Câu nói của Trương Lôi vang vọng ở trong màn đêm đen tối khiến nỗi hoảng sợ trong lòng tất cả mọi người không ngừng nhen nhóm. Quỷ đang ở phía trước. Mặc dù lúc trước bọn họ không nói gì nhưng trong lòng ai lo, liệu trong tình trạng không thể nào nhìn thấy này, bản thân cứ mò mẫm tiến lên chắc đã đi ngang con quỷ kia nhưng vẫn hồn nhiên không hay biết. Dù lo lắng trong lòng nhưng mỗi người lại vẫn ôm tâm lý may mắn, cho rằng bản thân không xui xẻo đến mức đụng phải quỷ. Nhưng mà sự tàn khốc của hiện thực lại nói cho bọn họ biết, may mắn căn bản là thứ không hề tồn tại ở trong này. Chuyện tồi tệ nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến đã xảy ra. Bọn họ đã gặp được quỷ thực sự ở tầng thứ tư ký túc xá, buồn cười chính là không phải quỷ đến tìm bọn họ mà do bọn họ tìm tới quỷ. Chạy trốn. Cơ hồ ngay lập tức trong đầu của 4 người đều không hẹn mà xuất hiện cái ý nghĩ này. Gần như không có chút do dự nào, bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy. Kể từ khi Trương Lôi mở miệng nhắc nhở đến khi cả đám bắt đầu hành động, thời gian còn chưa vượt quá 3 giây đồng hồ. Đây là điều mà bọn họ đã thương lượng với nhau từ trước, một khi gặp được nguy hiểm, vậy không được do dự, có thể chạy được người nào thì tốt người đó. Bởi vì con quỷ này đã là một loại tồn tại khó giải, trong chỗ này, ngự quỷ nhân cũng chỉ tốt hơn so với người bình thường một chút chứ chẳng khá hơn tí nào. Bên trong lối nhỏ bị bao phủ bởi bóng tối truyền ra những tiếng bước chân gấp rút. Giờ phút này 4 vị ngự quỷ nhân quay đầu co cổ chạy, phi nước đại ở bên trong hành lang tối tăm. Bọn họ muốn nhanh chóng bỏ rơi cái thứ khủng bố ở đằng sau lưng kia. Trương Lôi cũng cực kỳ sợ hãi, hắn ta xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Từ những tin tức ở bên phía tổng bộ, hắn ta đã hiểu được nhiều thứ về con quỷ này. Mà cũng chính vì hiểu được nhiều thứ nên hắn ta mới quyết định không liên thủ cùng người khác để giam giữ con quỷ này. Bởi vì thứ này căn bản không thể bị giam giữ. Xem như bọn họ có thể giam giữ thành công một lần, sau đó nó sẽ lại tập kích lần thứ 2, lần thứ 3. Đến khi nào nó tiêu diệt hết sạch mục tiêu thì mới thôi. Hoảng sợ ở phía sau truyền đến khiến cho trong khi chạy trốn, tim của cả đám như nhảy lên đến tận cuống họng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, một khi bị con quỷ này để mắt đến, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là cái chết. Không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, ngự quỷ nhân ở trong chuyện linh dị khủng bố này căn bản là không có chút giá trị nào cả. Chết tiệt, sao có thể xui xẻo như vậy chứ, làm sao quỷ lại đứng chờ ở phía trước được? Lần này nó sẽ tập kích ai? Là mình, hay là tên Vương Giang kia, hoặc 2 vị ngự quỷ nhân còn lại? Trương Lôi đang phi nước đại về phía trước, dù cơn hoảng sợ khiến hô hấp của hắn ta có chút nặng nề nhưng Trương Lôi không hề từ bỏ. Bởi vì đây chính là kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị của hắn ta. Cho dù gặp phải chuyện khủng bố đến đâu, Trương Lôi cũng không được phép mất đi lý trí. Hẳn nó sẽ chọn mình làm mục tiêu, dù sao mình cũng là người cách con quỷ kia gần nhất. Với lại lúc nãy mình cũng đã đụng phải nó. Trên mặt Trương Lôi đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn ta cảm giác được bản thân đã bị lạc đường. Không biết hiện tại bản thân đang ở chỗ nào nữa rồi. Ký túc xá rất lớn, hành lang cũng rất rộng, dưới tình trạng có tầm nhìn thì rất dễ phân biệt phương hướng. Nhưng trong hoàn cảnh đen tối như hiện tại, việc quá rộng lại biến thành một loại trở ngại. Rầm. Đúng lúc này Trương Lôi đột nhiên đụng vào vách tường khiến cho đầu của hắn ta kêu ong ong, sau đó ngã vật xuống mặt đất. Chỗ này là ngã rẽ nào mà lúc trước mình đã đi qua đây? Trương Lôi cảm thấy máu mũi chảy ra rồi nhưng hiện tại lại không có dư thời gian để chú ý đến điều này. Mà hắn ta muốn thông qua đoạn rẽ này để biết được vị trí của bản thân. Khi Trương Lôi chật vật đứng dậy lại đột nhiên phát hiện ra không gian xung quanh đã cực kỳ yên tĩnh. Lúc trước hắn ta còn nghe thấy được tiếng bước chân của những người khác, nhưng lúc này ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Phân tán rồi sao? Trương Lôi khẽ cắn môi, hiện tại hắn ta cũng chẳng thể nào quản được nhiều chuyện như vậy, lập tức đi về phía bên phải. Hai bên trái phải đều có đường, Trương Lôi quyết định đi theo con đường bên phải. Bởi vì hắn ta nghĩ như vậy là có thể tụ họp lại được với Dương Giang. Trương Lôi cảm thấy chỉ cần rời khỏi được tầng này là bản thân sẽ an toàn. Nếu hiện tại quỷ ở tầng 4 vậy nó sẽ đến tầng thứ 3, muốn đến được tầng 3 nó sẽ phải mất một khoảng thời gian. Mặc dù con quỷ này là sự tồn tại khó giải nhưng nó chỉ tập kích từng người một, tốc độ giết người cũng không quá cao. Trương Lôi tin chắc rằng chỉ cần bản thân không phải mục tiêu đầu tiên mà con quỷ kia lựa chọn, như vậy hắn sẽ có đầy đủ thời gian để đi xuống phía dưới và tụ họp lại cùng Dương Giang. Như vậy hẳn là hắn ta có thể trốn qua được một chút. Khoan, có gì đó sai sai ở đây. Sau khi chạy được một lúc, Trương Lôi đột nhiên phát ra có chút gì đó sai sai. Vì cái gì hắn ta sờ đến tay của con quỷ kia, đã xác định được nó ở trước mặt nhưng cho đến hiện tại hắn ta lại không hề bị quỷ tập kích. Khi đó không chỉ là hắn ta không có bị quỷ tập kích mà người khác cũng không. Lúc đó hắn ta cách con quỷ kia gần như vậy, nếu như nó muốn lựa chọn một người làm mục tiêu, vậy thì nó có thể lựa chọn bất cứ ai cũng được. Luôn luôn sẽ có một người xui xẻo bị nó chọn trúng. Chẳng lẽ thứ mà mình vừa gặp kia không phải là quỷ, mà là một vị ngự quỷ nhân nào đó? Không, tuyệt đối không thể nào. Trên tầng này cũng chỉ còn mấy người như vậy, làm gì còn ai ngu đến mức không chạy ra ngoài mà còn chạy lên trên. Đó chắc chắn là quỷ, không thể sai được. Nhưng vì sao vừa rồi nó cũng không có lập tức tập kích? Chết tiệt, mình đã phán đoán sai. Trương Lôi bất chợt ý thức được cái gì đó khiến cho hắn ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đúng là bản thân hắn ta đã gặp được quỷ, nhưng lúc đó do có 4 người nên bọn hắn vẫn chưa kích hoạt điều kiện giết người của con quỷ kia, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Nói cách khác, vừa nãy bốn người bọn họ cũng không có ở vào trong trạng thái bị lạc đàn. Thế nhưng, điều này cũng không đúng. Bốn người bọn họ, mỗi người chỉ có thể khống chế một con quỷ, tính đi tính lại thì cũng chỉ có 4 con. Mà theo những gì nhận được từ bên phía tổng bộ, số lượng quỷ mà con quỷ kia có thể áp chế đã đạt tới con số 5. Hơn nữa lúc này chỉ có thể nhiều thêm chứ không thể nào ít đi. Chắc chắn 5 phải lớn hơn so với 4, đây là điều mà dù là con nít cũng biết, không thể nào sai được. Không, không đúng, số lượng quỷ bên phía mình không phải là 4 mà là 6. Trương Lôi đột nhiên nghĩ đến sự đặc biệt của bản thân. Trước đó hắn từng xử lý 2 chuyện linh dị, ăn hết 2 con quỷ. Mặc dù quỷ đã bị hắn ăn, nhưng nó chưa chết, cũng không biến mất. Có lẽ vẫn còn ở trong người của hắn ta, chỉ là đang bị con quỷ của hắn ta áp chế lại. Nhưng xem ra tình hình hiện tại số lượng quỷ cũng có tính thêm cả 2 con quỷ trong người của hắn ta. Cho nên số lượng quỷ của Trương Lôi chính xác là 3 con. Kết quả chính là 6 con quỷ. Vừa rồi đám người bọn họ không có rơi vào trạng thái lạc đàn, dù có chính diện đụng phải quỷ cũng không thể bị giết chết. Hiện tại dù có nói cái gì đi nữa cũng đã muộn rồi, vừa rồi chạy trốn mà đám người bọn họ đã lạc mất nhau. Chết tiệt! Giờ phút này Trương Lôi hối hận vô cùng, hắn ta hận không thể nào tát cho bản thân một cái. Vừa rồi chính tay hắn ta đã chôn vùi mất cơ hội sống sót của cả một đám người, đồng thời đẩy bản thân và đám người còn lại lên trên con đường chết. Nhưng hiện tại dù có hối hận cũng vô dụng, bởi vì hắn ta không còn cách nào tụ tập đám người kia lại với nhau được nữa. Việc hiện tại mà hắn ta làm được là tụ tập cùng Dương Giang, nhằm tránh cho việc rơi vào trạng thái lạc đàn mà bị con quỷ kia giết chết. Điều này không đơn thuần chỉ là vì hắn ta, mà còn vì những người khác. Nếu Trương Lôi mà chết, vậy con quỷ kia sẽ trưởng thành đến một mức độ cực kỳ cao, mức độ đối kháng với nó sẽ lần nữa tăng cao. Chạy! Cắn chặt răng, Trương Lôi quyết định không quan tâm đến chuyện khác nữa, chỉ nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Xung quanh cũng không xảy ra bất cứ chuyện kinh khủng nào. Hẳn là hắn ta đã may mắn, không có trở thành mục tiêu đầu tiên của con quỷ kia. Thế nhưng hiện tại người rơi vào trạng thái lạc đàn lại không phải chỉ có một mình Trương Lôi. Trong khu ký túc xá đang bị bóng tối bao phủ, một vị ngự quỷ nhân là người cùng hành động với Trương Lôi, Vương Giang lúc trước cũng đã bị lạc đường. Thực ra cũng không hẳn là hắn ta bị lạc đường, cái đó cũng không chính xác, bởi vì hắn ta có thể nhận biết được vị trí đại khái của bản thân. Hiện tại bản thân hắn ta hẳn là đang ở tại ban công của ký túc xá, nếu tiếp tục đi về phía trái hoặc phía phải là có thể đi đến cầu thang để xuống phía dưới. Nhưng mà hiện hắn ta đang sợ hãi cùng bất an, bởi vì trước mắt chỗ này cũng chỉ có một mình hắn ta. Hắn ta tranh thủ hô to ra xung quanh tên của Trương Lôi, Vương Giang nhưng kết quả là không có một ai đáp lại. Hiển nhiên là hắn ta đang lạc đàn. Quỷ đang ở tầng này, trong tình huống như vậy mà rơi vào trạng thái lạc đàn là chí mạng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện sao cho bản thân không có trở thành mục tiêu thứ nhất của lệ quỷ, bởi vì hắn ta cũng muốn sống sót. Nếu bản thân hắn ta hành động đủ nhanh, như vậy hẳn là có thể chạy đến tầng 2 để tụ họp lại với cảnh sát mắt quỷ Dương Giang. Bởi vì trước đó bọn họ cũng đã từng thương lượng với nhau về chuyện này rồi. Hắn ta vẫn còn có hy vọng sống sót, nghĩ đến đây người này lập tức hành động. Nhưng vừa mới quay người lại, hắn ta đột nhiên có được một loại cảm giác mãnh liệt rằng ở trong khu vực tối tăm đằng sau lưng của hắn ta đột nhiên xuất hiện thêm một người. Một bàn tay âm lãnh, cứng ngắc đột nhiên nắm lấy 2 cánh tay của hắn ta, khiến hắn ta không thể nào đi về phía trước được. Sao lại có thể như? Trong nháy mắt vị ngự quỷ nhân này liền bị một cổ hoảng sợ bao phủ, tại thời khắc này trái tim của hắn ta đột nhiên giống như đang ngừng đập vậy. Thả tôi ra, mau buông tay. Một cổ đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến từ trên thân thể, hắn ta cảm giác được ở phía sau đang có một bàn tay âm lãnh tiến vào từ 2 bên sườn của hắn ta. Bàn tay này cứ thế xé rách da thịt, chèn ép khung xương, sau đó lục lọi ở trong thân thể của hắn ta. Dường như nó đang tìm kiếm vị trí của con quỷ trong người hắn. Hắn ta bắt đầu giãy giụa kịch liệt, điên cuồng gào thét, muốn tránh khỏi. Nhưng tất cả đều vô dụng. Giờ phút này hắn ta chỉ là một người bình thường, con quỷ trong cơ thể đã bị áp chế lại. Bản thân hắn ta lại yếu ớt cực kỳ, ngay cả một chút phản kháng cũng không thể nào làm ra được. Sau một lát, miệng của vị ngự quỷ nhân này phun máu tươi, thân thể khẽ run rẩy. Người này đã không còn sức lực để mà giãy giụa nữa, đồng thời có thứ gì đó ở trong người bị đôi tay ở trong bóng tối cứ thế lôi ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề lại tiếp tục vang lên ở trong bóng đêm. Mục tiêu của con quỷ này là cầu thang ở bên phải. Giờ phút này số lượng quỷ mà nó có thể áp chế đã là 6. Một con số không lớn nhưng chừng đó là đủ để khiến cho người ta phải cảm thấy tuyệt vọng. còn ở chỗ lúc trước con quỷ kia dừng lại có một cổ thi thể bị tàn phá treo trên ban công. Máu tươi từ trong người chảy xuống phía dưới, nhuộm đỏ cả một vùng. Đồng thời còn có không ít máu tươi chảy dọc theo bức tường, chảy xuống phía dưới. Mà ở trong miệng của vị ngự quỷ nhân này vẫn còn đang nôn ra máu tươi. Chút khí tức sinh mệnh còn sót lại đang bị bóng đêm dập tắt dần dần. Có thêm một người chết. Ở trên bậc thang của tầng 2, Dương Giang nhìn thấy những giọt máu đang rơi tí tách ở ngoài ban công, sắc mặt của hắn càng trở nên ngưng trọng hơn. Bởi vì đây chính là máu tươi của một cổ thi thể, hẳn là của một vị ngự quỷ nhân nào đó. Điều này có nghĩa là có người vừa mới bị quỷ giết chết vì lạc đàn. Hiện tại số lượng quỷ mà thứ kia áp chế đã là 6. Nếu hắn còn không có tụ tập lại với người khác, vậy một khi bị con quỷ kia để mắt đến, bản thân hắn và những người kia sẽ phải xong đời. Dương Giang đang đứng ở trên bậc cầu thang chờ đợi, hơi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Tên gia hỏa gọi là Tiễn Nghị kia đâu rồi? Sao từ nãy đến giờ vẫn không thấy xuống? Ở dưới tầng 1 không có bất kỳ một ai. Dựa theo những gì mà bạn họ bàn bạc lúc nãy, vị ngự quỷ nhân tên Tiễn Nghị kia hẳn là phải đi theo hướng này từ trên tầng xuống mới đúng. Theo tình huống bình thường, bọn hắn hẳn phải đã tụ họp lại với nhau rồi. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại không đúng như dự tính. Hắn cùng Hoàng Tử Nhã và một vị ngự quỷ nhân khác đã chờ ở đây một lúc rồi mà vẫn chưa thấy được tên Tiễn Nghị kia. Tôi cũng không rõ. Sau lưng truyền đến giọng nói của Hoàng Tử Nhã, trong giọng điệu của cô có vẻ hơi bất an. Dương Giang nhíu mày. Bên phía tổng bộ có truyền đến tin tức gì không? Tổng bộ bảo bên phía họ cũng không liên lạc được với người tên Tiễn Nghị kia. Hoàng Tử Nhã cầm lấy điện thoại di động định vị vệ tinh của Dương Giang để tiến hành truyền tin. Kết quả không nhận được bất cứ hồi đáp nào từ phía Tiễn Nghị kia. Có vẻ tên Tiễn Nghị kia đã chủ động đóng thông tin liên lạc. Chủ động tắt điện thoại. Dương Giang hơi nhướng mày. Đùa cái gì vậy? Lúc này mà lại lựa chọn tắt điện thoại vệ tinh hay sao? Bảo với tổng bộ định vị vị trí của tên kia giúp tôi. Hiện tại con quỷ đang du đãng ở bên trong khu ký túc xá. Tôi muốn biết tên chó chết kia đang muốn chơi trò gì với tôi. Được được. Hoàng Tử Nhã ở sau lưng tiếp tục liên hệ với tổng bộ để nhờ giúp đỡ. Dương Giang, chúng ta phải làm sao đây? Cũng không thể tiếp tục đứng ở đây chờ tên Tiễn Nghị kia chứ. Quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vị ngự quỷ nhân còn lại nói, mặc dù ngữ khí vẫn tương đối trấn định, nhưng bên trong lại để lộ ra một loại tâm tình bất an cùng hoảng sợ. Dù sao hiện tại ba người vẫn còn đang ở trong trạng thái bị lạc đàn. Một khi bị lệ quỷ tìm đến, bọn họ hẳn phải chết, không thể nào nghi ngờ được. Không có bất cứ một ai lại có thể tự trấn định dưới sự uy hiếp của sự tử vong, ngay cả Dương Giang cũng không phải là ngoại lệ. Đi lên tầng 3, vừa rồi tôi đã liên hệ được với Trương Lôi. Hắn ta bảo bên phía bọn họ có 4 vị ngự quỷ nhân, đang đi về phía này. Đây là một cái tin tức tốt. Nếu có thể tụ họp được với bọn hắn, vậy xác suất sống sót của chúng ta sẽ cực kỳ lớn. Dương Giang quyết định đi lên tầng 3. Nói thật hắn cực kỳ không muốn xâm nhập vào sâu bên trong ký túc xá. Bởi vì điều này cũng có nghĩa là hắn cách con quỷ kia càng ngày càng gần. Với lại, vừa rồi Trương Lôi có bảo là tụ họp lại với nhau ở tầng 2. Thế nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa thấy người đâu. Đây là một loại tin tức không hề tốt một chút nào. Kết hợp với việc hắn nhìn thấy những giọt máu nhỏ từ trên ban công xuống lúc trước, khả năng cao là đám người Trương Lôi đã bị lệ quỷ tập kích rồi. Nhưng dù như vậy hắn cũng không thể nào lùi lại được. Vì đây vốn là một chuyện linh dị dễ dàng diệt sạch tất cả mọi người nhất. Đường sống duy nhất trong chuyện này cũng chính là tụ tập lại với những người khác, khiến cho số lượng quỷ xung quanh bản thân tăng lên. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có hy vọng đối kháng lại được con quỷ kia. Ngoại trừ cái đó ra, hắn đã không còn biện pháp nào nữa. Dương Giang cảnh giác nhìn lên tầng trên liền thấy tình huống ở trong hành lang. Nó cực kỳ yên tĩnh, cũng rất bình thường. Chí ít phía trước cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngay khi hắn đang đi lên tầng trên, sau lưng lại truyền đến tin tức của Hoàng Tử Nhã. Đã xác định được vị trí của tên Tiễn Nghị kia rồi. Vị trí của hắn ta là đang nhanh chóng hướng về phía cửa căn cứ huấn luyện. Hắn ta đang chạy khỏi chỗ này. Sau khi nghe được tin tức này, vốn đang cảnh giác đi lên tầng trên, Dương Giang cũng phải dừng lại cước bộ, sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn. Tên kia bảo chúng ta chạy lại đây để tụ họp, kết quả lại tự mình chạy đến cửa của căn cứ huấn luyện. Gia hỏa này đang coi chúng ta là mồi nhử, muốn dùng chúng ta để dẫn dụ con quỷ kia. Bản thân lại nhân cơ hội này để thoát ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu được ý định của tên Tiễn Nghị kia. Hoàng Tử Nhã nghe được những gì Dương Giang suy đoán thì giật mình nói. tên kia sao có thể làm như vậy được chứ? Dương Giang nói. Sao lại không được, chẳng phải tổng bộ cũng sắp xếp như vậy hay sao? Có thể đi ra được ai thì cứ đi ra, càng nhiều càng tốt. Có lẽ bản thân hắn ta tự tin vào năng lực của hắn ta có thể rời khỏi mảnh quỷ vực này. Dù sao cũng là ngự quỷ nhân, ít nhiều gì cũng có một chút năng lực. Chỉ là tôi không hề ngăn cản cậu ta rời đi khỏi đây. Dù thế nào đi nữa thì một khi hắn ta rời khỏi chỗ này đối với chúng ta cũng là một điều có lợi. Chí ít như vậy có thể đảm bảo hắn ta sẽ không chết vào tay con quỷ kia. Thế nhưng tên này lại dám gọi điện thoại bảo chúng ta đến đây, sau đó tự mình chạy đi. Dám dùng tính mệnh của chúng ta để cầm chân lệ quỷ giúp hắn ta. Đây là cách làm mà tôi không thể nào tha thứ được. Giọng điệu của hắn đã cực kỳ lạnh lùng, hắn cực kỳ tức giận vì cách làm này của tên Tiễn Nghị kia. Điều này khiến hắn nhớ đến một trận kinh lịch mà trước kia hắn từng gặp phải. Bởi vì tên Tiễn Nghị kia chơi một vố khiến cho Dương Giang bị chậm trễ thời gian. Mặc dù đoạn thời gian này không được nhiều, nhưng lúc này đang là lúc giành giật thời gian cùng con quỷ kia. Thứ kia đang từng giây từng phút trưởng thành lên, nếu hắn trễ một bước là con quỷ kia sẽ lại giết chết được một vị ngự quỷ nhân, mà số lượng ngự quỷ nhân trong căn cứ này lại cố định. Vì vậy hắn cần giành giật từng giây từng phút để cướp đoạt ngự quỷ nhân với con quỷ kia. Một khi để cho con quỷ kia giết chết một nửa người có ở đây, vậy trò chơi này có thể kết thúc được rồi. Dương Giang, mặc dù cách làm của tên Tiễn Nghị khiến người ta phải tức giận, nhưng có lẽ tên kia có được biện pháp ra khỏi đây cũng khó nói. Chúng ta có cần gọi điện thoại cho hắn ta để xác nhận một chút không? Nếu hắn ta thật sự có thể rời khỏi quỷ vực của con quỷ này, như vậy không chừng đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Vị ngự quỷ nhân ở đằng sau lưng hắn nhỏ giọng nói. Hiển nhiên ở trước sự uy hiếp của cái chết, bất cứ ân oán nào cũng chẳng quan trọng, có thể bỏ qua. Dương Giang cười lạnh nói. Sợ là tên kia vẫn còn chưa biết chân tướng của mảnh quỷ vực này. Muốn rời đi khỏi chỗ này, tên kia có nằm mơ cũng chẳng đi được. Hắn ta nghĩ chơi đùa một chút tiểu xảo là có thể sống sót. Đúng là ngu ngốc, đây chính là hắn ta đang chôn vùi chút hy vọng sống sót cuối cùng của bản thân. Tôi chỉ hy vọng hắn ta đừng chết quá nhanh. Nếu đến lúc đó quỷ còn chưa giết hắn ta, tôi sẽ đích thân làm thịt tên này. Giọng điệu cứng ngắc cùng băng lãnh của hắn khiến cho hai người còn lại phát lạnh toàn thân. Không thể nghi ngờ gì nữa, nếu tên Tiễn Nghị kia còn sống mà bị Dương Giang tìm được, kết cục của hắn ta sẽ cực kỳ thê thảm. Là một cường nhân sống sót qua nhiều chuyện linh dị như vậy, sao Dương Giang có thể là người lương thiện được chứ? Trong khi ba người nói chuyện với nhau, bọn họ đã đi đến tầng 3 ký túc xá. Lúc này ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn nhìn thấy có một người đang mò mẫm ở lan can cầu thang. Người này đang đi từ trên tầng 4 xuống, rất nhanh là bọn họ có thể gặp được nhau ở tầng 3. Nhưng người này cũng không có nhìn thấy Dương Giang, thậm chí còn không biết phía trước mặt hắn ta đang có người, hắn ta cứ thế mà vội vã đi xuống tầng dưới. Dương Giang làm sao có thể để cho người này cứ thế chạy mất được, hắn lập tức duỗi tay ra túm lấy tay của người kia. Vương Giang, là tôi đây. Dương Giang lập tức nhận ra người này. Đang mò mẫm trong bóng tối, Vương Giang đột nhiên cảm thấy có ai đó túm một cái. Gần như sau đó hắn ta vội vàng tránh né một cách vô thức. Nhưng ngay khi nghe được giọng nói của Dương Giang, hắn vội vàng dừng chân lại, cả người không nhịn được mà run lên. Dương Giang, là anh thật sao? Giọng nói của hắn ta có chút hỗn hển, hiển nhiên là do trước đó đã phải chạy trốn một trận. Dương Giang lập tức hỏi. Sao chỉ có một mình cậu? Đám người Trương Lôi đâu? Không phải lúc trước trong điện thoại cậu có nói là đám người các cậu có tận 4 người hay sao? Nãy giờ tôi đi lên trên mà cũng chỉ nhìn thấy có một mình cậu đi xuống thôi. Nếu tính thời gian thì hiện tại có lẽ bọn hắn đã phải tụ họp lại cùng đám người Trương Lôi, Vương Giang rồi mới đúng. Mọi chuyện mà thuận lợi kể từ đầu, Dương Giang có thể tụ tập thêm tên Tiễn Nghị kia, thêm 4 người này. Vậy đã là một nửa số ngự quỷ nhân có trong căn cứ. Lúc đó bọn họ đã có thể thắng trong cuộc ganh đua hung hiểm sắp tới. Thế nhưng ai ngờ được mọi chuyện lại xảy ra biến hóa lớn như thế. Tiễn Nghị bỏ chạy, đám người Trương Lôi cùng Vương Giang lại chỉ có một người tụ họp. Lúc trước chúng tôi cũng định tụ tập lại với đám người ở tầng 4, rồi nghĩ cách tụ tập lại với anh. Kết quả là ở tầng 4 chẳng nhìn thấy ai hết, có lẽ bọn họ đã sớm bỏ chạy, đã trốn đi rồi. Tóm lại chúng tôi không tìm thấy người ở tầng 4. Cuối cùng chúng tôi quyết định mò mẫm tiến lên, thế nhưng trong khi mò mẫm chúng tôi lại gặp phải quỷ. Vương Giang lập tức kể lại mọi chuyện, giọng nói của hắn ta không giấu được mà có chút run rẩy. Hiện tại nhớ lại đến chuyện lúc nãy, hắn ta thậm chí không thể biết được vì sao bản thân lại có thể chạy đến đây. Dương Giang hỏi. Quỷ đã tập kích các cậu. Vương Giang nói. Không, tôi không biết. Tôi chỉ biết là Trương Lôi la to bảo chúng tôi chạy nhanh. Vì thế chúng tôi liền quay người bỏ chạy. Mau, cùng tôi quay trở lại. Sắc mặt Dương Giang lập tức thay đổi, hắn vội vàng bước đi. Vương Giang sợ hãi nói. Gì vậy? Quỷ đang ở trên tầng 4, chúng ta trở về làm cái gì? Dương Giang nói. Trốn lúc này là một con đường chết. Hiện tại hẳn là quỷ chưa giết được nhiều người. Nếu chờ cho nó tiếp tục giết người, chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Lúc này chúng ta cần phải nghĩ cách tụ tập đám người còn sống sót lại, chỉ có như thế chúng ta mới có hy vọng sống sót. Cậu cho rằng chúng ta nên liều mạng lúc này để sống sót, hay là chờ đợi để rồi chết trong tuyệt vọng? Cơ hội chỉ đến có một lần, một khi cậu lựa chọn sai thì thứ mà cậu đối mặt sẽ là cái chết. Không có cơ hội cho cậu lựa chọn lần thứ hai đâu. Các cậu cũng đã gặp qua quỷ rồi, quy luật của nó như nào các cậu cũng đã biết. Hẳn tôi cũng không cần nói thêm gì nữa. Nói đến đoạn sau, cơ hồ là hắn đã đổi thành gầm nhẹ. Vương Giang lập tức đáp. Tôi hiểu rồi. Tôi trở lại tầng 4 với anh. Hai người còn lại không nói thêm bất cứ lời nào, bọn họ ngầm đồng ý hành động của Dương Giang. Bởi vì đây mới là phương án hành động chính xác nhất. Mặc dù nhìn qua thì thấy nó rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể thành công vậy bọn họ có thể sống sót. Còn chạy trốn, có lẽ hiện tại sẽ sống sót được, nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy bọn hắn nhất định sẽ phải chết. Với lại cảnh sát mắt quỷ Dương Giang cũng đáng giá cho bọn họ tin tưởng, dù sao người ta cũng từng xử lý qua chuyện linh dị cấp S, nên không thể nào đưa ra những quyết định ngu xuẩn được. Một đám người nhanh chóng tiến vào tầng thứ tư, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm Trương Lôi và hai vị ngự quỷ nhân khác. Mặc dù hiện tại đám người Dương Giang đã nhiều thêm một vị ngự quỷ nhân, nhưng nguy cơ vẫn còn tồn tại. Quỷ vẫn còn đang tiếp tục giết người, thậm chí rất có thể mục tiêu kế tiếp của nó chính là bọn họ. Vì lúc này đám người Dương Giang vẫn đang trong trạng thái lạc đàn. Đám người đã chạy đến tầng 4. Đám người Dương Giang, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã đã đi một mạch từ bên ngoài ký túc xá lên đến đây. Sau một quãng thời gian mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được tầng nguy hiểm nhất, tầng khiến cho người ta sợ hãi nhiều nhất. Bởi vì quỷ đang ở trong tầng này. Ngoại trừ cái đó ra còn có ít nhất hai vị ngự quỷ nhân đang mất tích tại chỗ này. Điều Dương Giang muốn chính là tìm thấy được bọn họ trước khi bị quỷ giết chết nhằm gia tăng số lượng quỷ bên cạnh bản thân. Từ đó tránh cho bọn họ rơi vào trạng thái bị lạc đàn, sống sót khỏi lần tập kích này của quỷ. Sau đó lại nghĩ cách rời khỏi chỗ này sau. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng để chấp hành được lại cực kỳ khó, có quá nhiều nguy hiểm. Một khi quỷ để mắt đến bọn họ, hoặc là quỷ đã giết chết được mấy vị ngự quỷ nhân còn lại ở trên tầng 4, thì kết cục đều sẽ là đám người Dương Giang chết. Giờ phút này Dương Giang tỏ ra cực kỳ ngưng trọng căn dặn đám người. Mọi người cố gắng giữ yên lặng, đồng thời giữ chặt tay nhau, không nên buông ra, cũng không được tự tiện bỏ chạy. Trừ phi là do tôi mở miệng bảo chạy, nếu không dù quỷ có xuất hiện ở bên cạnh mọi người thì cũng không được làm loạn. Tất cả chỉ cần làm theo những gì tôi nói, tin tưởng tôi sẽ đảm bảo mọi người sống sót qua lần tập kích thứ nhất của con quỷ. Cân nhắc đến việc con quỷ kia đang ở đâu đó trong tầng này, Dương Giang không thể không căn dặn đám người một phen. Vương Giang cắn chặt răng, nhỏ giọng nói. Anh yên tâm đi, chúng tôi biết nên làm như thế nào. Hoàng Tử Nhã cũng khẩn trương nói. Dương Giang, tôi sẽ nghe theo chỉ huy của anh, đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta. Hy vọng mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Giang nói. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy mọi người đi theo tôi. Nói xong, hắn cũng chẳng do dự nữa mà bước về phía trước. Hắn lập tức di chuyển nhanh chóng dọc theo hành lang. Phía trước là một mảng đen thui, ngay cả mắt quỷ của hắn cũng không thể nào nhìn rõ được tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn chỉ tốt hơn so với người bình thường một chút, chí ít hắn có thể nhìn thấy được mọi thứ trong phạm vi 5 mét. Hắn từng cân nhắc qua việc sử dụng quỷ vực, thế nhưng điều kiện của bản thân hắn đã không cho phép hắn làm điều đó. Lúc trước hắn từng cưỡng ép mở ra tầng thứ tư quỷ vực, khiến cho vốn mắt quỷ đang ở trong biên giới khôi phục rơi vào trạng thái cực hạn. Cho nên hắn không dám dùng quỷ vực nữa, bởi vì một khi cân bằng trong người bị phá vỡ, thì dù hắn có được quỷ ảnh trong trạng thái chết máy cũng không chống đỡ nổi. Có thể nói, cực hạn lệ quỷ khôi phục của Dương Giang đã đến rồi. Nhưng hắn không giống với những người khác, dù cực hạn của mắt quỷ đã đến rồi, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng năng lực của quỷ ảnh một cách không kiêng nể, không đến mức không hề có sức đánh trả. Tiếp tục đi về phía trước. Bóng tối ở phía trước càng ngày càng âm trầm, đáng sợ. Mặc dù quỷ đang ở trong tầng này, nhưng tốc độ di chuyển của hắn lại không hề chậm, mà còn nhanh hơn so với trước đó. Hắn nhất định phải tìm thấy người khác trước con quỷ kia. Sau khi đi được không bao xa, Dương Giang nhìn thấy có một cổ thi thể bị tàn phá, vặn vẹo đang nằm cạnh ban công của hành lang. Máu tươi chảy ra từ trong cổ thi thể, nhuốm đỏ cả một vùng. Máu vẫn còn chưa có động, thậm chí còn bốc hơi nóng. Dương Giang nhíu mày nhìn một cái. Lúc trước mình thấy những giọt máu nhỏ từ trên xuống là của cổ thi thể này hay sao? Nếu hắn không nhìn lầm thì con quỷ trong người của vị ngự quỷ nhân này đã bị quỷ trong quan tài quỷ cướp đi rồi. Tình hình lúc này giống y như đúc với lúc ở thôn Hoàng Cương. Không cần thi thể của người, chỉ cần con quỷ của ngự quỷ nhân. Nó cũng đang hoàn thành công đoạn ghép hình thân thể hay sao? Hay là con quỷ này cần chiếm những con quỷ khác để tiếp tục trưởng thành, giống như quỷ chết đói vậy? Cuối cùng nó sẽ biến thành một loại tồn tại khủng bố, trở thành một cái ác mộng của nhân loại. Không tiếp tục để ý đến cổ thi thể này nữa. Dương Giang nhanh chóng bước về phía trước. Những người sau lưng cũng bước chân theo sát hắn, không nói một lời nào. Bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, bọn họ không còn bất cứ lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể tìm đường sống trong cái chết. Hoặc là bọn họ có thể tụ tập đầy đủ người và sống sót, hoặc là bị quỷ để mắt đến, sau đó chết thê thảm trong khu vực ký túc xá. Không có bất cứ một ai có ý định chạy trốn. Bởi vì lưu lại thì còn có cơ hội sống, còn chạy trốn sẽ phải chết, đây là điều không thể nghi ngờ. Ở bên trong hành lang tối tăm truyền đến những tiếng bước chân gấp rút của đám người Dương Giang. Ở đâu? Những người khác ở đâu chứ? Từng giây từng phút trôi qua, trên mặt Dương Giang càng lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đi dọc theo hành lang, đi từ đầu này đến đầu kia, cũng từ một hướng khác đi một vòng xung quanh tầng 4, nhưng lại không thể nhìn thấy bất cứ vị ngự quỷ nhân nào ở trong tầng này. Nói cách khác bọn họ đang ẩn giấu ở chỗ nào đó trong tầng này. Điều này khiến cho việc tìm kiếm của Dương Giang càng thêm khó khăn. Một khi bọn họ đi vào tầng này, như vậy có nghĩa là khả năng bọn họ chạm mặt với con quỷ kia sẽ tăng cao. Mặc dù trong tay Dương Giang vẫn còn một số tư nguyên để tự vệ, nhưng hệ số nguy hiểm của chuyện này vẫn cực kỳ lớn. Nhưng đúng lúc này ở một chỗ tối tăm nào đó gần đây có truyền đến một tiếng kêu rên đầy thê lương cùng tuyệt vọng. Mà tiếng kêu thảm thiết này lại cách bọn họ cực kỳ gần. Tiếng kêu còn chưa phát ra được bao lâu thì đã dừng lại, hiển nhiên là người phát ra tiếng kêu đã bị chết. Cái gì vậy? Lúc nãy có phải là tiếng kêu thảm thiết của ai đó không? Tôi cũng nghe thấy, lần này không ổn rồi, con quỷ kia đang giết chết một vị ngự quỷ nhân nào đó. Trời ạ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ chết chắc. Mặc dù tiếng hét thảm kia không có xảy ra trên người của bọn họ, nhưng nó lại gián tiếp bóc tắt hy vọng sinh tồn của cả đám, điều này khiến cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Đừng hoảng hốt, nhanh đi theo tôi, nhanh. Khi nghe được tiếng kêu thảm thiết này, cả người Dương Giang cũng run lên, vội vàng quay đầu lại. Sau đó không chút do dự mà xâm nhập vào bên trong khu vực trước mặt, cố gắng rời xa chỗ phát sinh ra tiếng kêu. Dương Giang đang đánh cược. Hắn đánh cược người sống sót còn lại sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết sẽ lựa chọn rời đi thì hành lang phía bắc. Bởi vì hắn xuất phát từ cầu thang hướng bắc, sau đó đi qua hành lang ở hướng đông, nhưng lại không đụng được một ai. Mà vừa rồi tiếng kêu kia phát ra ở phía đông bắc, cho nên nếu người sống sót còn lại kia không phải kẻ ngốc, vậy hắn ta sẽ chọn hướng bắc để rời đi. Mặc dù việc xuất hiện tiếng kêu thảm thiết đại diện cho việc vừa có một vị ngự quỷ nhân đã chết, nhưng nó cũng gián tiếp tiết lộ vị trí của con quỷ cho bọn họ. Đây là một cái cơ hội. Dương Giang sẽ không buông tha cho cái cơ hội ngàn năm có một đột nhiên từ trên trời rơi xuống này đâu. Tất cả tăng nhanh tăng tốc độ, đừng để bản thân bị tụt lại ở đằng sau. Ánh mắt Dương Giang lấp lóe, hiện tại đám người bọn họ gần như đang chạy. Việc có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phạm vi 5 mét khiến cho hắn có được một chút ưu thế. Hắn sẽ không đến mức phải mò mẫm trong đêm tối để di chuyển. Cũng biết được lúc nào nên rẽ hướng, nên giảm tốc. Những người khác cũng không có nói chuyện, bọn họ cứ chạy theo Dương Giang, người này kéo theo người kia, cả đám không một ai dám buông tay nhau ra. Dương Giang vừa chạy vừa quan sát tình hình xung quanh. Dựa theo suy đoán của hắn hẳn là phải còn một người may mắn sống sót mới đúng. Cho nên nếu như vừa rồi người kia có thể nghe thấy được tiếng hét thảm thiết kia, vậy người này sẽ không ngu mà lựa chọn tiếp tục ở lại đây, hẳn là sẽ lựa chọn rời đi. Cho nên hắn cược trên đường có thể đụng phải người kia. Bất chợt, Dương Giang chạy chậm lại. Giờ phút này hắn mở to hai mắt nhìn về phía trước. Ở bên ngoài tầm mắt của hắn có một bóng dáng hình người xuất hiện. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên hắn không thể nào nhìn rõ được bộ dạng của người phía trước là cái gì. hắn chỉ biết bên kia hẳn là một người, cũng có thể là quỷ. Dương Giang, sao vậy? Việc hắn đột nhiên ngừng lại khiến cho mấy người không thể thích ứng, cho nên vội vàng hỏi. Dương Giang nhỏ giọng nói, phía trước hình như có một người. Hình như có một người. Đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Vì sao phải dừng lại? Sau đó đầu của đám người chấn động một cái, trong nháy mắt bọn họ ý thức được hàm nghĩa của câu nói này. Vương Giang có chút run rẩy nói, nó sẽ không tìm tới chúng ta nhanh như thế chứ? Chưa thể xác nhận, tôi muốn tiến về phía trước để xác nhận thử xem. Dương Giang trầm giọng nói, sau đó tiếp tục nhích từng bước đến gần người kia. Trong tay hắn cầm một ngọn quỷ nến, một khi có chuyện gì đó không đúng, hắn sẽ ngay lập tức thắp nó lên. Không, hẳn là hắn nên thắp quỷ nến trước để phòng ngừa vạn nhất. Nếu phía trước là người, vậy bọn họ sẽ tụ họp lại, còn nếu là quỷ thì quay đầu bỏ chạy. Đám người của bọn họ không thể bị quỷ để mắt đến trước, nếu không một khi đám người bọn họ bị giảm quân số, vậy trận đấu với lệ quỷ này hắn đã thua chắc. Nhưng đúng lúc này ở sau lưng hắn, cô gái tên là Hoàng Tử Nhã kia khẩn trương nói. Dương Giang, lúc nãy tổng bộ có truyền đến tin tức bảo rằng Trương Lôi vẫn còn sống. Hắn ta đang ở tầng 4, đang bị lạc đường. Với lại tổng bộ cũng có nói qua, số lượng lệ quỷ của Trương Lôi không phải 1, mà là 3. Bởi vì lúc trước Trương Lôi có ăn 2 con lệ quỷ, cũng chính vì thế mà vừa rồi bọn họ gặp phải lệ quỷ cũng không bị nó tập kích. Mà do bọn họ bỏ chạy cho nên xuất hiện thương vong. Nghe được tin tức này, người chấn động đầu tiên không phải là Dương Giang, mà chính là Vương Giang ở sau lưng của hắn. Lúc trước hắn ta và Trương Lôi định mò mẫm chạy xuống dưới để tụ tập cùng với Dương Giang. Nếu sớm biết mọi chuyện là như vậy thì bọn họ cần gì phải đi. Bọn họ hoàn toàn có thể chậm rãi tìm tòi mọi thứ, sau đó thuận lợi tụ họp lại với nhau. Nhưng do một lần hoảng hốt đã khiến cho bọn họ phán đoán sai lầm, dẫn đến đám người phải rơi vào trạng thái lạc đàn. Trương Lôi vẫn còn sống sót. Đây là một cái tin tức tốt, nhưng nó cũng là một cái tin tức xấu. Sau khi nghe được tin này, đầu tiên Dương Giang thầm thở vào một hơi, nhưng sau đó hắn lập tức đi đến gần thứ có bộ dạng của con người ở phía trước. Nếu Trương Lôi vẫn còn sống, thứ có bộ dạng hình người phía trước rất có thể là Trương Lôi, chứ không phải quỷ. Phù! Dương Giang không chút do dự mà thắp quỷ nến lên. Bởi vì lúc này hắn đã không thể nào thua được nữa, đây là khúc mấu chốt, hắn không dám đánh được. Dương Giang muốn ngăn chặn đi chút khả năng nhỏ nhoi thứ kia là quỷ. Đồng thời muốn thuận lợi tụ tập lại cùng với Trương Lôi, hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch này. Ngọn lửa âm u màu xanh lục liên tục nhấp nháy, ngọn nến chiếu rọi không gian, xua tan đi bóng tối ở xung quanh. Việc đột nhiên xuất hiện ra ánh sáng khiến cho mấy người ở sau lưng của hắn không kịp thích ứng phải dùng tay che mắt lại. Chuyện này có gì đó không thích hợp. Dương Giang đưa tay nắm chặt cây quỷ nến, vì lúc này ngọn nến đang thiêu đốt một cách kịch liệt. Tốc độ thiêu đốt của nó rất nhanh. Gần như có thể dùng mắt thường để nhận thấy ngọn nến đang dần dần ngắn lại. Đối với một người sử dụng quỷ nến nhiều lần như hắn, đây là một loại tín hiệu cực kỳ đáng sợ. Quỷ đang ở gần đây. Cho nên, thứ phía trước là quỷ. Giờ phút này bước chân của Dương Giang chợt cứng đờ, ngay khi hắn đang định quay đầu bỏ chạy thì ở đằng sau, Hoàng Tử Nhã lại kích động nói cho hắn biết. Vừa rồi tôi có định vị vị trí cửa Trương Lôi, hắn ta đang ở gần đây. Nghe được tin tức này, Dương Giang lập tức sửng sốt. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại di động định vị vệ tinh của bản thân để nhìn xem sao. Quả nhiên, ở trên đó có một cái tín hiệu đang nằm trùng với tín hiệu của hắn. Nói như vậy người trước mặt chính là Trương Lôi. Thế nhưng đây lại là chuyện không thể nào. Quỷ nến vẫn đang thiêu đốt một cách kịch liệt, đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy quỷ đang ở gần đây. Điều này chắc không thể nào sai được. Vậy hiện tại thứ có hình dạng của con người ở phía trước kia, rốt cục là người hay là quỷ đây? Chết tiệt! Dương Giang đang nghe truyện trên TV Audio CV khẽ cắn một cái, cuối cùng hắn quyết định tiến lên phía trước mà không phải bỏ chạy. Dù thế nào đi nữa, hắn cần phải xác nhận thử xem người phía trước có phải là Trương Lôi không. Nếu không, một khi hắn bỏ lỡ cơ hội này, đám bọn họ sẽ không còn khả năng xoay chuyển tình thế nữa. Chỉ riêng một mình Trương Lôi đã có được 3 con quỷ. Một khi cậu ta bị quỷ giết, đám người Dương Giang sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để sống sót nữa. Một khi hắn không có cách nào tụ họp được với Trương Lôi, có nghĩa là Trương Lôi hẳn phải chết. Thế nhưng khi Dương Giang đi đến càng gần người ở trước mặt thì quỷ nến lại cháy càng mạnh. Điều này cho thấy rằng thứ phía trước là quỷ, căn bản không thể nào là người được. Thực chất vị trí của tín hiệu lại chứng minh Trương Lôi đang ở đây. Tin tưởng vào quỷ nến, hay tin tưởng vào tín hiệu của điện thoại, hoặc tin tưởng vào phán đoán của bản thân? Hắn nên tin vào cái gì đây? Ngay cả bản thân Dương Giang cũng không thể nào nắm chắc được. Hắn chỉ biết bản thân đang cách thứ hình người kia càng ngày càng gần, rất nhanh thứ kia có thể đi vào bên trong tầm nhìn của hắn. Nhưng đổi lại quỷ nến cũng cháy càng nhanh hơn, hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Với lại tốc độ cháy đang càng ngày càng nhanh, nếu phía trước là quỷ, vậy cây quỷ nến này không thể nào chống đỡ cho bọn họ chạy trốn được. Cuối cùng kết quả sẽ chỉ là chết sạch cả đám ở đây. Đây chính là sự tàn khốc của chuyện linh dị khó giải, chỉ cần đi nhầm một bước thôi là bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Ngay khi khoảng cách giữa Dương Giang và cái bóng kia dần dần tiến vào cực hạn, sắp đến lúc hắn có thể xác nhận được bộ dạng của thứ bên kia thì một màn đáng sợ lại phát sinh. Trong bóng tối phía trước lại đột nhiên xuất hiện thêm bóng dáng của một người, người kia đang nhanh chóng bước đi về phía này. Hình dạng của người kia cũng càng ngày càng rõ. Trong bóng tối lại có đến hai người. Giờ phút này Dương Giang đột nhiên cảm thấy bàn tay cầm quỷ nến hơi nho nhói, quỷ nến đang thiêu đốt một cách cực kỳ kịch liệt. Nếu để cho nó cứ tiếp tục cháy như vậy, thời gian còn không quá 5 giây. Nửa cây quỷ nến mà kéo dài không đủ 5 giây, đây là một loại khủng bố mà trước đó hắn chưa từng gặp. Ngay cả khi đụng phải quỷ chết đói cũng chưa đến mức như vậy. Khi đó ít ra quỷ nến cũng chống đỡ được khoảng 1-2 phút. Chết tiệt! Con mắt của Dương Giang đột nhiên trợn to, hắn nhanh chóng cầm ngọn nến chạy về trước. Bóng người thứ hai xuất hiện, quỷ nến lại tiếp tục thiêu đốt kịch liệt, chỉ những yếu tố đó thôi đã khiến cho hắn đoán ra được kết quả. Ở phía trước, người đầu tiên mà hắn thấy là Trương Lôi, còn bóng người thứ hai chính là quỷ. Do lúc trước việc tốc độ thiêu đốt của quỷ nến quá nhanh khiến suy đoán của hắn bị quấy nhiễu. Hắn cứ nghĩ phía trước là quỷ nến mới cháy mạnh như vậy. Không nghĩ tới, khi con quỷ chính thức đi đến gần thì quỷ nến lại thiêu đốt kịch liệt hơn. Đây cũng chẳng khác gì việc khi đứng gần nó thì quỷ nến có thể chạy sạch chỉ trong nháy mắt. Đây là sự phán đoán sai lầm do kinh nghiệm gây ra. Dương Giang chạy nhanh về phía trước, khoảng cách giữa hắn và Trương Lôi đang cách càng ngày càng gần. Nhưng Trương Lôi lại không biết được chuyện gì, hắn ta vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Mà phía trước hắn ta là bóng dáng của lệ quỷ cũng đang tiến lại gần. Trương Lôi, đừng có tiến về phía trước, nhanh quay lại. Dương Giang gọi to với hy vọng có thể khiến Trương Lôi quay lại. Thế nhưng âm thanh mà hắn phát ra đã bị bóng tối ngăn cách. Lệ quỷ đang quấy rối toàn bộ mọi thứ xung quanh. Trương Lôi ở phía trước vẫn không thể nào nghe thấy, hắn ta vẫn cứ tiếp tục mò mẫm bước về phía trước, chuẩn bị nghênh đón lệ quỷ. Cái tên xui xẻo này. Dương Giang cắn răng, cố gắng gia tăng tốc độ. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Bởi vì Trương Lôi đang mò mẫm tiến lên, cho nên tốc độ của hắn không thể nào nhanh được. Giờ phút này đã bị Dương Giang đuổi kịp. Trong phạm vi 5 mét, rốt cục Dương Giang đã có thể nhìn thấy Trương Lôi. Lúc này cậu ta đang dùng tay sờ lấy vách tường, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ánh sáng của quỷ nến không thể nào bao phủ đến vị trí của Trương Lôi. Dù khoảng cách giữa hai bên đã cực kỳ gần, hắn ta vẫn không thể nào nhận ra được. Mà ở phía trước của Trương Lôi, một bóng người cứng ngắc đang ẩn tàng trong bóng đêm, người này đứng ở trước mặt của Trương Lôi. Đồng thời vươn ra một đôi tay cứng ngắc, âm lãnh từ trong bóng tối, chậm rãi hướng về phía của hắn ta. Dương Giang nhận ra được đôi tay này, chính đôi tay này là thứ đã cướp đoạt tấm da màu nâu ở trong sân tập bắn lúc trước. Giờ khắc này quỷ đang lựa chọn tập kích Trương Lôi. Chẳng lẽ khoảng cách phán định của quy luật vẫn chưa đủ hay sao? Con ngươi Dương Giang co rụt lại, mặc dù hắn đã ở rất gần rồi, con quỷ kia vẫn không có dừng động tác lại. Phạm vi phán định một căn phòng nhỏ kia cũng không phải là 5 mét, mà chính là khoảng chừng 3 mét. Lúc này Trương Lôi đang ở trong bóng tối, hắn ta không thể nào biết được xung quanh người của hắn ta đang xảy ra chuyện gì. Trương Lôi chỉ biết là vừa rồi ở trong bóng tối có vang lên tiếng hét thảm thiết. Điều này khiến cho hắn ta hiểu được là đã có một vị ngự quỷ nhân bị giết. Cho nên hắn ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để rời xa phương hướng phát ra âm thanh kia. Thế là hắn ta không chút do dự chạy ngược lại với phương hướng kia, đồng thời định thông qua cầu thang ở hướng này để rời khỏi ký túc xá. Hiện tại hắn ta đã không thể nào thực hiện được ước định lúc trước của bọn họ là tụ hợp lại một chỗ được nữa. Điều mà hắn ta muốn làm hiện tại chính là đảm bảo bản thân còn sống sót. Có lẽ ở trên đường chạy trốn hắn ta sẽ có cơ hội tụ họp cùng Dương Giang. Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của hắn ta. Giờ phút này, khi đang mò mẫm tiến về phía trước, Trương Lôi cũng đang dùng điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn ta để xác định vị trí của Dương Giang. Hắn đột nhiên nhìn thấy vị trí tín hiệu của Dương Giang đã chồng lên tín hiệu của hắn ta. nhưng vì vị trí tín hiệu lại chịu sai số ở một mức độ nào đó nên Trương Lôi không thể biết được vị trí chính xác của Dương Giang ở hướng nào. Dù khoảng cách giữa hai người chỉ là 1 mét, nhưng một khi ở trong chỗ như này, khả năng cao bọn họ vẫn có thể bỏ qua nhau. Trương Lôi có hơi do dự một chút, hắn ta không biết bản thân nên đi về phía trước, hay là đứng yên tại chỗ đợi một lát, để tìm kiếm vị trí của Dương Giang. Ngay khi hắn ta đang do dự, trên bả vai của hắn đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay băng lãnh, cứng ngắc. Sự âm lãnh này lập tức thấm qua quần áo, kích thích vào người của hắn ta, khiến cho vốn dĩ tinh đang căng thẳng của hắn ta đột nhiên ngừng đập. Điều mà hắn ta lo lắng nhất đã xảy ra. Quỷ đã tìm được hắn ta. Xong. Không có bất cứ ý nghĩ phản kháng nào, trong đầu hắn ta lúc này chỉ là sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng đứng chờ chết. Trương Lôi hiểu cực kỳ rõ quy luật cùng năng lực của con quỷ này, nó có khả năng áp chế năng lực của quỷ, một khi bị lạc đàn thì hẳn phải chết. Hơn nữa còn có khả năng trưởng thành. Hiện tại con quỷ này đã có thể áp chế được bao nhiêu con quỷ? Là 5 con, hay 6 con rồi? Trương Lôi không thể nào biết được số lượng cụ thể, nhưng hắn ta lại biết rõ, bất kể là 5 hay 6 thì hắn ta đều không thể nào chống cự được. Nhưng đôi khi hy vọng lại đến cùng một lúc với tuyệt vọng. Đột nhiên bóng tối ở xung quanh bị tiêu tán, không gian được thắp sáng bởi một màu xanh lục. Trương Lôi, cậu còn sững sờ ở chỗ đó làm cái gì nữa thế? Còn không tranh thủ thời gian đi theo tôi. Phía sau lưng hắn ta vang lên tiếng gầm nhẹ của Dương Giang, sau đó cánh tay của hắn ta liền bị Dương Giang túm lấy và lôi ra phía sau. Dương Giang. Hắn ta quay đầu lại một cách vô ý thức, thế nhưng trong quá trình quay đầu lại này hắn ta cũng đã liếc mắt nhìn thấy được thứ phía trước, điều này khiến cho lòng hắn ta kinh dị vô cùng. Ở trước mặt hắn là một người với gương mặt màu đen, giống như một cổ thi thể cứng ngắc của người chết. Nó đang đứng sừng sững trước mặt của hắn ta, xung quanh người nó tản ra một loại khí tức tử vong khiến người ta cùng tuyệt vọng. Quần áo trên người nó đang bị hư thối, cứ như bị chôn vùi quá lâu ở dưới đất nên đã biến thành màu đen. Nhưng hắn ta có thể nhận ra được, đây cũng là một bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế, đồng thời đây cũng là con quỷ chính thức. Là con quỷ khủng bố được thai nghén từ bên trong quan tài quỷ, danh hiệu là cảnh sát quỷ. Không đợi cho Trương Lôi nhìn thấy rõ được đặc điểm của thứ phía trước, cũng không đợi cho hắn ta nhìn thấy rõ khuôn mặt của Dương Giang. Ngay lập tức ánh sáng âm u màu xanh lục đột nhiên biến mất, bóng tối lại một lần nữa bao trùm tất cả mọi người. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, Dương Giang đã lôi kéo được hắn ta ra khỏi bàn tay băng lãnh kia. Quỷ nến đã cháy sạch sành sanh, việc tập hợp lại của bọn họ đã thành công. Đi thôi. Dương Giang lại tiếp tục gầm nhẹ một tiếng, lôi kéo Trương Lôi và mang theo người khác quay đầu bỏ chạy. Trong bóng tối liên tục truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thở gấp rút, Dương Giang đang lôi kéo Trương Lôi cùng với những người khác nhanh chóng rời xa con quỷ đen xì xì đứng ở trước mặt đám người lúc nãy. Nó là thứ cực kỳ khủng bố. Nếu tiếp xúc với nó một cách tùy tiện sẽ dẫn đến một số biến hóa không thể tưởng tượng được, có khả năng quy luật giết người của nó sẽ bị sửa đổi. Nó không có đuổi theo. Trong khi chạy trốn, Dương Giang cũng có dùng con mắt quỷ ở sau đầu để quan sát tình hình sau lưng, con quỷ cũng không hề đuổi theo bọn họ. Đây cũng không phải là con quỷ kia nhân từ, cũng không phải là tác dụng của quỷ nến, càng không phải do bọn họ may mắn. Mà do khi đám người Dương Giang tụ họp lại với Trương Lôi đã thay đổi được số lượng lệ quỷ mà họ sở hữu. Cả bọn không còn trong trạng thái lạc đàn nữa. Cho nên trong một đoạn thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ an toàn. Đến khi sự cân bằng về số lượng quỷ kia bị phá vỡ, cũng hoặc là con quỷ kia xuất hiện một số biến hóa không tưởng nào đó. Bọn họ cứ thế chạy thẳng một mạch về phía trước, không có ngừng lại. Thậm chí Dương Giang cũng không định tiếp tục chờ đợi ở trong ký túc xá, bởi vì điều này đã không hề cần thiết nữa. Lúc trước hắn đã bắt đầu tìm kiếm từ tầng 1, hiện tại ngoài trừ tầng 5 ra những chỗ khác hắn đều đã đi qua. Toàn bộ ký túc xá chỉ còn mỗi đám người bọn họ mà thôi. Những người còn lại hoặc là đã chết, hoặc là đang phân tán ở đâu đó gần căn cứ huấn luyện. Hiện tại cũng không phải là lúc lang thang ở trong này, bọn họ cần dùng tốc độ nhanh nhất để rời xa con quỷ kia, sau đó lại suy nghĩ bước hành động tiếp theo. Một đám cứ bước vội ở trên đường, không ai nói với nhau câu nào. Đến khi bọn đi đến bãi tập bắn của căn cứ huấn luyện thì mới lựa chọn dừng lại. Việc phải chạy trốn cực lực trong cơn hoảng sợ đã khiến cho thể lực của bọn họ tiêu hao một cách nhanh chóng. Một vài người thể lực yếu ớt không thể nào chống đỡ nổi tiêu hao đã phải thở hổn hển từng ngụm. Mặc dù bọn họ đã là ngự quỷ nhân, nhưng thân thể vẫn chỉ là người bình thường. Cũng không phải tất cả ngự quỷ nhân đều có được sức lực không phù hợp với lẽ thường như Dương Giang được. Sau khi sự sợ hãi giảm xuống, cảm giác sống sót trở về từ trong cõi chết, khiến cho Vương Giang không nhịn được mà phải cười rộ lên. Ha ha, ha ha, chúng ta chưa chết, chúng ta vẫn sống. Đối mặt với lệ quỷ cấp bậc này vốn là cục diện phải chết, vậy mà bọn họ vẫn còn sống. Đây là một kỳ tích. Dương Giang, cảm ơn anh. Nếu không phải lúc nãy anh đuổi đến kịp thời, có lẽ tôi đã chết mất rồi. Giờ phút này Trương Lôi cũng có được cảm giác sống sót từ trong cõi chết. Vì bóng tối ở khu vực này không có nồng đậm như trước, hắn ta có thể nhìn thấy được tình hình xung quanh một cách miễn cưỡng, vì thế Trương Lôi nhìn về phía Dương Giang và cảm ơn. Hoàng Tử Nhã cũng gật đầu. Đúng thế, nếu không phải có hành động của Dương Giang anh, chúng tôi chắc chắn đã chết sạch rồi. Hiện tại nói cao hứng thì còn quá sớm, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, mới thành công bước đầu. Nguy hiểm vẫn chưa thể giải trừ được, chúng ta vẫn còn đang ở bên trong quỷ vực của con quỷ kia. Đồng thời quỷ vực của nó lại cực kỳ khác biệt, là một loại quỷ vực không thể nào đi ra ngoài. Sắc mặt Dương Giang vẫn rất nghiêm túc. Mặc dù có hơi thở vào một cái nhưng thế cục hiện tại cũng không được lạc quan cho lắm. Nếu chúng ta không thể nào nghĩ ra cách để thoát khỏi đây, cuối cùng chúng ta đều sẽ phải chết. Trương Lôi hỏi. Anh nói đúng, hiện tại chỉ là an toàn tạm thời mà thôi. Dương Giang nói. Trước mắt chúng ta chỉ có 5 người, tổng cộng lại là có 8 con quỷ. Nếu như tôi đoán không sai, vậy số lượng quỷ áp chế của con quỷ kia hẳn là 6 hoặc 7. Thế nhưng mọi người đừng có quên, ngự quỷ nhân ở trong này cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Trong này còn có một số ngự quỷ nhân khác còn sống, vẫn đang tẩu tán đâu đó xung quanh căn cứ huấn luyện. Cho nên lệ quỷ vẫn tiếp tục giết người để trưởng thành. Một khi nó giết chết khoảng 3 ngự quỷ còn lại, như vậy chúng ta sẽ có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo của nó. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Chúng ta cần phải tận dụng đoạn thời gian này để tìm kiếm thêm người khác, đồng thời tụ tập lại với nhau. Dương Giang phân tích tình hình trước mắt của bọn họ, đồng thời so sánh số lượng quỷ giữa hai bên. Mặc dù hiện tại bọn họ có được ưu thế, nhưng cái ưu thế này không hề lớn. Vương Giang ở bên cạnh cũng gật gật đầu và bảo. Anh nói đúng, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để chúng ta thư giãn, chúng ta còn cần phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm người khác. Vương Giang không còn vui sướng vì thoát chết nữa. Dương Giang chỉ về hướng cửa ra vào của căn cứ huấn luyện rồi nói. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu hành động từ hướng này rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi một vòng xung quanh căn cứ huấn luyện. Nếu còn ngự quỷ nhân sống sót, bọn họ nhất định đã rời xa căn cứ huấn luyện, không thể nào còn lãng vãng đâu đó gần căn cứ được nữa. Người khác cũng gật đầu đồng ý, bọn họ tin tưởng vào quyết định của Dương Giang. Đây là người đã cứu lấy bọn họ, nhờ vậy cho nên bọn họ thoát khỏi được một cái cục diện hẳn phải chết. Hắc ám ở xung quanh chỗ này không quá nồng đậm, mọi người có thể miễn cưỡng nhìn thấy được tình hình xung quanh. Dương Giang đi ở phía trước và mang theo đám người tiến tới. Mọi người dựa sát vào nhau, không dám phân tán ra, đồng thời luôn luôn cảnh giác và chú ý đến bất cứ động tĩnh nào ở xung quanh. Mặc dù những người còn lại lộ ra vẻ buông lỏng tinh thần, nhưng Dương Giang biết tình hình của bọn họ đang càng ngày càng tồi tệ. Bởi vì khi bị tập kích ở trong sân tập bắn, hắn đã mất đi quỷ dây thừng. Còn lần tụ họp này hắn đã mất đi một cây quỷ nến, hơn nữa còn là một cây quỷ nến màu đỏ đậm. Mắt quỷ cũng sắp sửa khôi phục lại. Có thể nói là tổn thất vô cùng lớn. Nếu hiện tại không thể nào nghĩ ra cách để giải quyết được vấn đề của bản thân, vậy hắn không có đủ tự tin rằng bản thân có thể vượt qua được chuyện linh dị lần này. Sắc mặt Dương Giang trở nên âm trầm, hắn đang thầm tính xem trong tay hắn còn lại cái gì. Hiện tại thứ duy nhất có thể bảo mệnh trong tay chỉ có một con búp bê vải. Một con búp bê vải có thể chuyển dời mục tiêu tấn công của lệ quỷ. Một bàn tay quỷ bị hắn giam giữ cùng một cái bình bằng vàng mà hắn nghi là có quỷ tồn tại. Một tấm da màu nâu. Một tờ báo cũ có thể thay đổi trí nhớ. Mà trong tầm phán định của con quỷ kia, tấm da màu nâu cùng tờ báo quỷ kia không được tính là quỷ. Cũng có thể vì bọn chúng những con quỷ tàn khuyết, cho nên chưa đạt đến chỉ tiêu của một con quỷ. Vì thế hắn không thể nào lợi dụng bọn chúng để gia tăng số lượng lệ quỷ của cả đám được. Mà con quỷ ở trong bình lại cực kỳ nguy hiểm, không thể thả nó ra một cách tùy tiện được. Ngược lại hắn hẳn có thể áp chế được bàn tay quỷ. Chỉ không biết nó chỉ là một bộ phận của quỷ thì có được tính là một con quỷ không nữa. Bất chợt ở trong điện thoại di động định vị vệ tinh vang lên âm thanh của Vương Tiểu Minh. Dương Giang, cậu còn sống không? Dương Giang nói. Vẫn chưa chết, vấn đề mà tôi bảo anh điều tra như thế nào rồi? Vương Tiểu Minh nói. Tôi đã khởi động lại hệ thống giám sát của căn cứ thí nghiệm. Vì lúc trước rời đi khá vội vàng đã phá hư một số công trình nên đến tận giờ mới xong. Hắn ta không cần phải đích thân chạy vào bên trong phòng thí nghiệm để quan sát, mà chỉ cần khởi động hệ thống camera giám sát là được. Dương Giang nói. Kết quả như thế nào rồi? Trong điện thoại vang lên tiếng trả lời của Vương Tiểu Minh. Quan tài quỷ vẫn còn đó. Quan tài quỷ còn nằm trong phòng thí nghiệm đặc thù, không bị xê dịch hay động đậy qua. Nhưng nó lại đang ở trong trạng thái mở, điều này không giống với tình huống lần trước. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Quan tài quỷ vẫn còn. Vậy thứ mà lần trước hắn dùng mắt quỷ để nhìn thấy là cái gì đây? Quan tài ở trong phòng thí nghiệm và bọn hắn lại đang ở trong quan tài. Chuyện này có cái gì đó lấn cấn, khá khó hiểu. Với lại không phải con quỷ ở đây là quan tài quỷ hay sao? Dương Giang đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng chẳng liên quan đến đề tài. Không phải lúc trước anh đã đem con quỷ ở bên trong quan tài quỷ chế tạo thành đinh đóng quan tài rồi hay sao? Vương Tiểu Minh nói. Đúng thế, nhưng vật kia đã bị tôi làm mất rồi. Bởi vì tình hình lúc đó quá đặc biệt nên Lý Quân dùng nó để đối phó với vệ cảnh nhằm đảm bảo cho tôi có thể an toàn rời đi. Dương Giang nghe vậy thì nhịn không được phải mắng to. Mẹ nó, không trách được vừa mới khởi đầu thứ kia đã có thể áp chế được 3 con quỷ. Thì ra do anh cho nó đinh đóng quan tài. Vương Tiểu Minh nói. Đúng vậy, không sai. Bởi vì con quỷ ở bên trong quan tài quỷ không thể bị tiêu diệt. Còn chiếc đinh đóng quan tài do tôi chế tác là của con quỷ thu thập được 3 con lệ quỷ ở trong thôn Hoàng Cương. Việc Lý Quân dùng đinh đóng quan tài kia áp chế con quỷ cũng tương đương với việc giam giữ nó một lần. Hiện tại có lẽ là lần tấn công thứ 2 của vệ cảnh. Điều khiến tôi lo lắng không phải là hiện tại con quỷ kia có thể áp chế được bao nhiêu con quỷ mà là con quỷ được thai nghén ra kia có thêm được năng lực nào khác không. Chỉ là do tình hình trước mắt chưa đủ thông tin chi tiết cho nên tôi không thể nào phân tích thêm được. Dương Giang nói. Giáo sư Vương Anh đúng là ưu tú, thả một món đồ chơi ra thôi mà đã quấy mọi thứ thành kinh khủng như vậy. Hiện tại số lượng quỷ mà con quỷ này có thể áp chế đã là 6 hoặc 7 gì đó rồi. Việc nó còn có năng lực khác hay không cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là nếu cứ để cho nó tiếp tục trưởng thành như vậy, toàn bộ thành phố Đại Kinh sẽ gặp phải một hồi tai nạn khủng bố. Anh đừng tưởng thứ này chỉ hứng thú đối với ngự quỷ nhân lạc đàn, người bình thường cũng có thể phù hợp với điều kiện của nó thôi. Bởi vì cơ thể của người bình thường không có quỷ, xe bọn họ vĩnh viễn rơi vào trạng thái lạc đàn. Hiện tại nó ở trong căn cứ huấn luyện, thế nhưng một khi chúng tôi bị chết hết, anh cảm thấy con quỷ này sẽ đi ra không? Thành phố Đại Kinh đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận con quỷ này chưa? Vương Tiểu Minh nói. Đây cũng chính là điều khiến tôi lo lắng nhất nên tôi muốn hỏi cậu là có được biện pháp nào tốt hơn không? Nếu cậu vẫn không có được biện pháp tốt nào, có lẽ cậu nên hỏi ý kiến của thứ bên cạnh cậu xem, hỏi nó đi. Nó. Đây là hắn ta đang ám chỉ tấm da màu nâu ở trong tay Dương Giang. Tên Vương Tiểu Minh này có ý gì vậy? Hắn ta muốn dùng chuyện linh dị này để xác định sự tồn tại của tấm da màu nâu. Hay hắn ta thực sự không nghĩ ra cách thức giải quyết nào cho nên mới bảo mình dùng tấm da màu nâu để tự cứu? Hoặc là đang cố ý nhắc nhở mình, để mình đừng có quên sự tồn tại của tấm da màu nâu. Dương Giang hạ chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh trong tay. Sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, hắn luôn cảm thấy tên Vương Tiểu Minh này đang tính kế mình. Một khi để cho tên kia xác định ra được trên tay của hắn có tấm da màu nâu, khó mà đảm bảo Vương Tiểu Minh không có mưu đồ gì với nó. Đừng có nhìn cái vẻ bề ngoài giống giáo sư của hắn ta mà nghĩ nhầm, thực tế hắn ta còn quỷ quyệt hơn cả ai hết. Vì để lấy được tài liệu nghiên cứu và giải quyết chuyện lệ quỷ khôi phục mà ngay cả cấp dưới hắn ta cũng dám giết. Sự lạnh lùng, tàn khốc của hắn ta không thấp hơn một ngự quỷ nhân nào đâu, hắn ta tuyệt đối không phải là loại người thân thiện, hiền lành. Dương Giang nhíu mày. Tạm thời vẫn không nên quan tâm đến chuyện của Vương Tiểu Minh, lúc này có muốn cũng vô dụng. Vương Tiểu Minh nói hiện tại con quỷ kia đang ở trong phòng thí nghiệm, quỷ lại xuất hiện ở trong căn cứ huấn luyện. Cái này có chút khác biệt với chuyện ở trong thôn Hoàng Cương. Ngay khi ở trong thôn Hoàng Cương, quỷ chỉ bồi hồi ở xung quanh quỷ quan tài. Dù toàn bộ thôn đều bị quỷ vực bao phủ, ít ra điều này vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Mà hiện tại, quỷ lại có thể rời khỏi một khoảng cách xa từ quan tài quỷ. Nó đã trở thành một con quỷ kinh khủng, tồn tại một cách đơn độc. Nó đã có thể vứt bỏ được vật dẫn như quan tài quỷ. Hoặc là có thể nói con quỷ này đã trở thành một bộ phận có thể di chuyển nào đó của quan tài quỷ. Rất có thể chiếc quan tài quỷ ở trong phòng thí nghiệm đã bị mất đi năng lực quỷ dị lúc trước, biến thành một chiếc quan tài bình thường. Nhưng tất cả điều này chỉ là do hắn suy đoán. Suy đoán dựa trên một chút tin tức ít ỏi, không có bất cứ căn cứ xác thực nào. Dương Giang không thể nào đi qua phòng thí nghiệm để xác nhận tình trạng của quan tài quỷ, cũng không có cách để giam giữ con quỷ này, nghĩ cách rời khỏi nơi cổ quái này. Hắn chỉ đành phải tiếp tục tìm kiếm những vị ngự quỷ nhân khác, nghĩ cách sống sót. Trương Lôi nhịn không được mở miệng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Có ý định tốt nào có thể giải quyết được loại nguy cơ hiện tại hay sao? Nếu không suy nghĩ ra được cách nào khác, vậy xác suất sống sót của chúng ta không hề lớn. Con quỷ kia vẫn còn tiếp tục trưởng thành, cho nên số lượng người của chúng ta không chiếm được chút ưu thế nào. Dương Giang mở miệng nói. Tôi biết, chuyện linh dị này đã không còn giống như những chuyện linh dị mà mọi người đã biết. Bên trong đã phát sinh ra một loại biến hóa nào đó không thể suy đoán. Bên phía tổng bộ lại càng không thể nghĩ ra được cách nào hay. Vương Giang đưa ra ý kiến. Chúng ta có thể không cần để ý đến con quỷ này, cứ nghĩ cách rời khỏi đây trước đã rồi nói sau. Dương Giang lắc đầu nói. Đi ra không được, đây là quỷ vực của con quỷ kia. Loại quỷ vực này cực kỳ đặc biệt. Nó giống như một chiếc quan tài đang nhốt chúng ta ở bên trong. Trước đó tôi đã từng thử rời đi nhưng thất bại. Hắn đã dùng 4 tầng quỷ vực để tìm tòi nghiên cứu ngọn nguồn của bóng tối này. Sau đó hắn tiếp xúc được với một vách quan tài cũ kỹ. Hiện tại bọn họ giống như đang ở bên trong quan tài quỷ, cho nên đi thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi. Hoàng Tử Nhã đột nhiên nói ra một câu. Nếu quỷ vực của con quỷ này là một cái quan tài, chắc chắn phải có nắp quan tài. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách mở cái nắp ra, hẳn có thể rời khỏi chỗ này. Ngay lúc này cả đám vừa đi lang thang trong căn cứ huấn luyện để tìm kiếm người khác, vừa nghĩ cách để rời khỏi đây. Trong lòng bọn họ hiểu rõ đây chỉ là sự an toàn tạm thời mà thôi. Một khi lệ quỷ tấn công, cả đám vẫn sẽ bị chết. Chỉ khi nào rời đi khỏi chỗ này thì mới được coi là an toàn. Mở nắp quan tài. Đây đúng là một ý kiến hay, nhưng mở như thế nào? Nắp quan tài nằm ở đâu? Tất cả mọi điều này đều đang là bí ẩn. Dương Giang lắc đầu, hắn cũng không cho rằng bản thân có thể mở ra được nắp của chiếc quan tài này. 4 tầng quỷ vực chỉ giúp hắn tiếp cận đến được với chân tướng của thứ này, dù chỗ này có nắp quan tài đi nữa thì hắn cũng phải mở ra 4 tầng quỷ vực mới nhìn ra được. Có điều với trạng thái hiện tại của hắn lại không thể nào mở ra 4 tầng quỷ vực được nữa. Dương Giang cảm giác được hắn sẽ phải chết vì mắt quỷ khôi phục ngay khi mở ra 4 tầng quỷ vực lần tiếp theo. Mọi người cố gắng chú ý đến tình hình xung quanh, tôi lại thử nghĩ cách xem sao. Đừng có nóng lòng, chí ít trong một thời gian ngắn chúng ta không cần phải lo bị thứ kia tập kích đâu. Hắn vội vàng an ủi người khác, để cho bọn họ có một chút lòng tin. Miễn cho người khác lâm vào tuyệt vọng rồi lại để cho một số người tinh thần không được tốt xảy ra vấn đề. Hiện tại số lượng người trong đám quá ít rồi, cho nên không thể để cho bất cứ một ai xảy ra chuyện được nữa. Những người khác liền gật gật đầu, sau đó bọn họ loại bỏ cảm giác nặng nề, hứng khởi đi về phía trước. Đồng thời cả đám không ngừng nhìn ngang liếc dọc để tìm kiếm ngự quỷ nhân lạc đàn. Nếu có thể tìm kiếm thêm người khác, vậy xác suất sống sót của cả đám sẽ tăng cao. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể nghĩ ra được cách để rời đi, nhưng ít ra trước mắt bọn họ vẫn còn có thể sống sót. Trong quá trình tìm kiếm người khác, Dương Giang cũng không do dự nữa, lập tức lấy tấm da màu nâu từ bên trong túi đựng hành lý ra. Mặc dù khả năng cao là tên Vương Tiểu Minh kia đang đánh chủ ý với thứ này. Thế nhưng hiện tại hắn đang phải đối mặt với một chuyện linh dị khó giải. Vì thế hắn cần dựa vào thứ này một lần nữa, cho dù bên trong có ẩn giấu những bẫy rập kinh khủng nào đó đi nữa thì hắn cũng phải nếm thử. Cầm tấm da màu nâu ở trong tay, Dương Giang lập tức nhìn thấy ở bên trên nó vẫn là một chữ viết màu đen, hơi méo mó và to tướng lúc nãy, quỷ. Chỉ một chữ mà chiếm hết nguyên toàn bộ bề mặt của tấm da và kéo dài cho đến tận hiện tại cũng chưa hề biến mất. Thế nhưng sau khi Dương Giang lấy ra được một lúc thì chữ quỷ to tướng kia mới dần dần biến mất đâu không thấy nữa. Tấm da màu nâu khôi phục lại trạng thái bình thường. Có lẽ hiện tại nó cảm giác được đám người Dương Giang đang ở trong trạng thái an toàn nên biểu hiện như vậy. Nhưng chỉ một lát sau, trên tấm da màu nâu lại bắt đầu xuất hiện chữ viết, giống như đang có một người nào đó đang cầm bút viết lên trên đó vậy, vô cùng quỷ dị. Rất nhanh, một hàng chữ quen thuộc lại được hiện ra. Tên tôi là Dương Giang, khi cậu thấy được câu nói này thì có nghĩa là tôi đã chết. Đã lúc nào rồi mà mày còn dùng lời này để mở đầu nữa, có thể cắt khúc dạo đầu này đi có được không? Dương Giang hơi nhíu mày, bàn tay nhịn không được mà dùng sức nắm chặt tấm da màu nâu. Nếu không phải thứ này đủ chắc chắn thì có lẽ là đã bị hắn xé rách rồi. Ngay lúc này nội dung của tấm da màu nâu không còn chỉ hiện ra khi hắn hỏi như trước đây nữa, sau câu nói trên nó lại chủ động hiện ra. Hiện tại tôi đang gặp phải một chuyện linh dị cực kỳ khó giải, mức độ nguy hiểm của chuyện lần này vượt xa so với trước đây. Nó, thật đáng sợ, tôi không thể nào đối mặt với thứ này một mình được. Tất cả mọi người sẽ phải chết, không có một ai sống mà rời đi khỏi chỗ này. Hiện tại nó đã có năng lực áp chế 8 con quỷ. Chẳng mấy chốc nữa thăng bằng sẽ bị đánh phá, chờ vị ngự quỷ nhân thứ 6 bị chết đi, lúc đó nó sẽ bắt đầu tập kích đám người chúng tôi. Dương Giang ngay lập tức nhìn lấy tin tức quan trọng trong câu nói này của nó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Con quỷ kia đã áp chế được 8 con lệ quỷ. Đùa cái gì vậy, lúc trước hắn đã tính toán qua, dù cho có quá lắm thì cũng chỉ là 6 hoặc 7 con thôi. Trong lòng Dương Giang hơi run. Nói như vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian mình rời khỏi ký túc xá thì đã có thêm người chết. Quỷ đã rời khỏi khu ký túc xá và bắt đầu giết người rồi, hiệu suất của nó rõ ràng đã tăng cao không ít. Nguyên nhân của chuyện này thì khá đơn giản, bởi vì có thể ngay lúc ban đầu có một số người bỏ chạy cùng với nhau, không có nhiều người lọt vào trạng thái lạc đàn. Nhưng sau khi ra khỏi khu ký túc xá trong căn cứ huấn luyện lớn như thế này, ngoại trừ đám người bọn họ ra những người khác gần như là đã rơi vào trạng thái lạc đàn. Cho nên hầu hết bọn họ đã đáp ứng được điều kiện giết người của quỷ. Không đợi Dương Giang lo lắng việc cân bằng bị phá vỡ, tấm da màu nâu lại tiếp tục chủ động hiện ra chữ viết. Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp có thể sống sót. Hả? Ánh mắt Dương Giang ngưng tụ, hắn cảm thấy đây có lẽ là tấm da màu nâu đang chủ động đưa ra cho hắn một con đường sống. Nhưng câu tiếp theo của tấm da màu nâu lại khiến cho hắn có cảm giác muốn nổi điên. Nhưng mà hiện tại biện pháp này đã không thể nào thực hiện được nữa, bởi vì điều kiện để thực hiện phương pháp này quá hà khắc. Cần tập hợp được 2 nhóm người không sợ bị lệ quỷ tập kích. Trong đó một nhóm cầm lấy quỷ nến màu trắng để hấp dẫn lệ quỷ tập kích. Quỷ sẽ tập kích người cầm quỷ nến, bởi vì nhóm người cầm quỷ nến không đáp ứng điều kiện bị lạc đàn nên nó không thể nào tập kích được. Điều này sẽ hình thành nên một cục diện giằng co. Quỷ sẽ chỉ đi theo đám người cầm quỷ nến mà không thể tấn công. Còn nhóm người kia sẽ có thể đi ra khỏi quỷ vực khủng bố này, từ đó mà sống sót. Ngay khi nhìn thấy phương pháp này, sắc mặt của Dương Giang trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì phương án này chỉ có tác dụng ở thời kỳ quỷ còn chưa có trưởng thành. Nhưng hiện tại đã không có cách nào để thực hiện được nữa. Lúc này hắn không thể nào tụ họp đủ một nhóm ngự quỷ nhân, số lượng căn bản không đủ chứ đừng có nói chi đến việc để cho một nhóm ngự quỷ nhân khác chủ động hy sinh. Nếu hắn mà nói ra cái phương pháp này, không chừng sẽ bị những người khác đánh chết. Làm gì có ai lại muốn ở lại hấp dẫn lệ quỷ để cho người khác sống sót bao giờ? Dương Giang lại đang tự hỏi. Cái phương án này đã bị trễ mất nửa tiếng đồng hồ. Hiện tại nó đã vô dụng. Nhưng vì sao tấm da màu nâu lại muốn tiết lộ cho mình biết một cái phương pháp không có tác dụng đâu? Điều này không hề giống với tác phong từ trước đến giờ của nó. Kể từ khi hắn có được tấm da màu nâu đến giờ đã qua rất lâu, hắn có thể chắc chắn 2 điều. Một là tấm da màu nâu sẽ không bao giờ nói bậy. Toàn bộ thông tin xuất hiện ở trên tấm da là thật, bất kể là lúc ban đầu, hay khi xảy ra chuyện quỷ chết đói, hoặc ghép mặt quỷ, không có một tin tức nào giả hết. Chỉ là ở bên trong những tin tức thật sự này lại đang ẩn giấu một số bẫy rập khủng bố. Một khi người sử dụng không thể nào nhìn thấu, vậy nó sẽ mang đến những hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Điều thứ hai chính là những thông tin mà nó tiết lộ sẽ không có cái nào là vô dụng cả. Trừ phi là người sử dụng không quan tâm đến phương pháp mà nó đưa ra thôi, nếu không những phương pháp nó đưa ra ắt phải có hiệu quả nhất định nào đó. Đây là một cái phương pháp không dùng được nữa. Sau khi nhìn chằm chằm phương pháp này một lúc, trong lòng Dương Giang lần nữa đưa ra suy đoán. Điều kiện hoàn thành phương án này quá hà khắc. Cần đến 2 nhóm người không rơi vào trạng thái lạc đàn, ngoài ra còn cần một trong 2 nhóm phải tự nguyện hy sinh bản thân để cứu nhóm còn lại. Bởi vì một khi nhóm lên quỷ nến sẽ hấp dẫn quỷ tập kích đám người. Dù không rơi vào trạng thái lạc đàn nên không bị nó giết, cũng không thể nào đi ra khỏi mảnh quỷ vực này được. Vì quỷ sẽ luôn luôn đi theo nhóm cầm quỷ nến. Còn vì sao nhóm người khác có thể sống sót mà rời khỏi chỗ này thì Dương Giang cũng không biết, có lẽ hắn cần phải tự mình kiểm tra thì mới biết. Thế nhưng ở phía dưới cùng của tấm da màu nâu lại có một hàng chữ vừa mới viết ra khiến Dương Giang chú ý. Có lẽ tôi có thể nghĩ ra cách khiến cho con quỷ kia hiểu lầm số lượng quỷ. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ này Dương Giang không khỏi có đôi chút sững sờ. Để quỷ hiểu lầm số lượng. Lời này có nghĩa là dùng một phương pháp nào đó để gây ảnh hưởng đến phán đoán của con quỷ kia. Vốn dĩ ban đầu số lượng quỷ mà con quỷ kia có thể áp chế là 8 nhưng sau khi bị ảnh hưởng thì nó sẽ nghĩ số lượng đó chỉ là 1 mà thôi. Một khi sinh ra loại hiểu lầm này, quỷ sẽ chỉ ra tay đối với những người lạc đàn, không đi tập kích người khác. thế nhưng chuyện này làm sao mà làm được chứ? Bởi vì chuyện này còn khó khăn hơn cả việc tụ tập hai nhóm ngự quỷ nhân. Không, có lẽ chuyện này có khả năng thành công. Ngay lập tức Dương Giang vội xóa bỏ đi cái ý nghĩ không thể nào thực hiện ở trong đầu. Hắn đột nhiên hiểu ra được cách mà tấm da màu nâu gợi ý cho hắn là cái gì, là lợi dụng tờ báo quỷ để thay đổi trí nhớ của con quỷ kia. Chỉ có như vậy mới khiến cho con quỷ kia phán đoán sai về sức mạnh của nó. Thế nhưng tiếp đó trong lòng hắn lại xuất hiện một mối lo lắng mới. Phải làm thế nào thì mới thay đổi được trí nhớ của con quỷ này đây? Không chỉ là mức độ nguy hiểm trong quá trình tiếp xúc với con quỷ mà còn là việc liệu tờ báo quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ của con quỷ kia hay không. Thêm trí nhớ, thay đổi trí nhớ cho quỷ, dù thế nào cũng thấy nó không quá thực tế. Quỷ có trí nhớ hay sao? Có lẽ có, cũng có lẽ không. Nhưng đây không phải là điều quan trọng, thứ quan trọng là con quỷ có hành động theo trí nhớ giống người chẳng. Cho nên hắn không biết sau khi dùng tờ báo quỷ để thay đổi trí nhớ con quỷ kia thành công thì hiệu quả thế nào. Đây còn là một ẩn số, hắn không thể nào biết được. Dù cho việc này có hiệu quả đi nữa nhưng liệu những trí nhớ mà tờ báo quỷ sửa đổi có thật sự ảnh hưởng đến con quỷ kia được không chứ? Dương Giang không thể nào biết được những cái đó. Vì kể từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ làm thử cả. Hắn chỉ biết là tờ báo quỷ này có tác dụng đối với người, cũng có tác dụng đối với ngự quỷ nhân nhưng hắn lại chưa bao giờ thử dùng nó với một con quỷ hoàn chỉnh. Đây sẽ không là một cái bẫy rập khác của tấm da màu nâu nữa chứ? Nó không hề bảo mình dùng tờ báo quỷ để sửa đổi trí nhớ con quỷ kia. Nó chỉ để cho mình nghĩ cách khiến cho con quỷ kia phán đoán sai lầm về sức mạnh thực sự của con quỷ. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, đột nhiên hắn cảm thấy có lẽ đây là một cái bẫy do tấm da bày ra. Lúc trước vì sơ sót đã khiến hắn vứt mất quỷ dây thừng. Hiện lại nếu phạm sai lầm, hắn không thể nào giữ được tờ báo quỷ. Cũng có thể là bẫy rập không nằm ở bên trong phương pháp mà nằm ở trên người của con quỷ kia, một khi hắn tiếp xúc với nó thì sẽ kích hoạt. Nếu hắn muốn thay đổi trí nhớ của con quỷ kia thì nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với nó. Đây là một trong những công đoạn nguy hiểm nhất, nếu hành động thất bại, kết cục của cả đám sẽ là đoàn diệt. Thế nhưng chỗ để con quỷ kia che giấu bẫy rập ở trong hành động này lại có quá nhiều, Dương Giang không thể không kiêng kỵ. Hắn chưa thể hiểu được chuyện lần này có phải là tấm da màu nâu thật sự nguyện ý muốn giúp hắn sống sót hay muốn hố chết hắn ở trong chuyện linh dị này. Dương Giang, anh đang nhìn gì vậy? Trương Lôi ở bên cạnh đột nhiên phát hiện ra trên đoạn đường này Dương Giang khá trầm mặc. Đồng thời không chú ý gì đến tình hình xung quanh mà cúi đầu nhìn vào một tờ giấy gì đó ở trong tay. Không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ phương pháp để chúng ta có thể sống mà rời khỏi đây. Hiện tại có thể dựa vào chúng ta căn bản không giải quyết được chuyện linh dị này, có thể sống sót ra ngoài đã là một yêu cầu xa vời. Mệnh lệnh của tổng bộ là vậy. Bọn họ không cần chúng ta đối kháng với lệ quỷ, chỉ cần sống sót là được. Dương Giang khẽ ngẩng đầu, đồng thời cầm chặt tấm da màu nâu ở trong tay, không để cho người ngoài nhìn thấy nó. Vương Giang đi đến gần rồi nhỏ giọng nói. Nếu chúng ta tụ tập được đủ người thì hẳn là có thể rời đi khỏi chỗ này. Dù không ra được thì cũng không cần lo lắng bị quỷ giết chết. Dương Giang đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Việc tụ tập ngự quỷ nhân lại một chỗ chỉ là bước đầu tiên để sống sót mà thôi. Cậu đừng có quên hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở bên trong quỷ vực của nó. Quỷ vực này rất đặc thù, nó có thể ảnh hưởng đến sự vật ở xung quanh. Mặc dù nó không khiến cho chúng ta sinh ra ảo giác nhưng lại đang hình thành một vùng không gian đặc thù và quỷ dị ở chỗ này. Nó chỉ đơn thuần đang vây chết toàn bộ căn cứ huấn luyện, khiến chúng ta không thể nào đi ra được. Nếu để chuyện này cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chắc chắn nó sẽ sản sinh một loại biến hóa nào đó mà chúng ta không thể nào phán đoán ra được. Bởi vì quỷ sẽ không vô duyên vô cớ vây chúng ta lại ở một chỗ. Cứ cho chúng ta có thể gom góp đủ số lượng ngự quỷ nhân và tránh thoát được quy luật giết người của con quỷ kia thì đây chỉ là sự an toàn tạm thời. Cái thăng bằng này không thể nào kéo dài mãi được. Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở trong quỷ vực của nó sẽ khả năng cao bị nó giết chết. Cô gái gọi là Hoàng Tử Nhã cũng tỏ ra lo lắng nói. Lời này của Dương Giang rất đúng, chúng ta không thể nào ở cùng một chỗ với con quỷ đáng sợ như vậy được. Ở lâu với nó thì ai mà biết là sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không? Mọi người lập tức gật đầu đồng ý. Trương Lôi hỏi. Vậy anh đã nghĩ ra cách để rời đi khỏi chỗ này chưa? Dương Giang nói. Tôi đang suy nghĩ. Trước tiên chúng ta cứ đi tìm kiếm thêm người khác đã, việc quan trọng hơn. Hiện tại quỷ vẫn còn đang tiếp tục giết người, nó đang trưởng thành. Nếu chúng ta không thể nào gánh chịu được lần tập kích này, những thứ đằng sau có nghĩ ra cách đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Nếu phía bọn họ bị áp chế về số lượng quỷ, bọn họ sẽ không còn tư cách để tiếp xúc chính diện với con quỷ kia nữa. Chứ đừng nói chi đến việc suy tính xa xôi là rời khỏi đây. Tất cả mọi người sẽ bị con quỷ kia áp chế, chỉ có thể đứng chờ con quỷ kia đến gặt hái tính mệnh. Tâm tình của mọi người lập tức trở nên nặng nề hơn. Nỗi vui sướng khi được trở về từ cõi chết đã tan biến đi, chúng được thay thế bằng một tầng tử vong nhàn nhạt ở trong lòng của cả đám. Không thể nào xua tan thứ đó, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Nhưng dục vọng sống sót khiến cho bọn họ phải hành động, phải nghĩ cách tốt hơn để mưu cầu một hy vọng sống. Dù sao bọn họ đều những ngự quỷ nhân tham gia huấn luyện, ít nhiều gì thì tố chất tâm lý của bọn họ vẫn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Nếu không với những áp bức từ tuyệt vọng, từ cái chết, từ sự tập kích của quỷ, chắc bọn họ đã bị điên mất. Thời gian đang rất cấp bách, mọi người lập tức đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm người khác. Bởi vì có sự tồn tại của quỷ, bọn họ không thể tách ra để hành động được. Lại thêm việc căn cứ huấn luyện quá rộng, đồng thời tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều khiến hiệu suất tìm kiếm cực kỳ thấp. Cho nên đến tận giờ ngoại trừ bọn họ ra, cả đám vẫn chưa tìm kiếm thêm được một ai khác. Vì thế tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn chỉ có 5 người, số lượng quỷ là 8. Mẹ kiếp, mấy tên kia đi chết đâu hết rồi, sao chẳng có chút động tĩnh nào hết vậy? Chúng ta cũng đã tìm hết một nửa căn cứ rồi mà chẳng nhìn thấy một ai cả. Đến lúc này đã có người tỏ ra gấp gáp, trọng giọng nói của người này không hề có sự tức giận, mà là một loại hoảng sợ vô hình. Vương Giang cũng có chút thất lạc. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy thêm một lát nữa thì có lẽ tình huống của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Trên gương mặt cứng ngắc của Trương Lôi cũng lộ ra vẻ tức giận. Đừng có nói mấy câu vô dụng kia. Chúng ta đã có thể sống sót đi ra từ bên trong khu ký túc xá. Như vậy có nghĩa là trong chuyện linh dị này chúng ta vẫn còn có cơ hội để sống sót. Chỉ là chúng ta cần phải cố gắng hơn mới có thể sống mà rời đi khỏi chỗ này. Hắn ta đang an ủi những người khác, đồng thời cũng muốn bóp tắt đi sự tuyệt vọng trong lòng mọi người. Bất chợt Hoàng Tử Nhã tỏ ra hơi khẩn trương, chỉ tay về phía trước. Mọi người nhìn phía trước mà xem. Chỗ đó là một đoạn đường được rải bê tông, hai bên trồng cây xanh. Nhưng điểm đáng lưu ý là ở giữa đường có một vết máu cùng nửa cổ thi thể bị tàn phá. Xung quanh còn không ít dấu vết giãy giụa của người này. Đây là một vị ngự quỷ nhân đã bị quỷ giết chết. Nhìn thấy một cảnh này, con người của cả đám đều co rụt lại, trong lòng ai nấy đều không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Cách đây không lâu con quỷ kia đã từng đi đến đây và giết chết một vị ngự quỷ nhân lạc đàn, cướp đi con quỷ trong người của hắn ta rồi bỏ đi. Hiện tại số lượng lệ quỷ mà nó có thể áp chế đã tăng thêm, có thể là 7 hoặc 8. Nếu là 7 thì bọn họ vẫn còn chút thời gian để thở dốc. Nhưng nếu là cái sau, vậy một khi con quỷ kia giết chết thêm một người thì cũng có nghĩa là đám người bọn họ sẽ rơi vào trạng thái bị lạc đàn. Kết quả sẽ không khác những người kia. Vương Giang hoảng sợ nhìn Dương Giang, hắn dùng giọng điệu tuyệt vọng nói. Dương Giang, cứ tiếp tục như vậy chúng ta không còn bất cứ hy vọng nào. Mỗi khi quỷ giết chết một người thì bọn họ lại cách cái chết gần hơn một chút. Cho đến hiện tại bên phía bọn họ lại không có được bất cứ tiến triển nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, khả năng cao bọn họ sẽ rơi vào cục diện phải chết. Giờ phút này Dương Giang cũng dừng chân lại, hắn nhíu mày nhìn lấy cổ thi thể bị tàn phá kia. Hắn cũng có cảm giác, nếu bọn họ tiếp tục tỉ thí với con quỷ kia, đám người bọn hắn chắc chắn sẽ phải chết. Đó là điều không thể nghi ngờ. Bởi vì hiệu suất tìm kiếm người khác của bọn họ không thể nào bằng quỷ được. Không thể nào tiếp tục làm như vậy nữa, phải đổi sang cách khác. Nếu không tất cả mọi người sẽ phải chết, kể cả mình. Hắn tự lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn vào tấm da màu nâu ở trong tay, đồng thời trong đầu lại hiện ra một cái kế hoạch nguy hiểm. Dương Giang, anh đang nói cái gì vậy? Trương Lôi không có nghe rõ nên vội hỏi. Dương Giang cũng không có nhiều lời, hắn chỉ mò ở trong túi đựng hành lý ra một thứ. Là một cây quỷ nến màu trắng. Sau khi hiểu được kết quả của chuyện này nếu cứ tiếp tục kéo dài, Dương Giang mới nhớ đến lời nhắc nhở của tấm da màu nâu. Vì thế hắn quyết định thay đổi phương án hành động. Đám người chứng kiến Dương Giang lôi cây quỷ nến màu trắng ra, có một vài người cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng có người cảm thấy quen thuộc. Sự tồn tại của quỷ nến đã không còn được coi là một cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài nữa. Chỉ cần có đầy đủ cấp bậc, đương nhiên bọn họ có thể tiếp xúc được với những tin tức này. Trương Lôi là người như vậy, cậu ta đã từng đọc qua hồ sơ tư liệu của quỷ nến. Đây là quỷ nến. Ngay khi nhìn thấy hành động khác thường của Dương Giang và chứng kiến cây quỷ nến có màu trắng bệch, hắn ta không nhịn được phải nhíu mày hỏi. Dương Giang mở miệng nói. Cậu cũng biết cây quỷ nến này à? Vậy cũng tốt, như vậy tôi sẽ không cần phải giải thích nhiều về nó. Trương Lôi có một chút cảm giác bất an khi nhìn thấy cây quỷ nến màu trắng, hắn ta không nhịn được mà hỏi. Anh đang nghĩ đến biện pháp nào vậy? Dương Giang nhìn hắn ta, sau đó lại nhìn về phía mấy người khác rồi nói. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm người khác như vậy nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Bởi vì tốc độ của chúng ta không thể nào bằng tốc độ giết người của quỷ được. Chờ đến khi chúng ta tìm được người khác, có lẽ bọn họ đã thành bộ dạng như thế này rồi. Quỷ đang nhân dịp chúng ta rơi vào trạng thái an toàn để trưởng thành. Một khi chúng ta để cho nó phá vỡ được cân bằng, vậy đám người chúng ta sẽ phải chết hết. Cho nên chúng ta không thể nào chừa cơ hội cho nó tiếp tục trưởng thành nữa. Vương Giang nhỏ giọng nói. Nói như anh cũng có lý, nhưng chúng ta cần phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản con quỷ kia đi giết người đây? Không phải lúc trước anh đã bảo chuyện linh dị này là một chuyện linh dị khó giải hay sao? Đồng thời còn không thể bị giam giữ nữa. Căn bản chúng ta không có thủ đoạn nào để ngăn cản con quỷ kia tiếp tục giết người. Nó đã trưởng thành đến mức độ nhất định rồi. Cách duy nhất hiện tại chính là nghĩ biện pháp để tụ họp với người khác, tránh cho việc đến cuối cùng chúng ta lại bị quỷ giết sạch. Từ nãy đến giờ hắn ta cũng đang tự suy nghĩ cách, chỉ dựa vào tình hình hiện tại của bọn họ. Xem ra bọn họ không có bất cứ phương pháp nào để hóa giải cái cục diện phải chết này. Mặc dù bọn họ đã biết được cách thức giết người của quỷ, cũng biết luôn cả quy luật của nó, ngay cả năng lực của quỷ cũng biết luôn. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy cho nên mọi người mới có cảm giác tuyệt vọng. Dương Giang mở miệng nói. Phương pháp của tôi rất đơn giản, đó là dẫn con quỷ kia đến đây, để nó tập kích chúng ta mà không thể đi tập kích người khác. Kể từ đó những người đang phân tán kia sẽ không bị nó giết chết nữa. Lời này vừa ra, cả bốn người còn lại đều trợn tròn hai mắt nhìn hắn, ai nấy cũng đều tỏ ra vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt, cả bốn người không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ. Dương Giang đang tự sát à? Vị ngự quỷ nhân lạ lẫm kia kém chút nữa là thét lên một tiếng rồi. Dương Giang, anh sẽ không nói đùa với chúng tôi đó chứ? Sao có thể hấp dẫn con quỷ kia đến để cho nó tập kích chúng ta được? Mặc dù có thể đảm bảo được sự an toàn cho người khác, nhưng có khác gì là chúng ta đang tìm chết đâu. Hoàng Tử Nhã cũng cắn môi và nhìn lấy hắn. Tôi cũng không thể nào hiểu được cách làm này của anh. Đây là anh hy sinh đám người chúng ta để bảo vệ người khác. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn vội giải thích cho đám người. Thực ra đây cũng không phải là tự tử mà là tìm kiếm đường sống. Mấy người nghĩ đi đâu vậy, tôi mà vĩ đại được như thế hay sao, làm gì có chuyện tôi hy sinh chính mình để bảo vệ người khác. Quỷ nến này có tác dụng hấp dẫn những con quỷ ở xung quanh tới. Nếu toàn bộ mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi, vậy chẳng mấy chốc nữa con quỷ kia sẽ đi đến cạnh chúng ta. Trên khuôn mặt cứng ngắc của Trương Lôi cũng trở nên ngưng trọng. Đúng là cây quỷ nến màu trắng này có khả năng hấp dẫn những con quỷ xung quanh tới, nhưng đây là một loại hành vi vô cùng nguy hiểm. Lúc trước tôi cũng có đọc qua một số hồ sơ tư liệu rồi. Trong chuyện linh dị có cực ít ngự quỷ nhân dám chủ động thắp lên cây quỷ nến màu trắng này để hấp dẫn quỷ. Bởi vì nếu theo như bình thường thì sau khi quỷ được hấp dẫn tới sẽ chủ động tập kích người cầm lấy quỷ nến. Phần nhiều là không có một ngự quỷ nhân nào có thể chính diện đối kháng được với lệ quỷ tập kích, có hơn phân nửa là sẽ chết. Cho nên phần lớn người không có coi trọng cây quỷ nến màu trắng này, ngược lại quỷ nến màu đỏ lại là thứ được coi trọng hơn. Dương Giang phất tay cắt ngang lời nói của Trương Lôi. Trong tay của tôi đã không còn quỷ nến màu đỏ nữa, chỉ còn quỷ nến màu trắng mà thôi. Cũng giống như cậu ta vừa nói, thứ này có khả năng hấp dẫn con quỷ kia đến. Nhưng mấy người nghĩ con quỷ kia sẽ tập kích chúng ta hay sao? Mọi người đừng có quên quy luật giết người của nó chứ. Nó chỉ giết những người bị lạc đàn thôi, chúng ta không có rơi vào trạng thái lạc đàn. Nghe Dương Giang nói như vậy, Vương Giang ở một bên giống như hiểu ra cái gì đó, nên giật mình nói. Tôi đã hiểu ý định của anh, có phải anh muốn dùng cây quỷ nến màu trắng này để hấp dẫn quỷ đến bên cạnh chúng ta, để cho nó cứ đi theo đám người chúng ta, đúng không? Theo tình huống bình thường mà nói, sau khi quỷ xuất hiện hẳn là sẽ tập kích người. Thế nhưng chúng ta không ở trong trạng thái lạc đàn nên con quỷ không thể nào tập kích chúng ta được. Nó chỉ có thể đi theo mà thôi. Chỉ cần ngọn quỷ nến này còn chưa có cháy xong, quỷ sẽ luôn đi theo đám người chúng ta. Nó sẽ không có thời gian để đi tập kích người khác, khiến cho những người kia cũng được an toàn. Mà chúng ta cũng nhân lúc an toàn này để tìm kiếm người khác. Dương Giang, anh quá lợi hại, vậy mà lại dám dùng quy luật giết người của quỷ để chơi đùa như vậy. Những người khác nghe được lời giải thích của Vương Giang thì lập tức chấn động vô cùng. Nếu chuyện này là thật, phải nói là phương pháp này quá điên cuồng. Thật đáng sợ nhưng cũng quá mức kinh hãi. Sở dĩ bảo phương pháp này khá kinh hãi là vì biện pháp này có khả năng thành công. Một khi nó thành công, vậy thời gian an toàn của đám người sẽ được kéo dài thêm một chút, tỷ lệ sống sót cũng cao hơn. Không thể không khiến cho người ta cảm thán và kinh ngạc được. Đúng là người có thể xử lý được chuyện linh dị cấp S có khác. Trong tình trạng không sử dụng năng lực cá nhân vậy mà cũng có năng lực vượt xa đám người còn lại. Nếu đổi lại là đám người, thì ở trong tình huống như này, có lẽ bọn họ đã hoảng sợ chỉ biết chờ chết. Chứ nào có khả năng nghĩ đến tìm ra phương pháp này được. Vậy mà Dương Giang lại có thể tìm ra một con đường sống ở bên trong cục diện phải chết này. Dù con đường này chỉ vừa mới được hắn mở ra, phía sau có còn biến hóa nào nữa hay không thì không có một ai biết, thế nhưng có thể làm được điều này thôi đã đủ khiến cho người ta phải bội phục hắn. Có lẽ nếu đi theo Dương Giang, bọn họ thật sự có thể sống sót để rời đi khỏi căn cứ huấn luyện đầy tuyệt vọng này. Trương Lôi cắn răng nói. Dương Giang, anh làm đi. Tôi đồng ý với cách này của anh. Nếu tiếp tục thế này nữa chúng ta đều sẽ chết hết, chỉ phải kiếm thêm được người khác thì chúng ta mới có thể sống sót. Tôi đồng ý với cách làm này của anh. Dương Giang, tôi tin tưởng vào năng lực của anh. Giờ phút này bọn họ đã tin tưởng vào Dương Giang một cách vô điều kiện, không có một ai trong đám bọn họ có được năng lực sống sót trong chuyện linh dị như thế này. Chỉ có mỗi một mình Dương Giang là có khả năng mang bọn họ sống sót cao nhất. Nếu hiện tại toàn bộ con đường đều là đường chết, vậy Dương Giang chính là con đường sống của bọn họ. Dương Giang vẫn rất bình tĩnh, đồng thời nói ra điều khiến cho hắn lo lắng. Mặc dù phương án này có khả năng thành công nhưng cũng có thể thất bại. Nếu như khi con quỷ kia bị quỷ nến hấp dẫn mà số lượng của con quỷ kia lớn hơn chúng ta. Vậy việc này cũng giống như điều mà mọi người vừa nói, đó là chúng ta đang tự sát. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng để khiến cho tỷ lệ xảy ra trường hợp này hạ xuống mức thấp nhất. Nhưng vẫn còn khả năng thứ hai. Đó là hiệu quả của quỷ nến lấn át mất quy luật giết người của quỷ, chuyện như chúng ta dự đoán không xảy ra. Quỷ sẽ bắt đầu giết người mà không tuân thủ theo quy luật của nó. Mặc dù phương pháp này không phải hoàn toàn là do hắn nghĩ ra nhưng đây cũng là do Dương Giang cải tiến một chút dựa trên phương pháp của tấm da màu nâu. Nhưng nếu áp dụng được nó vào thực tế thì còn cần một chút dũng khí. Không phải ai cũng có đủ dũng cảm để đốt quỷ nến màu trắng lên, nhằm hấp dẫn lệ quỷ. Lời này của Dương Giang thiếu tí nữa dập tắt đi chút hy vọng ít ỏi vừa mới xuất hiện của đám người. Trước đó mấy người đang tỏ ra hơi kích động, thì sau khi nghe được câu nói kia liền á khẩu không nói nên lời. Đương nhiên những gì mà tôi nói ra chính là để phân tích tình huống cho mọi người hiểu được là tôi đang làm cái gì chứ không phải là để dọa mấy người đâu, cũng không phải muốn cho mấy người tuyệt vọng. Bởi vì dựa vào tình trạng hiện tại của chúng ta, số lượng phương pháp có thể sử dụng là không hề nhiều. Dù phương pháp này có tồn tại khả năng bị thất bại, nhưng tôi cũng cần phải sử dụng nó. Nói xong, hắn quả quyết châm lửa thắp sáng cây quỷ nến ở trong tay. Cây quỷ nến vừa bị nhóm lên, ánh nến lập tức hiện ra một vầng sáng màu xám đen trông rất quỷ dị. Nguyên bản xung quanh là một khu vực hoàn toàn tối tăm, trong nháy mắt lại được một tầng bóng tối bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, đám người giống như đã trở lại khu vực ký túc xá lúc trước, có giơ tay ra cũng không thấy 5 ngón. Quỷ còn chưa xuất hiện mà đám người đã cảm giác được xung quanh có một cổ hơi lạnh đang ăn mòn. Đây là một loại cảm giác cực kỳ không tốt. Nỗi hoảng sợ vừa mới được đám người đè nén xuống nháy mắt lại dâng lên. Dương Giang cầm quỷ nến trong tay, sau đó tiến về phía trước. Đi qua thêm một đoạn nữa là khu vực trống trải. Có khả năng cao quỷ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là tôi sẽ không cần phải nói thêm, chắc trong lòng mọi người đã hiểu được tiếp theo nên làm cái gì rồi chứ. Tôi hiểu mà, nếu như lần này bị thất bại, cả đám chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Còn nếu may mắn, khả năng cao chúng ta có thể sống sót rời đi khỏi chỗ này. Trương Lôi gật gật đầu, giờ phút này hắn ta cũng đã thả lỏng được tinh thần. Cũng giống như chuyện vừa nãy, việc bọn họ đi tìm kiếm những người khác chính là đang lãng phí thời gian. Chờ đến khi bọn họ tìm ra một người, thì có lẽ là quỷ đã giết thêm được 2-3 người nữa rồi, thậm chí là nó đã giết sạch toàn bộ. Bọn họ vĩnh viễn không thể nào so tốc độ với quỷ được, cho nên kết quả cuối cùng chỉ có chết. Hiện tại hẳn quỷ vẫn chưa hình thành tình thế áp chế tuyệt đối, chỉ cần phương án này của bọn họ thành công, vậy cục diện phải chết này sẽ lộ ra một chút hy vọng sống. Chỉ là chút hy vọng sống này lại dùng tình mạng của 5 người để đánh cược. Đồng thời tỷ lệ thành công của cái này lại không hề lớn. Trên một bãi đất trống trong căn cứ huấn luyện, Dương Giang, Trương Lôi, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã và một người nữa, tổng cộng là 5 người tập hợp lại với nhau tạo thành một vòng trong. Ở giữa đám người là một cây quỷ nến màu trắng. Sau khi đốt lên, ngọn lửa của cây quỷ nến màu trắng này tỏa ra ánh sáng màu đen trông cực kỳ quỷ dị. Luồng ánh sáng màu đen này đang bao phủ đám người vào bên trong, giống như bọn họ đang chìm trong bóng đêm vậy. Ánh nến chập chờn, xung quanh lập tức bị bao phủ bởi một cổ khí tức âm lãnh. Trong một khu vực yên tĩnh và trống trải, cộng thêm khung cảnh đang tối tăm như vậy khiến cho tinh thần mọi người trở nên căng cứng mỗi khi có gió thổi qua từng ngọn cây cọng cỏ. Thời gian quỷ nến được thắp sáng đã vượt qua 10 giây đồng hồ. Tâm trạng của mọi người trở nên ngưng trọng hơn, bởi vì bắt đầu kể từ giờ phút này trở đi, con quỷ kia có khả năng xuất hiện ở một chỗ nào đó gần đây. Bọn họ cần phải cảnh giác trước bất cứ động tĩnh nào, cần phải xác định ra được vị trí của con quỷ kia. Dương Giang ngồi chồm hổm ở trên mặt đất mở túi hành lý ra. Dường như hắn đang định chuẩn bị cái gì đó. Dù tôi cảm thấy không nên hỏi về vấn đề này, nhưng tôi vẫn muốn nói ra ý kiến riêng của tôi. Vì sao chúng ta không để quỷ nến ở chỗ này, sau đó rời đi và tìm kiếm những người khác? Nếu quỷ nến đã có khả năng hấp dẫn quỷ, chắc cũng không cần chúng ta phải đợi ở chỗ này chứ. Vị ngự quỷ nhân lạ lẫm kia nhìn cây quỷ nến đang cháy ở trên mặt đất, sau đó nghĩ đến một phương pháp mà người này cho rằng ổn thỏa nhất. Dương Giang cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói. Cậu nghĩ rằng sau khi chúng ta rời đi khỏi chỗ này thì quỷ nến vẫn còn có thể cháy được nữa hay sao? Quỷ có thể thổi tắt quỷ nến, đồng thời cũng có khả năng sau khi quỷ bị quỷ nến hấp dẫn lại đây rồi sau đó nó rời đi vì không có ai ở đây cả. Ngoài ra cũng không loại trừ trường hợp bản thân quỷ nến sẽ bị quỷ tập kích. Số lần tôi dùng quỷ nến chắc cũng đã được hơn 10 lần rồi, đồng thời cũng đã gặp được khá nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Vì thế ý nghĩ vừa rồi của cậu tôi cũng đã từng cân nhắc qua. Nhờ có kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị cho nên hắn mới giảm bớt được những sai lầm có khả năng phạm phải. Cấp bậc chuyện linh dị càng cao số lượng sai lầm cho phép lại càng thấp, một khi phạm phải sai lầm là đồng nghĩa với cái chết. Lúc trước ở bên trong thôn Hoàng Cương hắn cũng từng phạm phải sai lầm, và hậu quả của chuyện này chính là cân bằng bị phá vỡ, quỷ bắt đầu giết người. Hắn và những vị ngự quỷ nhân khác thiếu chút nữa là chết ở trong chuyện này. Trương Lôi nói, cứ làm theo lời của Dương Giang đi, lúc này chúng ta không thể nào nghĩ ra những cách tầm bậy được. Với lại hiện tại quỷ nến cũng được thắp lên rồi. Việc hiện tại chúng ta cần làm chính là làm cái gì đó để chuẩn bị đối ứng cho những tình huống tiếp theo. Mọi người lập tức giữ vững yên lặng, chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng nghênh đón quỷ có thể đến bất cứ lúc nào. Thứ mà Dương Giang chuẩn bị cực kỳ đơn giản. Bởi vì hắn không thể nào biết được số lượng quỷ mà con quỷ kia có thể áp chế đã là mấy cái, cho nên hắn cần làm một vài thủ đoạn để đảm bảo an toàn. Trước mặt hắn là một cái bình màu vàng kim, ngoài ra còn có một chiếc hộp bằng vàng. Chiếc bình này chính là hồn bình mà hắn lấy được từ trên chuyến bay đến thành phố Đại Kinh, bên trong có một con quỷ hư thực nào đó, đồng thời khi ở sân bay Quách Phàm cũng đã bị nó tập kích. Thứ bên trong chiếc hộp bằng vàng chính là một bàn tay. Thứ này là một bộ phận của quỷ, Dương Giang không thể chắc chắn con quỷ kia sẽ coi cánh tay này là một con quỷ nên mới mang cả hai cái ra bên ngoài. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Dựa vào trạng thái hiện tại của mình, hắn có thể khống chế được bàn tay quỷ này. Hắn định sẽ lợi dụng hai thứ này để gia tăng số lượng lệ quỷ của đám người nếu gặp nguy hiểm. Đồng thời cũng có thể đảm bảo rằng đám người bọn họ sẽ không rơi vào trạng thái lạc đàn, nhưng đây là thủ đoạn dùng lúc khẩn cấp. Nếu hắn tùy ý thả con quỷ này ra sẽ mang đến rất nhiều hậu quả không thể khống chế. Trừ phi bọn họ lâm vào nguy hiểm, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thả con quỷ này ra. Ngay khi bọn họ thắp quỷ nến và ngồi chờ đợi, ở bên trong một chỗ nào đó của căn cứ huấn luyện, chuyện quỷ dị và đáng sợ kia vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Bên trong khu vực căng tin, chỗ này có một vị ngự quỷ nhân chạy ra từ ký túc xá. Người này không có lựa chọn rời đi khỏi căn cứ huấn luyện mà quyết định lựa chọn một chỗ tương đối an toàn, ẩn núp và chờ đợi. Chờ đến khi chuyện linh dị này kết thúc. Hắn ta tin tưởng vào phán đoán của bản thân, bởi vì căn cứ huấn luyện này nằm ngay cạnh thành phố Đại Kinh, cho nên tổng bộ sẽ không thể nào bỏ mặc không quan tâm được. Chỉ cần hắn ta có thể kiên trì thêm được một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có người tới để giải quyết chuyện nơi này. Nhưng vị ngự quỷ nhân này không có điện thoại di động định vị vệ tinh, không biết được tình hình của lệ quỷ. Vì thế người này cứ nghĩ là nếu bản thân bất động và giữ yên lặng thì sẽ không có việc gì xảy ra. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Người này đang ở trong trạng thái bị lạc đàn, trở thành một mục tiêu phù hợp của lệ quỷ. Rất nhanh, một lớp hắc ám đã bao phủ xung quanh căn phòng căng tin này rồi lan ra bốn phương tám hướng. Sâu trong bóng tối xuất hiện một tiếng bước chân nặng nề, đang quanh quẩn ở xung quanh căng tin. Đồng thời dựa vào vị trí phát ra tiếng chân, không khó để biết được chủ nhân của tiếng bước chân này đang đi đến gần vị ngự quỷ nhân trốn ở trong căng tin kia. Giống như thứ này đã biết là ở trong đây có người vậy, dù người kia có trốn đi nữa cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào. Chỉ vẹn vẹn mấy phút trôi qua, một tiếng kêu thê lương đầy thảm thiết vang lên ở bên trong căng tin. Đến khi tiếng kêu này ngừng lại thì toàn bộ hắc ám ở xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tán theo. Ở bên trong căng tin chỉ còn lại một cổ thi thể bị tàn phá. Lại chạy đến chỗ này. Chết tiệt, căn bản không thể nào đi ra khỏi nơi này được. Một vị ngự quỷ nhân tên là Tiễn Nghị đang nhanh chóng quay trở lại ký túc xá. Vì sau khi đi ra khỏi căn cứ huấn luyện, người này phát hiện ra bản thân cứ đi lòng vòng tại một chỗ. Việc quỷ dị như thế khiến cho sắc mặt của tên này trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn ta hiểu rõ, thời gian lưu lại cho hắn ta đã không còn nhiều. Bởi vì lúc trước nhằm đảm bảo bản thân có đủ thời gian để thoát khỏi đây, cho nên hắn ta đã lừa Dương Giang đi vào bên trong khu ký túc xá. Lúc đó quỷ vẫn còn đang ở bên trong đó. Tiễn Nghị định lợi dụng một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong như Dương Giang nhằm ngăn cản được con quỷ khủng bố kia một lúc, tranh thủ thời gian để cho hắn ta rời đi khỏi chỗ này, nhưng mà kế hoạch của hắn ta đã thất bại. Tiễn Nghị cắn răng, hắn ta sắp phát điên vì cái quỷ vực này rồi. Đây không phải là quỷ vực bình thường, nếu không mình có thể chạy ra ngoài. Lần này chơi ngu rồi, con quỷ này sẽ giết chết người bị lạc đàn, hiện tại mình lại rơi vào trạng thái lạc đàn. Quỷ có thể xuất hiện ở bên cạnh và giết chết mình bất cứ lúc nào. Sớm biết trước mọi chuyện sẽ như vậy thì hắn ta sẽ cùng tụ họp lại với Dương Giang, không nên tự bỏ chạy một mình. Nhưng hắn ta không có cách nào để quay trở lại thời điểm lựa chọn lúc nãy nữa. Ngay khi Tiễn Nghị đang suy nghĩ quanh quẩn, hắn ta đột nhiên phát hiện ra bắt đầu xuất hiện những thay đổi đáng sợ. Một tầng hắc ám bao phủ lấy bốn phương tám hướng, đồng thời dùng một tốc độ cực kỳ nhanh để tiến về phía hắn ta. Quỷ, nó sắp tới rồi. Mục tiêu lần này của nó là mình. Sao có thể chứ, đám người trong ký túc xá kia sao có thể chết nhanh như vậy được. Tên Dương Giang kia đâu rồi, không phải tên này có thể xử lý được chuyện linh dị cấp S hay sao? Vì sao ngay cả hắn cũng không ngăn cản được con quỷ này? Khi chứng kiến thấy cảnh này, mặt mũi hắn ta trở nên hoảng sợ, tim đập mạnh, hô hấp dồn dập. Xong. Trong lòng Tiễn Nghị đã mất đi dũng khí để giãy giụa, giờ phút này hắn ta đã cực kỳ bất lực. Bởi vì hắn ta hiểu được quy luật, năng lực giết người của con quỷ này. Cũng vì thế cho nên hắn ta biết một khi bị con quỷ này để mắt đến thì chẳng khác gì đã chết. Nghĩ đến việc bản thân sắp sửa bị quỷ giết chết, tâm tình hắn ta lập tức sụp đổ, cả người ngồi co quắp ở dưới đất, đồng thời nhịn không được phải khóc ầm lên. Hắn ta cũng không hề muốn chết một tí nào, rõ ràng là hắn ta đã có cơ hội đi ra khỏi quỷ vực rồi. Vì cái gì chỗ quỷ quái này lại không giống với quỷ vực bình thường, vì cái gì bản thân hắn ta lại không thể chạy thoát được. Hắn ta muốn trống thật to, nhưng đến cả làm như vậy mà hắn ta cũng chẳng có đủ dũng khí. Hắn ta cứ trơ mắt nhìn lấy bóng tối đang càng ngày càng gần, hắn ta cảm thấy có lẽ bản thân chỉ sống thêm được 3 phút là nhiều nhất, không, cùng lắm chỉ được 1 phút. Bởi vì cái thứ tồn tại khủng bố ở bên trong bóng tối này lại có thể áp chế được 7 con quỷ là ít nhất. Tiễn Nghị chỉ là một vị ngự quỷ nhân khống chế một con quỷ, thêm việc bên cạnh hắn ta không có bất cứ đồng đội nào. Trước mặt loại chuyện linh dị này hắn ta chẳng khác gì một con gà con yếu ớt. Bất cứ hành động giãy giụa hay phản kháng nào đều là thừa thải, bởi vì hắn ta không thể nào thay đổi được hiện thực tàn khốc này. Ngay khi hắc ám xâm lấn đến trước mặt, chỉ còn cách hắn ta có 3 đến 4 mét, có thể nói là một chuyện kinh khủng sắp diễn ra, thì đột nhiên xuất hiện một việc chẳng khác gì kỳ tích. Mảnh hắc ám này đột nhiên thối lui một cách nhanh chóng, sau đó lao về một hướng khác. Mục tiêu của quỷ đã bị sửa đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiễn Nghị chứng kiến một màn như vậy, vốn hắn ta đang khóc lóc cũng phải trợn tròn hai mắt lên vì không thể nào tin được lại có chuyện như vậy xảy ra. Quỷ đã ở bên trong mảnh hắc ám kia, đồng thời đã lựa chọn hắn ta làm mục tiêu, thế nhưng vì sao nó lại bỏ đi? Chẳng lẽ bên phía tổng bộ đã phái người đến trợ giúp? Không, không thể nào, nếu tổng bộ đến trợ giúp thì sao hắn ta lại không nhận được thông tin? Đương nhiên cái này không phải là do tổng bộ giúp mà là tác dụng của quỷ nến. Quỷ nến đã hấp dẫn quỷ, cho nên nó mới bỏ mục tiêu là Tiễn Nghị. Quỷ đã được hấp dẫn đến bên cạnh đám người, nhưng liệu bọn họ có an toàn không? Phải biết rằng trong đoạn thời gian này, không có một ai biết được con quỷ kia đã giết chết được mấy vị ngự quỷ nhân rồi. Rất có thể hiện tại đám người Dương Giang cũng đã rơi vào trạng thái lạc đàn. Nếu như vậy, chuyện tiếp theo đây sẽ là một tràng cảnh cực kỳ thê thảm. Không hề nghi ngờ gì nữa quỷ sẽ tấn công đám người Dương Giang. Hậu quả của việc hấp dẫn lệ quỷ đến sau khi thắp quỷ nến lên đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều so với dự đoán của cả đám. Dương Giang cũng không thể nào nghĩ đến sau khi mở hộp và thả bàn tay quỷ ra thì số lượng quỷ bên phía bọn họ vẫn chưa đủ. Phải biết trước đó hắn đang tính là số lượng quỷ tối đa mà con quỷ kia có thể áp chế chỉ là 6 hoặc 7 mà thôi. Nhưng hiện tại thì sao, bên phía bọn họ đã có đến 9 con quỷ rồi, mà vẫn có người bị tập kích. Chẳng lẽ ngoại trừ đám người bọn họ ra, những người khác đều đã bị quỷ tìm ra và giết chết hết rồi hay sao? Bên trong căn cứ huấn luyện cũng chỉ có 10 mấy người thôi mà. Nhưng hiện tại không phải là lúc chú ý đến điều này, Dương Giang chỉ còn cách làm theo kế hoạch đã đưa ra lúc trước. Hắn mở chiếc bình ra nhằm gia tăng số lượng quỷ ở bên phía bọn họ, để đảm bảo sự cân bằng cho cục diện, sau đó mới nghĩ cách để cho mọi chuyện phát triển theo phương hướng mà bản thân hắn đã dự định. Rất nhanh, không có bất cứ điều ngoài ý muốn nào xảy ra, chiếc bình bằng vàng kia đã được hắn mở ra. Không cần Dương Giang tiếp tục làm bất cứ điều gì, chỉ cần mở nó ra là được. Sau đó khí tức của con quỷ bên trong bình sẽ tràn ra, dựa theo những kinh nghiệm sau khi trải qua chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương, hắn biết quan tài quỷ sẽ đem con quỷ bên trong bình tính thành của bọn họ. Nếu bàn tay quỷ cũng được tính là một con quỷ, vậy hiện tại đám người Dương Giang, Trương Lôi cùng Hoàng Tử Nhã đã có tổng cộng 10 con lệ quỷ. Một con số không hề bình thường một chút nào, cho nên khả năng bị con quỷ bên trong quan tài quỷ vượt qua là không lớn, nhưng cũng không phải là không có khả năng vượt qua. Có tác dụng không đây? Giờ phút này tâm thần của Dương Giang có chút bất định. Hắn cũng không để ý đến cái bình này nữa, bởi vì hắn đã làm xong hết toàn bộ mọi chuyện mà bản thân hắn có thể làm rồi. Chỉ còn chờ kết quả mà thôi, vì thế hắn quay đầu lại và nhìn về phía Vương Giang. Hiện tại đám người bọn họ không thể chết thêm bất cứ người nào nữa. Dù chỉ chết có một người thôi, thì số lượng quỷ giữa hai bên sẽ thay đổi. Đến lúc đó cái này sẽ được coi là một tử cục. Bọn họ sẽ không còn bất cứ cơ hội sống sót nào nữa. Dù Chúa có đến đây thì cũng phải quỳ ở chỗ này thôi. Vương Giang, cố chịu đựng. Trương Lôi lập tức quát to một tiếng, hắn ta cùng Hoàng Tử Nhã và một vị ngự quỷ nhân còn lại đang cùng nhau túm lấy Vương Giang, để ngăn cản Vương Giang bị thứ kia kéo vào bên trong bóng tối. Trước đó Dương Giang cũng đã có an bài cả rồi, hắn cũng từng cân nhắc đến việc quỷ sẽ ra tay tập kích một người trong đám bọn họ. Cho nên để bọn họ đứng chúng với nhau, đồng thời cầm lấy tay của đối phương. Nếu có một người bị tập kích, vậy những người khác phải giúp người kia một chút. Chỉ cần đảm bảo người bị tập kích kia không bị quỷ giết chết ngay lập tức thì bọn họ sẽ có cơ hội để lật ngược thế cờ. Ở bên trong bóng tối, một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến cánh tay của Vương Giang. Cổ lực lượng này giống như muốn kéo hắn ta tách ra khỏi mọi người vậy. Dường như nó muốn mang hắn ta đến bên cạnh một thứ nào đó ở trong bóng tối kia. Mặc dù những người khác đã cực kỳ hoảng sợ, nhưng không có một ai chịu buông tay, cũng không dám buông tay. Bọn họ cứ nắm chặt lấy tay của Vương Giang, nhằm ngăn cản quỷ kéo hắn ta đi. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, mặc kệ là ai bị quỷ tập kích, nếu để người đó chết đi, thì cũng đồng nghĩa với việc cả đám sẽ bị chết sạch. Cho nên dù lần tập kích này mục tiêu của quỷ không phải là bản thân họ, nhưng họ cũng phải liều mạng đi cứu người khác. Trương Lôi đang nghe truyện trên TV Audio CV hô to một tiếng. Dương Giang, bên phía của anh ổn chứ? Chúng tôi sắp trụ không nổi rồi. Tình trạng lúc này của cả đám giống như đang chơi kéo co với lệ quỷ vậy. Hiển nhiên là sức của bọn họ sẽ không thể nào so với quỷ được, tất cả mọi người bị quỷ kéo đi. Mà Vương Giang là người chịu nhiều đau đớn nhất. Thân thể hắn ta phải chịu lực giằng có từ hai phía, khiến cho cả người của hắn ta có cảm giác như muốn bị xé rách. Đau đến mức khiến hắn ta phải nghiến răng nghiến lợi, đồng thời kêu la thảm thiết. Giờ phút này Dương Giang cũng có chút choáng váng. Vì sao vẫn còn bị con quỷ kia tập kích chứ? Ngay cả cái bình kia hắn cũng đã mở ra rồi, hẳn là số lượng quỷ bên phía bọn họ đã lên đến con số 10 rồi mới đúng chứ. Dựa theo lý thuyết mà nói hẳn là Vương Giang không thể bị quỷ tập kích mới đúng chứ. Nhưng vì sao hiện tại nó vẫn còn đang hành động, vẫn ra tay giết người đây? Khoan! Không chờ cho Dương Giang phân tích ra được vì sao mọi chuyện lại thành như thế này thì hắn đột nhiên phát hiện ra mắt quỷ đã khôi phục lại cảm giác. Có thể mở ra mắt quỷ một lần nữa, không những thế hắn còn cảm giác được quỷ ảnh trong cơ thể có thể hành động được, không còn bị áp chế nữa. Xem ra việc thả ra con quỷ kia đã mang đến tác dụng. Hiện tại không phải là lúc nghĩ những cái này, cứu người trước đã rồi nói sau. Thời gian không cho phép Dương Giang đi suy nghĩ thêm những cái khác. Nếu quỷ trong người của hắn đã có thể hoạt động lại, hắn không chút do dự mà mở mắt quỷ ra, dùng quỷ ảnh lao về phía Vương Giang, đồng thời xâm nhập vào bên trong người của hắn ta. Ngay khi quỷ ảnh vừa mới xâm nhập vào thì lập tức xuất hiện một cảnh tượng mà không một ai có thể tưởng tượng ra được. Mọi người lập tức lảo đảo một cái, suýt tí nữa thì té nhào trên mặt đất. Cổ lực lượng khổng lồ đang lôi kéo Vương Giang với ý đồ mang hắn ta vào trong bóng tối đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Vương Giang đã được cứu. Không sao rồi, Vương Giang đã không sao nữa rồi. Dương Giang, chúng ta đã thành công, Vương Giang không còn bị lệ quỷ tập kích nữa, quỷ đã từ bỏ rồi. Vị ngự quỷ nhân kia cảm thấy Vương Giang không còn bị quỷ mang đi nữa thì lập tức tỏ ra kinh hỉ. Hắn ta biết không phải là do đám người đã cứu được Vương Giang, mà do kế hoạch đã thành công, có hiệu quả rồi. Thành công rồi sao? Đúng là nguy hiểm thật. Dương Giang, chuẩn bị của anh quả nhiên có tác dụng. Việc tạm thời tăng số lượng lệ quỷ đã có tác dụng. Chúng ta đã có thể sống sót qua đợt tập kích này rồi, chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch thôi. Trương Lôi cũng có được cảm giác vui sướng khi trở về từ cõi chết, nên thở vào một hơi. Bọn họ đều biết, thời điểm nguy hiểm nhất chính là khi lệ quỷ xuất hiện do quỷ nến hấp dẫn. Chỉ cần chống đỡ qua được đợt này và duy trì được sự cân bằng. Như vậy quãng thời gian tiếp theo bọn họ sẽ được an toàn. Thế nhưng sắc mặt Dương Giang lại cực kỳ khó coi. Không, mọi chuyện diễn ra không hề giống với những gì tôi suy đoán, vì thế mọi người cũng đừng có vui mừng sớm quá. Lúc trước tôi đã thả ra một con quỷ nữa rồi nhưng Vương Giang vẫn bị con quỷ kia tập kích. Sau đó tôi lại thả ra con quỷ thứ hai nhưng quỷ vẫn tập kích Vương Giang, không hề buông tha. Mặc dù khoảng thời gian giữa hai lần thả của tôi khá ngắn, từ đầu đến cuối quỷ không hề từ bỏ tập kích Vương Giang. Điều này có nghĩa là việc cân bằng số lượng lệ quỷ đã xuất hiện vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng Tử Nhã giật mình nói. Không phải chứ, chẳng phải là con quỷ kia đã từ bỏ tập kích Vương Giang rồi hay sao? Dương Giang nói. Cái đó không liên quan gì với con quỷ kia cả, là do tôi sử dụng lực lượng lệ quỷ của tôi để cứu hắn ta, chứ không phải là do chúng ta đạt được điều kiện. Sau đó, dường như Dương Giang nghĩ đến cái gì đó, hắn đột nhiên đi đến bên cạnh Vương Giang, sau đó cầm một cánh tay của hắn ta lên và hỏi. Lúc trước tôi thấy quỷ đã cầm lấy cánh tay này của cậu để lôi đi. Cậu thử cảm nhận xem, vị trí tập kích của nó là ở chỗ nào? Đúng là cánh tay này. Vừa rồi tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó túm lấy tay của tôi, sau đó muốn lôi tôi đi. Còn vị trí thì ở chỗ này. Vương Giang nói xong, lập tức đưa cánh tay còn lại chỉ vào chỗ vừa bị nắm. Dương Giang lập tức nhìn thấy ở chỗ đó còn lưu lại một cái dấu vết, điều này khiến cho sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi. Bởi vì cái dấu này cũng không phải là dấu tay, mà là một vết hằn do dây thừng. Cái vết này giống y như đúc với sợi quỷ dây thừng của hắn. Nói cách khác thứ vừa tập kích Vương Giang không phải là bản thân con quỷ kia mà là quỷ dây thừng. Không, có lẽ là con quỷ kia. Nó đã khống chế quỷ dây thừng và tập kích Vương Giang. Nếu là như vậy, có nghĩa là tình hình đã hoàn toàn mất khống chế. Sau khi ý thức được điều này, Dương Giang đột nhiên quay đầu ra phía sau. Hắn nhìn thấy ở trên bờ vai của Hoàng Tử Nhã đang có một bàn tay máu đỏ ngòm với những ngón tay trắng bệch. Mà bàn tay này đang không ngừng biến mất trước mắt của hắn. Đây chính là dấu hiệu cho thấy bàn tay quỷ khôi phục lại. Kể từ khi bắt đầu xác định phương án hành động đến khi thắp quỷ nến và hấp dẫn con quỷ kia đến, toàn bộ mọi chuyện đều diễn ra ngoài suy đoán của Dương Giang. Những tình huống nguy hiểm bộc phát không ngừng xuất hiện, căn bản hắn không dư thời gian để cân nhắc và suy xét lại mọi chuyện. Đồng thời nếu hắn đi nhầm dù chỉ một bước thôi thì cả đám sẽ chết sạch. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Giang cắn răng, hắn có cảm giác vừa sợ vừa giận. Hắn đã thả bàn tay quỷ ra ngoài, đồng thời mở luôn chiếc bình bằng vàng kia. Hành động này của hắn đích xác là để gia tăng số lượng lệ quỷ bên phía bọn họ. Và hiện tại chắc chắn là nó đã vượt quá hạn mức áp chế tối đa của con quỷ kia rồi. Tình trạng bị lệ quỷ áp chế một cách tuyệt đối đã không còn tồn tại nữa. Nếu không Dương Giang cũng không thể nào sử dụng được năng lực của quỷ ảnh để giải cứu Vương Giang. Nhưng vấn đề ở đây chính là vì sao lệ quỷ đã thua khi so đấu số lượng quỷ với bọn họ nhưng nó lại còn có thể tập kích người khác? Không phải bọn họ đã không còn rơi vào trạng thái lạc đàn nữa rồi hay sao? Là do quy tắc đã bị biến đổi à? Hay là một vài biến hóa quỷ dị mà không một ai suy đoán ra được khi tiếp xúc chính diện với lệ quỷ? Không biết, hắn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có thời gian để đi suy tính những cái này. Hiện tại nguy hiểm đang trùng trùng. Dù cho Dương Giang cũng chỉ còn cách đi đến đâu tính đến đó. Cũng giống như đang làm xiếc vậy, hắn đang giãy giụa để hy vọng tìm ra được sinh lộ. Bàn tay quỷ đã khôi phục. Hiện tại hắn đang nhìn chằm chằm vào vị ngự quỷ nhân tên là Hoàng Tử Nhã. Trên bả vai của cô ta đang có một bàn tay nhuốm máu với những ngón tay trắng bệch đang khoác lấy. Đồng thời bàn tay này đang dùng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn ra được để biến mất trong tầm mắt của hắn. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Một khi bàn tay quỷ dị này mà biến mất thì cũng có nghĩa là nó đã khôi phục lại rồi. nó sẽ tiến vào bên trong tầng thứ 3 của quỷ vực. Sau đó hình thành một loại nguyền rủa đáng sợ và bắt đầu giết chết những người xung quanh. Mặc dù Dương Giang không biết điều kiện giết người của bàn tay quỷ này là cái gì, nhưng cái đó không quan trọng. Bởi vì đám người bọn họ không thể bị giảm số lượng được. Nếu không, một khi người kia vừa chết, lệ quỷ của họ sẽ mất đi khống chế. Kể từ đó cục diện vốn đang không ổn định này sẽ hoàn toàn mất khống chế. Trước tiên cứ áp chế cái bàn tay quỷ dị này lại đã rồi tính sau. Gần như là ngay lập tức, Dương Giang đưa ra một quyết định quả quyết, hắn nhận dịp bàn tay quỷ còn chưa hoàn toàn biến mất để khống chế nó lại. Với trạng thái hiện tại của hắn đã không đủ để tiếp tục mở ra quỷ vực tầng thứ 3 được nữa. Một khi để cho bàn tay quỷ này biến mất, vậy cả đám người bọn họ sẽ không còn đủ năng lực để phản kháng lại nó nữa. Vì nếu không có quỷ vực của hắn, những người khác sẽ không thể nào tìm ra được ngọn nguồn của thứ này. Chỉ có thể bị động chờ chết, hoặc tiêu hao với nó đến khi cả đám đạt được cực hạn và chết đi vì lệ quỷ khôi phục. Thế nhưng trước đó Dương Giang dám thả cái thứ này ra cũng là vì hắn đã chuẩn bị kỹ thủ đoạn để giam cầm nó lại rồi. Quỷ ảnh chính là thiên địch, là vật khắc chế hiệu quả nhất đối với những con quỷ không hoàn chỉnh như thế này. Một cái bóng màu đen cao lớn lập tức ẩn núp ở trong bóng đêm, sau đó lẳng lặng đi đến bên người của Hoàng Tử Nhã. Mà bản thân cô ta không có phát giác ra, thậm chí bàn tay quỷ trên bả vai của cô ta cũng không hề có phản ứng. Cái này cũng không phải là do Hoàng Tử Nhã không đủ cảnh giác, mà lực chú ý của cô ta cũng không đặt tại bên cạnh người. Hiện tại cả đám đều đang chú ý đến tình hình xung quanh, cố gắng tìm kiếm vị trí của con quỷ khủng bố kia. Ngay khi bàn tay quỷ màu đỏ ngòm kia biến mất, một đám hắc ảnh đột nhiên bao phủ lấy bàn tay này. Trong nháy mắt quỷ ảnh đã xâm nhập vào bên trong bàn tay quỷ. Vốn đã sắp sửa biến mất, nhưng ngay khi bị quỷ ảnh bao phủ thì bàn tay quỷ lại đột nhiên mất đi sự quỷ dị, nó nằm yên tại chỗ. Trước khi bàn tay quỷ tiến vào bên trong tầng thứ 3 của quỷ vực thì đã bị Dương Giang dùng quỷ ảnh để bắt lấy, đồng thời bị áp chế thành công. Thế nhưng ngay khi quỷ ảnh nhận được bàn tay quỷ này, nó lại đột nhiên xuất hiện một loại biến hóa mà ngay cả Dương Giang cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Đúng ngay lúc này cái bộ dạng cao lớn của quỷ ảnh lại đột nhiên không chịu sự khống chế của Dương Giang. Nó trực tiếp đi đến bên cạnh Dương Giang, sau đó trở lại bên trong người của hắn. Chết tiệt, chuyện mà mình lo lắng đã xảy ra. Con ngươi Dương Giang co rụt lại, hắn đột nhiên có cảm giác dường như quỷ ảnh đang hành động theo một loại bản năng vốn có của nó. Mặc dù hiện tại quỷ ảnh đã chết máy nhưng loại bản năng này vẫn còn tồn tại. Nó muốn chắp vá thành một cổ thân thể của lệ quỷ. Hiện tại nó lấy được bàn tay quỷ này thì cũng chẳng khác gì nó vừa nhận được một khối ghép hình. Nó không kịp chờ đợi nữa mà hành động theo bản năng, nó lập tức gắn lấy bàn tay quỷ lên trên người của Dương Giang. Đồng thời Dương Giang lại không thể nào kháng cự lại loại bản năng này của nó. Nếu đổi lại là trước đây chắc chắn hắn có thể ngăn cản được. Thế nhưng với tình trạng hiện tại của hắn, thân thể đang càng ngày càng tệ, cho nên bản năng của quỷ ảnh đang dần chiếm thế thượng phong. Thậm chí hắn còn không thể nào khống chế được lệ quỷ trong người nữa. Đây chính là trạng thái mất khống chế. Trước kia khi vừa mới khống chế được quỷ ảnh Dương Giang cũng từng gặp phải. Thỉnh thoảng trong đêm hắn sẽ gặp chuyện quỷ ảnh bị mất khống chế, sau đó tự động tập kích người bên cạnh hắn. Lúc đó không biết nó đã tập kích Giang Diễm bao nhiêu lần, cũng may lần nào nó tập kích cũng bị Dương Giang ngăn cản kịp thời. Nhưng hiện tại hắn không thể nào ngăn cản nó được, hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn chuyện này cứ thế diễn ra. Rất nhanh, quỷ ảnh trở lại bên trong thân thể của Dương Giang, đi theo nó là một bàn tay nhuốm máu màu đỏ ngòm, với những ngón tay trắng bệch. Sau đó giống như nó đang xếp hình vậy. Bàn tay của Dương Giang đột nhiên bị cắt ra, tự động rơi xuống đất. Tiếp đó cánh tay còn lại cầm lấy bàn tay quỷ và gắn vào vị trí vừa mới bị cắt kia, tạo thành một cánh tay mới. Việc ghép tay đã hoàn tất. Trạng thái mất khống chế của quỷ ảnh cũng kết thúc, đồng thời Dương Giang cũng cảm giác được có một cổ khí tức âm lãnh xâm nhập dần vào theo cánh tay rồi di chuyển đến toàn thân thể. Vị trí cánh tay mới lắp kia cũng mất đi cảm giác. Cái gì mà đau đớn, cảm giác gì đó đều không hề có. Trong lòng hắn chỉ có một loại cảm giác khá quái dị khi phải mang một thứ gì đó không phải của hắn ở trên người. Điều khiến cho Dương Giang cảm thấy sợ hãi chính là, khi hắn thử cử động tay một cái, bàn tay quỷ dị này lại hoạt động dựa theo ý nghĩ của hắn. Đây không phải là quỷ ảnh đã cưỡng ép ghép bàn tay quỷ lên người của mình rồi đó chứ. Cân bằng của bản thân mình có lẽ sẽ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của con quỷ thứ 3 này. Có thể đến lúc đó mình sẽ chết thê thảm hơn cả lúc này. Dương Giang cắn chặt răng, mặc dù hắn không cam tâm khi bị quỷ ảnh thay cho một cánh tay mới. Nhưng hiện tại hắn lại không có khả năng thay đổi trở lại cánh tay ban đầu. bởi vì khả năng cao bàn tay quỷ này chính là một con quỷ đã khôi phục. Nếu không có sự áp chế của quỷ ảnh, nó sẽ bắt đầu giết người. Tiếp theo hắn cũng không thể gỡ nó xuống để giam giữ lại được, hiện tại hắn đang cần nó để gia tăng số lượng lệ quỷ. Nói cách khác, với cục diện trước mắt, hắn chỉ còn cách để bàn tay quỷ gắn ở trên người mà thôi. Cứ mặc kệ nó đi đã, chờ đến khi chuyện này kết thúc rồi lại tính sau. Dương Giang nhanh chóng nhặt lấy cánh tay của hắn bị rơi ở trên mặt đất. Hắn không muốn từ bỏ thân thể vốn có của mình nên nhặt nó lên và bỏ vào bên trong một cái hộp. Bất chợt đằng sau vang lên giọng nói của Trương Lôi. Dương Giang, anh có nghe thấy cái gì không? Sau khi chúng ta cứu được Vương Giang, hình như tôi có nghe thấy tiếng của một thứ nào đó rơi xuống đất đằng sau lưng của tôi. Bên phía của anh như thế nào rồi, có gì đó không ổn không? Có cần tôi giúp cái gì không? Sao tôi cảm giác cục diện này không được ổn cho lắm? Có cái bình rơi xuống đất. Vừa rồi toàn bộ tâm tư của Dương Giang đều đặt lên việc ngăn cản bàn tay quỷ khôi phục nên không thể chú ý đến những chỗ khác. Ngay khi nghe được lời nhắc nhở của Trương Lôi, hắn mới vội vàng quay đầu lại để nhìn. Một cái bình bằng vàng đang hơi lay động ở trên mặt đất. Miệng bình đã bị mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chỉ cần liếc mắt là đã có thể thấy hết toàn bộ khung cảnh bên trong, không còn loại khí tức quỷ dị cùng bí ẩn như lúc trước nữa. Quỷ ở bên trong đã chạy ra ngoài. Đúng là đã nghèo còn gặp phải cái eo. Từng chuyện tồi tệ lại cứ thi nhau xuất hiện, mỗi một chuyện đều nằm ngoài dự liệu của cả đám khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở vì tuyệt vọng. Có một con quỷ không bị thứ kia áp chế và tôi vô tình thả ra bên ngoài. Dương Giang âm trầm tiết lộ ra, đồng thời không ngừng quan sát xung quanh với ý đồ có thể tìm kiếm ra nó. Ngay lập tức ở xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng kêu kinh hãi. Dương Giang nói tiếp. Mọi chuyện diễn ra cùng với những gì mà tôi nghĩ trước đó hoàn toàn không giống nhau. Việc quỷ tập kích Vương Giang khiến cho tôi suy đoán sai về số lượng của con quỷ kia. Vì thế tôi đã thả nó ra để gia tăng số lượng quỷ bên phía chúng ta, nhằm tránh cho bị lệ quỷ giết chết. Hiện tại mặc dù chúng ta đã tránh không bị cảnh sát quỷ giết chết nhưng thứ mà tôi thả ra lại đang gây ra phiền phức lớn cho chúng ta. Vậy chúng ta phải làm cái gì đây? Vương Giang vừa mới trở về từ cõi chết, còn chưa kịp thở thì lại xuất hiện một mối nguy cơ khác lớn hơn. Dương Giang nói, chúng ta không thể nào quan tâm được nhiều chuyện như vậy đâu. Muốn đạt được sự cân bằng tuyệt đối là một việc cực kỳ khó khăn. Mọi người thử cảm nhận xem, năng lực của lệ quỷ ở trong người có còn sử dụng được nữa không? Trương Lôi nói, có thể sử dụng được, không còn bị áp chế hoàn toàn như lúc trước nữa. Dương Giang nói, vậy là đủ rồi, điều này cho thấy số lượng quỷ bên phía chúng ta đã chiếm được ưu thế. Điều này cực kỳ quan trọng. Hiện tại chúng ta cứ cho rằng cân bằng giữa hai bên đã được thành lập. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm kiếm vị ngự quỷ nhân khác. Hoàng Tử Nhã vội vàng nói, khoan đã, không phải là anh vừa mới thả ra một con quỷ khác hay sao? Chẳng lẽ mặc kệ nó à? Trong mắt Dương Giang hơi híp lại. Mặc dù con quỷ kia đã chạy ra khỏi hồn bình nhưng có sự tồn tại của quỷ nến cho nên tôi biết được là nó sẽ ở đâu đó xung quanh đây, nó không thể nào rời đi được. Chỉ là hiện tại chúng ta không thể nào tìm thấy được nó, thế nhưng chúng ta cần gì phải sợ nó chứ? Bên phía chúng ta có tận 5 vị ngự quỷ nhân, dù cho con quỷ kia có xuất hiện cũng sẽ bị chúng ta áp chế ngay. Thứ mà chúng ta cần lo lắng chính là con quỷ cảnh sát kia cơ, đúng không? Con quỷ ở bên trong hồn bình và con quỷ bên trong quan tài quỷ đều đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ đối với bọn họ nhất lại chính là con đằng sau. Bởi vì ít ra cái đằng trước bọn họ còn có đủ tin tưởng đối phó với nó được. Hiện tại lập tức đi theo tôi, có chuyện gì thì chúng ta cứ vừa đi vừa xử lý. Chứ cứ ở một chỗ như thế này là đang chờ chết đó. Mặc dù Dương Giang biết vẫn còn một số chuyện chưa xử lý xong, nhưng thời gian không cho phép bọn họ tiếp tục trì hoãn ở một chỗ. Bọn hắn nhất định phải hành động ngay, dẫn con quỷ bên cạnh đi sang chỗ khác. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tiếp tục quan sát được tình hình xung quanh, đồng thời thử kiểm chứng xem phương pháp sống sót của tấm da màu nâu có khả thi hay không. Tình hình lúc này còn phức tạp hơn cả những gì mà bọn họ tưởng tượng. Tất cả chưa thể nào xác định được con số chính xác mà con quỷ bên trong quan tài quỷ có thể áp chế, người lại chỉ vì một lần tập kích cho nên Dương Giang đã đích thân thả ra một con quỷ. Rốt cuộc con quỷ ở bên trong hồn bình là cái gì, Dương Giang không hề biết, thậm chí sau khi được thả ra nó cũng chẳng hề có bất cứ hành động nào. Hắn nghĩ có khả năng cao con quỷ này cũng đang ẩn nấp ở bên trong tầng quỷ vực thứ 3 giống bàn tay quỷ. Ngự quỷ nhân bình thường sẽ không thể nào nhìn thấy nó bằng mắt thường được. Cũng chỉ có như thế cho nên hắn mới không nhìn thấy tung tích của con quỷ bên trong hồn bình. Có lẽ con quỷ này đang ẩn giấu đâu đó giữa đám người bọn họ. Có điều hai chuyện này chẳng liên quan gì hết. Chỉ cần quỷ nến không bị tắt, vậy nó liền có thể hấp dẫn quỷ bên trong quan tài quỷ và con kia ở bên cạnh đám người, đồng thời lợi dụng đặc tính của quan tài quỷ để áp chế nó. Hiện tại việc bọn họ cần làm chính là nghĩ cách để tụ tập lại với đám người còn lại, đồng thời tìm kiếm phương pháp rời đi khỏi chỗ này. Đợi ở chỗ này càng lâu bọn họ càng nguy hiểm. Đi theo tôi, trên đường nhớ cẩn thận một chút. Trong chỗ này đang có một sự biến hóa nào đó mà tôi không thể biết được. Lần tập kích này của Vương Giang chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên đừng có nghĩ rằng không lạc đàn thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Với lại hiện tại trong đám người chúng ta đang có một con quỷ ẩn núp. Tuy nhiên hiện tại mọi người cũng không bị áp chế, nếu xảy ra chuyện thì vẫn có thể sử dụng năng lực để phản kháng lại được. Điều mà tôi có thể làm cũng chỉ được như vậy mà thôi. Dương Giang nhìn lấy chiếc hồn bình đã trống rỗng, hắn khẽ cắn môi, nhặt nó lên, tiếp đó lại cầm quỷ nến và bắt đầu hành động. Kế hoạch lần này không được hoàn hảo cho lắm, quá trình thực hiện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ít ra bọn họ có thể chắc chắn số lượng mà quan tài quỷ có thể áp chế đã không thể nào tăng lên được nữa. Và bọn họ cũng kéo dài được thời gian, khỏi bị đoàn diệt. Khoảng thời gian này có lẽ chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Có thể sống sót mà rời đi khỏi chỗ này hay không thì còn phải nhìn xem lần hành động tiếp theo của bọn họ. Dương Giang, như vậy sẽ không có vấn đề gì đó chứ? Trương Lôi có chút không tin tưởng nên hỏi. Lỡ con quỷ mà anh thả ra lại bị con quỷ bên trong quan tài mang đi thì chúng ta biết làm sao bây giờ? Có lẽ cân bằng mà chúng ta vừa mới tạo ra sẽ bị phá vỡ. Dương Giang nói. Cậu nghĩ nhiều như thế để làm gì? Tôi không thể nào khống chế tốt toàn bộ cục diện được. Có thể nói tình hình trước mắt đã là kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể có. Ít ra khi quỷ nến vẫn còn thắp sáng thì chúng ta sẽ không bị quan tài quỷ tập kích. Nói cách khác kế hoạch kia của chúng ta đã hoàn thành được một phần rồi. Trong chuyện linh dị, làm gì có ai dám cam đoan bản thân có thể khống chế hết toàn bộ mọi chuyện cho được. Tôi chỉ là một con người mà thôi, không phải thần. Với lại hiện tại có cái gì không tốt đâu, không phải lúc trước mấy người cũng đã nhìn thấy hay sao? Ở trong tình trạng chúng ta không thể nào gia tăng số lượng lệ quỷ liền bị nó tập kích hay sao? Điều này nói rõ, số lượng mà con quỷ kia có thể áp chế là 9 con. Nếu nó lại giết chết thêm một người, vậy chúng ta sẽ bị đoàn diệt. Bởi vì chúng ta đã đạt đến cực hạn rồi. Những người khác nghe hắn nói như vậy thì trong lòng không khỏi rung lên. Thì ra vừa rồi tình hình của bọn họ lại nguy hiểm đến mức như vậy. Nếu bọn họ thắp quỷ nến trễ một chút thôi, là con quỷ kia có thể nhân cơ hội này để giết thêm một người, khi đó bọn họ sẽ không còn bất cứ cơ hội sống sót nào nữa. Hiện tại cả đám vẫn còn cơ hội sống tiếp, đồng thời còn có cơ hội thay đổi lại cục diện, dù có phải mạo hiểm cũng là đáng giá. Không còn cái gì để mà bắt bẻ nữa. Dương Giang, cứ hành động đi. Dù cho con quỷ mà anh thả ra có tập kích chúng tôi, thì chúng tôi cũng phải nghĩ cách để chống đỡ. Vương Giang vừa mới bình phục lại được một chút, lại nghe được tin tức có quỷ đang trà trộn vào trong đám người, khiến cho trong lòng hắn ta có chút lạnh. Nhưng ở phía ngoài bọn họ lại đang có một thứ đáng sợ hơn ẩn núp, cho nên dù có quỷ ở bên trong thì bọn họ cũng chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước mà thôi. Còn việc có sống sót để mà rời đi khỏi chỗ này hay không, thì hắn ta cũng không hề hy vọng xa vời. Hắn ta chỉ biết hiện tại hắn ta còn chưa có chết, có thể sống thêm được bao lâu liền tốt bấy nhiêu. Cậu nói đúng. Hiện tại chúng ta không thể nào lo toan được nhiều thứ như vậy. Dương Giang, anh đã làm rất tốt rồi. Nếu đổi lại là tôi thì có lẽ đã chết mất thay từ lâu rồi ấy chứ. Mọi người cũng đừng có từ bỏ, nhất định có cách để chúng ta rời khỏi đây. Một vị ngự quỷ nhân khác cũng gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lo nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng đang liều mạng. Nghĩ vậy, cả đám liền tiếp tục đi về phía trước. Dương Giang dẫn đầu đi phía trước. Còn những người còn lại nắm chặt lấy tay của nhau và cùng tiến lên. Sau đó tiếp tục di chuyển ở bên trong căn cứ huấn luyện tối tăm để tìm kiếm người khác. Ánh nến ở trong tay Dương Giang liên tục chập chờn, tỏa ra xung quanh một cổ khí tức âm lãnh. Cổ khí tức này phả vào mặt của đám người khiến cả người của bọn họ đều phát lạnh. Thậm chí ở trong một số thời điểm, chính bọn họ đều có thể ngửi được một mùi thi thối nhàn nhạt ở trong phổi. Đồng thời thi thoảng bọn họ nhìn thấy ở bên ngoài tầm nhìn có một thân ảnh quỷ dị đang di chuyển. Quỷ đang quanh quẩn ở đâu đây? Quỷ nến là đèn dẫn đường, còn bọn họ là mồi nhử. Cả hai thứ tụ tập lại một chỗ khiến cho con quỷ khủng bố kia chỉ có thể quanh quẩn đâu đó gần bọn họ, không thể nào thoát ly ra để đi giết người khác nữa. Nhưng mà kế hoạch mạo hiểm việc đoàn diệt lúc trước cũng chỉ là một bước trong toàn bộ kế hoạch mà thôi. khoảng cách đến lúc bọn họ an toàn rời khỏi đây còn có hai bước kế hoạch nữa. Bên trong hai kế hoạch này còn có nguy hiểm nào nữa hay không? Không có một ai biết. Cánh tay này của mình đang dần mất đi tri giác, giống như nó bị bàn tay quỷ ăn mòn vậy. Cũng đúng lúc này, Dương Giang đột nhiên phát hiện ra, sau khi bản thân bị quỷ ảnh cưỡng ép ghé bàn tay quỷ vào, nguyên cả cánh tay đang dần mất đi tri giác. Không còn cảm giác, không biết nóng, lạnh, cũng chẳng hề biết đau đớn, nhưng điều quỷ dị là hắn có thể cử động nó một cách tự nhiên. Với lại sau khi lắp bàn tay quỷ vào, ảnh hưởng của quỷ ảnh đối với thân thể cũng đã biến mất. Dương Giang biết, bản năng của quỷ ảnh chỉ là tạm thời yên tĩnh lại. Bởi vì thân thể của hắn đã tiến thêm một bước trên con đường trở thành thân thể quỷ. Cổ thân thể đang chuyển biến xấu này đã có thêm một bộ phận để trở nên tốt đẹp, nên bản năng của quỷ ảnh mới bị áp chế. Nhưng việc tự tiện thay đổi bộ phận cơ thể này rất dễ khiến cho cân bằng bị phá vỡ, dù đó xảy ra những vấn đề nghiêm trọng hơn. Sắc mặt Dương Giang càng thêm âm trầm. Lúc này là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến tình trạng của bản thân, nếu không sống mà ra ngoài được thì có nghĩ ra cái gì cũng vô dụng. Hắn cảm thấy nếu ngày hôm nay mà hắn xuất hiện bất cứ sai lầm nào, vậy khả năng cao hắn thật sự phải chết ở đây. Mà con quỷ kia cũng thật đáng sợ, nó khiến cho hắn có được cảm giác thật sự bất lực. Một chuyện linh dị không thể tránh né, đây đúng là một thứ khiến cho người khác tuyệt vọng. Ngay khi đám người bọn họ bắt đầu hành động thì cuộc họp của Tổng vẫn đang tiếp tục triển khai. Sau khi trao đổi một vài câu với Dương Giang, Vương Tiểu Minh đã trở lại phòng họp, an bài một nhiệm vụ. Tình hình bên phía của Dương Giang còn tồi tệ hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Nếu chúng ta còn không làm ra được cái gì đó, vậy tất cả mọi người trong căn cứ huấn luyện sẽ phải chết sạch. Hiện tại cục diện đã được Dương Giang ổn định lại, bên cạnh hắn đã tụ tập được 4 vị ngự quỷ nhân. Cả đám miễn cưỡng không rơi vào trạng thái lạc đàn, tạm thời vẫn được an toàn. Người thanh niên tên là Khương Thượng Bạch kia nói, sắc mặt của hắn ta đã có chút khó coi. Tình trạng an toàn của đám người đó sẽ không kéo dài được lâu đâu. Một khi quỷ giết chết những vị ngự quỷ nhân còn lại và gia tăng số lượng quỷ của nó lên, bọn họ sẽ lại một lần nữa biến thành lạc đàn. Chuyện linh dị này quá khó giải. Cho nên, giáo sư Vương, tôi nghĩ ngài nên thực hiện đề nghị lúc trước của tôi. Chúng ta sẽ tạo thành một đoàn đội ngự quỷ nhân, sau đó lấy đi chiếc đinh đóng quan tài đang hạn chế quỷ chết đói. Tôi tự nguyện dẫn đội, cầm chiếc đinh đóng quan tài kia để xử lý chuyện linh dị cấp S, cảnh sát quỷ. Tất cả những người ngồi ở đây đều là những vị ngự quỷ nhân đỉnh phong, mỗi một người đều không chế con lệ quỷ, thậm chí là 3 con lệ quỷ. Cho nên khi bọn họ hành động cùng nhau, đương nhiên sẽ không rơi vào trạng thái bị lạc đàn. Tiếp đó kiếm một ngự quỷ nhân có khả năng khống chế quỷ vực như Dương Giang để sử dụng đinh đóng quan tài. Chưa hẳn là bọn họ đã không thể tái hiện lại một màn như xảy ra ở trong thành phố Đại Xương, có thể nhẹ nhõm xử lý con quỷ cấp độ S có danh hiệu là cảnh sát quỷ này. Khương Thượng Bạch dám ôm đồm lấy vấn đề này cũng là vì tự tin vào năng lực tự thân. Hắn ta nghĩ rằng ở trong tình trạng điều kiện cho phép đầy đủ, hắn ta có thể làm tốt hơn cả Dương Giang lúc trước. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa trầm ngâm. Nếu cứ để chuyện như thế này tiếp tục diễn ra, hắn ta cũng không thể nào không cân nhắc đến kế hoạch của Khương Thượng Bạch. Nhưng đúng lúc này có một vị ngự quỷ nhân nữ đội khăn trùm đầu, dùng âm thanh lạnh tanh nói. Tôi phản đối thực hiện theo kế hoạch này. Hiện tại việc cấp bách của chúng ta chính là nghĩ cách cứu Dương Giang ra, chứ không phải cân nhắc đến phương án hành động. Nếu bắt đầu dùng phương pháp kia, chẳng khác nào chúng ta đang trực tiếp từ bỏ tất cả mọi người ở bên trong căn cứ huấn luyện. Hiện tại hẳn là chúng ta nên bàn luận với nhau về việc cứu người, còn sau đó hành động như thế nào thì để sau này hẳn bàn. Khương Thượng Bạch nói. Đồng Thiến, cô có hiểu rõ thế cục của mọi chuyện ngay lúc này chưa vậy? Chẳng lẽ cô không biết đám người trong căn cứ huấn luyện đã không thể nào cứu được nữa hay sao? Chuyện linh dị chứ có phải cháy nhà, cháy cửa gì đâu mà cô nghĩ là chỉ cần kêu người đến đông đông một chút là có thể cứu. Nếu không nghĩ ra cách thì chúng ta có đi qua đó cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chúng ta phải học được cách hạn chế tổn thất, chứ không phải là đi chịu chết một cách vô nghĩa. Đồng Thiến cũng không thèm để ý đến người này, cô chỉ hỏi. Giáo sư Vương, ngài có phương pháp nào hay không? Những người khác cũng không hề lên tiếng, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn ta mở miệng nói. Trước đó tôi đã cùng nói chuyện qua với Dương Giang bằng điện thoại rồi. Cậu ta có nhắc tôi một chuyện. Đó chính là chiếc quan tài quỷ ở bên trong phòng thí nghiệm vẫn còn. Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Vậy trước mặt, cảnh sát quỷ là quỷ bên trong quan tài quỷ, hay không phải đây? Hiện tại nó đã tách rời ra với quan tài quỷ rồi. dường như hai cái này cũng không phải là một chỉnh thể. Thế nhưng, nếu chúng không phải là một chỉnh thể, vậy hiện giờ quan tài quỷ là cái gì? Là một chiếc quan tài đã mất đi lực lượng linh dị và biến thành một cổ quan tài bình thường, hay là nó vẫn còn có mối liên hệ nào đó với lệ quỷ? Tôi cần phải tự mình đi đến phòng thí nghiệm một chuyến, để đích thân nghiên cứu xem rốt cuộc quan tài quỷ là cái gì. Có lẽ cái này sẽ có trợ giúp đối với cục diện hiện tại. Chỉ là vị trí của khu thí nghiệm nằm quá gần căn cứ huấn luyện, chuyến đi này có lẽ rất nguy hiểm. Lúc này Đồng Thiến đứng dậy và nói: Tôi sẽ bồi tiếp giáo sư Vương ngài đi đến đó một chuyến, có tôi ở đây ngài không cần gì phải lo lắng. Phùng Toàn vừa hút thuốc vừa nói: Một người thì sao mà đủ được, tính thêm tôi đi. Vốn Lý Quân im lặng ngay từ đầu, đến lúc này đột nhiên mở miệng nói: Bảo vệ giáo sư Vương là trách nhiệm của tôi sẽ hộ tống ngài ấy đến phòng thí nghiệm để cầm quan tài quỷ. Nhưng đúng lúc này Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa lại mở miệng nói: Lần này tôi, Phó Bộ trưởng sẽ dứt khoát quyết định giúp mọi người. Tôi định để cho tất cả mọi người ở đây, bất cứ ai khống chế được hai con lệ quỷ thì đều đi theo hộ tống giáo sư Vương đến phòng thí nghiệm. Chẳng những chúng ta cần lấy về quan tài quỷ mà còn cần lấy đi một số vật dụng thí nghiệm quan trọng ở trong đó. Nếu có thể nghĩ ra cách xử lý chuyện linh dị này, không có gì có thể tốt hơn. Nhưng nếu không được, ít nhất chúng ta cũng phải hạn chế tổn thất xuống mức thấp nhất, đồng thời đảm bảo chuyện linh dị của cảnh sát quỷ sẽ không ảnh hưởng ra xung quanh. Tập thể hành động. Toàn bộ người khác đều tỏ ra giật mình. Những người ngồi ở đây là mười mấy vị ngự quỷ nhân chạy đến để tham gia cuộc họp, ví dụ như Đồng Thiến, còn có một vị cảnh sát quốc tế khác của thành phố Đại Kinh là Cao Minh. Tất cả bọn họ đều là một nhóm ngự quỷ nhân đỉnh phong của thành phố Đại Kinh. Mười mấy người cùng liên thủ hành động với nhau, phải nói là trước nay chưa từng có. Tào Duyên Hoa lại nói tiếp: Nếu người nào có ý kiến gì thì cứ nói đi. Tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Tôi cũng muốn kiến thức một chút xem chuyện linh dị cấp độ S là như thế nào. Nếu Phó Bộ trưởng đã đưa ra mệnh lệnh như vậy, tôi đương nhiên là sẽ chấp hành rồi. Khương Thượng Bạch cười, hắn ta cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Hắn ta biết được ý định của vị Phó Bộ trưởng này. Đó chính là tiếp thu ý kiến của quần chúng, thử nhìn xem mức độ nghiêm trọng của chuyện linh dị này đã rồi lại tính sau. Nếu đến lúc đó mà đám ngự quỷ nhân đỉnh phong này còn không xử lý được chuyện này nữa, vậy khả năng sử dụng phương pháp của hắn ta sẽ là cực kỳ cao. Lý Quân nghiêm túc mở miệng nói: Nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy chúng ta cùng lên đường thôi. Ngay lập tức có một luồng ánh sáng màu xanh bao phủ hết toàn bộ phòng họp, khiến cho không khí trở nên cực kỳ âm u. Hắn ta trực tiếp sử dụng quỷ vực để mang mọi người đi đến chỗ phòng thí nghiệm. Là một người trốn ra từ phòng thí nghiệm, cho nên Lý Quân khá quen thuộc chỗ kia, vì thế để hắn ta làm người dẫn đường là phù hợp nhất. Ánh sáng quỷ dị xuất hiện khiến cho toàn bộ đèn điện ở trong phòng liên tục nhấp nháy. Chỉ trong chốc lát, ngoại trừ Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa ra, toàn bộ những người còn lại đều biến mất không thấy. Nếu không phải Tào Duyên Hoa là một vị Phó Bộ trưởng, bình thường cũng hay tiếp xúc với chuyện linh dị, thì khi gặp được chuyện như vậy, đoán chừng sẽ phải kinh hãi đến chết mất. Chỉ là, bất kể bên phía tổng bộ đưa ra quyết định gì, chí ít với trạng thái ở trước mặt mà nói. Đối với Dương Giang, là người bị mắc kẹt ở bên trong căn cứ huấn luyện tối tăm, việc trợ giúp này căn bản không quá thực tế. Hiện tại bọn họ chỉ còn cách dựa vào bản thân. Tuy nhiên dù không thể nhận được trợ giúp, nếu cung cấp một số tin tức có lợi lại không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Bất chợt Hoàng Tử Nhã nhìn chằm chằm vào điện thoại di động rồi mở miệng nói: Dương Giang, có tin tức. Tên Tiễn Nghị kia vẫn còn sống. Hắn ta đang muốn tụ họp cùng chúng ta. Vị trí của hắn ta ở phía trước, cách chúng ta khoảng chừng 500 mét. Cô ta tìm kiếm ra được một tín hiệu của người sống sót. Sau đó thông qua tổng bộ, cô ta đã xác định ra được tín hiệu này là của tên Tiễn Nghị kia. Một vị ngự quỷ nhân giống như bọn họ, đều tham gia vào lần huấn luyện này. Tiễn Nghị. Tên chó chết kia vẫn còn sống. Dương Giang lập tức dừng chân lại, lạnh lùng nói. Trương Lôi hỏi. Tên kia đắc tội với anh à? Hoàng Tử Nhã giải thích. Lúc trước khi chúng ta ở ký túc xá, tên Tiễn Nghị này đã chủ động liên lạc với chúng tôi. Hắn ta bảo với chúng tôi là cùng tụ tập lại ở cầu thang của tầng 2. Kết quả là khi chúng tôi đi đến đó thì hắn ta lại bỏ chạy, hơn nữa còn tắt điện thoại di động. Tên này đang lừa chúng tôi, hắn ta muốn dùng chúng tôi làm dê thế mạng, cầm chân con quỷ kia để hắn ta có thời gian chạy trốn. Cũng vì tên này cho nên chúng tôi mới bị chậm trễ, nếu không đã có thể tụ tập sớm với mấy người rồi. Dương Giang lạnh lùng nói. Nếu không phải bị tên kia làm chậm trễ thời gian, thì tôi có lẽ sẽ tiết kiệm được một chút quỷ nếm. Thậm chí con quỷ này cũng không trưởng thành nhanh như vậy được. Hiện tại tên này biết không thể nào rời đi căn cứ huấn luyện được, cho nên mới mở điện thoại ra để liên lạc với chúng ta đây mà. Trương Lôi nói. Mặc dù cách làm của hắn ta rất quá đáng, thậm chí đã gián tiếp hại chết tất cả chúng ta. Nhưng hiện tại là lúc chúng ta cần phải buông bỏ ân oán, nghĩ cách rời khỏi chỗ quái quỷ này trước đã rồi tính sau. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn cũng không có ý định buông tha cho tên kia. Nhưng Trương Lôi nói không phải không có lý, hiện tại không phải là lúc tính toán ân oán cá nhân. Nếu có thể tìm thêm được một vị ngự quỷ nhân còn sống, thì có nghĩa là tỷ lệ sống sót của bọn họ cao thêm một chút. Chết thêm một người thì khoảng cách đoàn diệt của bọn họ lại gần thêm một bước. Trước tiên cứ tụ họp lại với hắn ta đi. Trương Lôi gật gật đầu. Đúng thế. Sau khi xong chuyện lại giáo huấn hắn ta sau. Ngay khi đám người đang nói chuyện, bên trong bóng tối gần đó lại xuất hiện tiếng bước chân nặng nề. Từ đầu đến cuối quỷ vẫn không hề rời đi khỏi bọn họ. Mặt khác ở trong đám người vẫn còn có một cổ khí tức âm lãnh đang ẩn núp. Dương Giang cầm quỷ nến trong tay, sau đó tiến lên phía trước. Những người khác cũng đi theo đằng sau lưng hắn. Bọn họ chuẩn bị đến vị trí định vị trên điện thoại di động để tụ họp với vị ngự quỷ nhân lạc đàn tên là Tiễn Nghị kia. Nhưng bởi vì lúc trước bọn họ phạm phải một chút sai lầm khi hành động nên xuất hiện một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực kỳ lớn. Trong đám người của bọn họ đang có một con quỷ không thể nhìn thấy. Sở dĩ bọn họ dám chắc con quỷ này đang ở đâu đó bên trong nhóm người là vì ngọn quỷ nến trên tay Dương Giang còn chưa có tắt. Nếu quỷ nến màu trắng không tắt, vậy quỷ ở gần đó sẽ không thể nào rời đi đám người được, nó chắc chắn phải ở đâu đó gần đây. Đồng thời ở cách bọn họ 5 mét, bên trong khu vực bị bóng tối bao phủ kia đang có con quỷ được dựng dục từ quan tài quỷ quanh quẩn. Bên trong hay bên ngoài gì thì đều có quỷ đang bám theo đám người. Có thể nói mỗi một bước đi của họ đều tràn ngập hung hiểm cùng tuyệt vọng. Nhưng nhờ có Dương Giang nên loại cân bằng yếu ớt này mới được duy trì. Số lượng quỷ trong đám người bọn họ đã vượt quá của con quỷ nên không thể nào rơi vào trạng thái lạc đàn. Vì thế lấy hiện trạng trước mắt bọn họ sẽ không thể nào xuất hiện thương vong, đây là tin tức cốt duy nhất. Nhưng khi bọn họ thực hiện những kế hoạch hành động tiếp theo, rất có thể con quỷ ẩn giấu ở trong đám người sẽ ra tay giết bọn họ. Còn nó sẽ giết chết ai trước thì còn phải nhìn xem là ai xui xẻo thỏa mãn điều kiện giết người của nó trước. Vì hiện tại cũng không có ai biết được quy luật giết người của con quỷ kia là như thế nào. Nhưng Dương Giang có thể khẳng định, bàn tay quỷ do hắn đích thân thả ra sẽ không giết người một cách bất chấp. Nó sẽ chỉ tập kích khi có ai đó thỏa mãn đúng điều kiện của nó. Đồng thời điều kiện của nó cũng có vẻ hà khắc, dù sao chỗ này có tận 5 người lận, kể từ nãy đến giờ còn chưa có ai bị nó tập kích. Chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không có dư hơi mà đi quản con quỷ ẩn núp kia, thậm chí bọn họ còn cần đến nó để tránh cho việc bị quỷ bên trong quan tài quỷ tập kích. Dù sao đi nửa quỷ của quan tài quỷ mới là thứ đáng sợ hơn cả. Cây quỷ nến ở trong tay Dương Giang vẫn tiếp tục cháy, hắn không dám thổi tắt. Khi nào ánh nến còn được duy trì, loại cân bằng yếu ớt này mới có thể tiếp tục tồn tại. Lúc này tinh thần của ai ai cũng đều căng cứng, đầu chảy đầy mồ hôi, vừa đi về phía trước vừa chú ý lấy tình hình xung quanh. Ngay cả Dương Giang cũng giống như thế. Toàn bộ tư nguyên trong tay đã tiêu hao gần như không còn. Phương pháp của tấm da màu nâu, quỷ nến màu đỏ cùng quỷ nến màu trắng, bàn tay quỷ, con quỷ không biết ở bên trong hồn bình, mắt quỷ sắp khôi phục, quỷ ảnh mất khống chế, cân bằng của bản thân xuất hiện một tai họa ngầm tiềm ẩn. Có thể nói, Dương Giang đã sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn mà hắn có thể dùng đến. Nếu không phải tầm nhìn của hắn tương đối xa, trước khi đến thành phố Đại Kinh đã chuẩn bị một phen cực kỳ càn, có lẽ hắn đã không thể đi đến bước này được. Hiện tại đã vậy, Dương Giang gần như không còn lại thứ gì nữa, thậm chí hắn còn không biết tiếp theo bản thân còn có thể sống sót nữa hay không. Có lẽ tính mạng của hắn sẽ dừng lại tại đây cũng giống với những ngự quỷ nhân khác, đều chết ở bên trong chuyện linh dị. Có lẽ hắn sẽ tiếp tục giãy dụa và chống cự thêm được một hồi. Khoảng cách 500 mét là không hề xa. Nhưng vì cả đám không muốn xuất hiện bất cứ sơ suất nào nên hành động cực kỳ cẩn thận, đi từng bước một, đồng thời chú ý đến xung quanh. Trong khoảng thời gian này, Dương Giang vẫn không ngừng suy nghĩ. Hắn vẫn còn đang cố gắng nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng này. Thế nhưng chuyện linh dị này rất nan giải, trước mắt lượng tin tức và thủ đoạn hắn có không thể nào chống đỡ cho hắn tiếp tục sống sót. Cái này cũng không có liên quan gì đến việc có thông minh hay không, mà là lượng tài nguyên của Dương Giang không đủ. Mày còn có thể nghĩ cho tao thêm cách nào nữa không? Dương Giang lại móc tấm da màu nâu ra, sau đó mở nó và quan sát xem sao. chữ ở bên trên nó vẫn chưa có biến mất, vẫn là cái phương pháp lỗi thời kia. Thế nhưng hiện tại phương pháp này đã không còn bất cứ khả năng thành công nào nữa. Hắn cũng đã tham khảo một phần của phương án này, sau đó đưa ra cách đốt quỷ nến màu trắng, nhưng cách này chỉ là miễn cưỡng giúp bọn họ kéo dài thời gian sinh tồn chứ không thể nào xử lý được nguyên nhân căn bản của vấn đề. Dương Giang trầm mặc một lát, sau đó lại tiếp tục hỏi. Khi ở trong thôn Hoàng Cương mày cũng từng nuốt một con quỷ. Hiện tại mày có thể nuốt được con quỷ ở bên trong quan tài quỷ này không? Ngoại trừ việc cung cấp cho hắn một số thông tin đáng sợ ra, tấm da màu nâu còn có năng lực ăn quỷ. Chỉ là từ trước đến nay loại năng lực này chỉ mới xuất hiện có một lần. Nguyên do là sau này Dương Giang có chút kiên kỵ, vì thế hắn không cho phép tấm da màu nâu tiếp xúc với quỷ nữa, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Không có phương pháp nào nữa. Cũng đúng, con quỷ kia có khả năng áp chế được 9 con quỷ. Bất kể tấm da màu nâu này có phải là quỷ hay không cũng sẽ bị áp chế. Lúc trước con quỷ kia cũng từng tiếp xúc qua tấm da màu nâu nhưng nó không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Có thể thấy ý nghĩ này của mình có chút ngây thơ. Nếu hiện tại tấm da màu nâu có khả năng nuốt con quỷ này, hắn sẽ không do dự mà sử dụng nó. Còn chuyện sau này sẽ xảy ra hậu quả như thế nào thì hiện tại hắn lại không thể nào quản được. Tên tôi là Dương Giang, ngay khi cậu nhìn thấy câu nói này thì tôi đã chết. Lúc Dương Giang đang suy nghĩ lung tung, toàn bộ chữ viết ở bên trên tấm da màu nâu đột nhiên biến mất, sau đó là một câu cũ rích được hiện ra. Nó là một câu dạo đầu như bình thường, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng Dương Giang bắt đầu tập trung nhìn chằm chằm vào tấm da. Tôi đã thử sử dụng một cái phương pháp đặc biệt, dù nó không được hoàn mỹ cho lắm nhưng nó có thể giúp tôi duy trì được một loại cân bằng yếu ớt. Điều này giúp tôi tranh giành được một chút thời gian quý giá để sinh tồn. Có điều nguy hiểm thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi muốn cầm cây quỷ nến này dẫn đường tiến về phía trước để tìm kiếm những vị ngự quỷ nhân lạc đàn khác nhằm tụ tập lại với nhau. Chữ viết vẫn đang tiếp tục xuất hiện, giống như có một cây bút vô hình nào đó đang viết. Dường như tấm da đang muốn tiết lộ cho hắn biết chuyện sắp xảy ra. Một khi chúng tôi tụ tập lại cùng một vị ngự quỷ nhân khác, con quỷ kia có thể sẽ thoát khỏi hấp dẫn của quỷ nến mà tập kích vị kia. Nếu nó tập kích thành công, sự cân bằng giữa đôi bên sẽ được nghịch chuyển. Cân bằng bị phá vỡ, tất cả chúng tôi sẽ chết hết ở chỗ này. Con mẹ nó. Lúc này Dương Giang có cảm giác muốn mắng người. Ngay khi bọn họ tụ tập lại với Tiễn Nghị, nguy hiểm sẽ đột nhiên xuất hiện, rất có thể bọn họ sẽ chết hết. Nghĩ đến đây, Dương Giang không nhịn được mà dừng bước. Khoảng cách 500 mét ngắn ngủi kia không phải là khoảng cách đi về phía hy vọng mà là đi đến cánh cổng của địa ngục. Nhưng những chữ viết ở trên tấm da màu nâu cũng không có ngừng lại ở đó. Nhưng khi đó đối với tôi mà nói, lần tiếp xúc kia chính là cơ hội sống sót còn lại duy nhất. Tôi hiểu được việc quỷ trưởng thành đã là một điều tất yếu, không thể thay đổi. Nhưng trên người của con quỷ kia vẫn còn tồn tại cơ hội sống sót. Tôi nhất định phải nhân cơ hội nó tập kích này để ra tay, nhằm lấy đi thứ gì đó trên người nó. Nếu có thể lấy được thứ đó ra, tôi không những có thể thành công giảm bớt số lượng lệ quỷ áp chế của nó, còn có thể mở ra kế hoạch chạy trốn tiếp theo. Nhớ kỹ, chỉ nên giảm bớt số lượng quỷ áp chế của nó mà không phải giam giữ nó. Nếu không con quỷ kia sẽ bắt đầu khởi động lại, đến khi đó toàn bộ công sức sẽ trở nên phí phạm. Ở phía dưới là một hình thoi, nhưng khi Dương Giang nhìn thấy thứ này thì hắn lập tức hiểu nó là cái gì. Đây chính là chiếc đinh đóng quan tài do Vương Tiểu Minh chế tạo ra. Trước đó hắn cũng từng thông qua điện thoại để nói chuyện với Vương Tiểu Minh và xác nhận được rằng thứ này đã rơi vào tay của quỷ. Cho nên vừa mới bắt đầu nó đã có được năng lực áp chế 3 con lệ quỷ. Giảm bớt số lượng quỷ áp chế, khôi phục lại sự cân bằng, lấy đi chiếc đinh đóng quan tài, sửa đổi trí nhớ của quỷ, khiến cho nó tưởng nhầm về năng lực áp chế, sau đó phân thành 2 nhóm người, một nhóm cầm quỷ nến. Khi kết nối toàn bộ tin tức lại với nhau, trong đầu Dương Giang nhanh chóng hình thành một kế hoạch mới. Đây chính là kế hoạch cuối cùng do tấm da màu nâu để lộ ra. Thế nhưng trong này vẫn còn tồn tại một câu hỏi lớn, đó là bọn họ sẽ rời đi khỏi đây như thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi câu gợi ý của tấm da. Thứ ở trên người của quỷ cũng chính là đường sống. Hả? Dương Giang nhìn chằm chằm vào câu nói cuối cùng này của tấm da. Hắn không thể nào hiểu được ý tứ thật sự của câu nói này. Có thể đây là tin tức về con đường sống mà tấm da màu nâu muốn để lộ ra. Này có phải, nếu bọn họ thực hiện kế hoạch thành công sẽ có thể sống mà rời đi khỏi đây hay không? Dù sao từ trước đến nay tấm da màu nâu cũng chưa bao giờ nói láo. Hoàng Tử Nhã bất chợt cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Giang. Dương Giang, Tín hiệu của Tiễn Nghị ở ngay phía trước, khoảng chừng 50 mét. Dương Giang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mau vậy! Rõ ràng hắn đã cố tình đi chậm lại rồi, thậm chí gần dừng chân không đi nữa. Theo lý mà nói bọn họ sẽ không thể nào tụ tập lại với tên Tiễn Nghị nhanh như thế được mới đúng. Đúng rồi. Thiếu chút nữa hắn quên mất, đây là định vị vị trí của hai bên. Mặc dù tốc độ của bọn hắn chậm nhưng bên phía tên Tiễn Nghị kia lại chủ động chạy sang bên này của bọn họ nên nhanh như vậy cũng phải thôi. Nhưng mà có lẽ tên Tiễn Nghị còn chưa biết, ngay tại thời điểm hắn ta tụ họp lại với đám người Dương Giang, đó cũng là lúc hắn ta bị quỷ tập kích. Một khi để cho quỷ tập kích thành công, cân bằng bên phía đám người Dương Giang sẽ bị đánh vỡ. Tình huống nguy hiểm mà tấm da màu nâu nhắc đến sẽ xảy ra. Thậm chí hiện tại hắn còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Không. Hắn cũng không cần phải chuẩn bị. Vì chẳng có gì để hắn chuẩn bị cả. Dương Giang nhanh chóng cất đi tấm da màu nâu, sau đó cất giọng nói. Mọi người hãy cẩn thận, khi chúng ta bắt đầu tụ họp lại với Tiễn Nghị cũng là khi hắn ta bị quỷ tập kích. Đồng thời đấy sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Những người khác đồng loạt nhìn nhau, ai nấy đều tỏ ra giật mình. Hiện tại tôi không có thời gian giải thích cho mọi người, chờ một lúc nữa tôi sẽ nghĩ cách để tách con quỷ kia ra rồi cắt giảm số lượng quỷ áp chế của nó. Nhưng trong quá trình tiếp xúc chắc chắn sẽ phát sinh một số biến hóa nào không biết. Nếu tôi không bị quỷ tập kích thì tốt, nhưng bị nó tập kích, mấy người phải triệu hồi lệ quỷ ra hỗ trợ tôi. Dương Giang cắn răng nói. Nếu tôi chết, mọi người cũng sẽ chết theo tôi. Nhưng nếu tôi sống sót, vậy mọi người sẽ có cơ hội để rời khỏi đây. Trương Lôi nói, hắn ta có vẻ hơi bất an. Chuyện này, có thể được không? Tiếp xúc chính diện với con quỷ kia. Chẳng phải chúng ta không có cách nào để giam giữ con quỷ kia hay sao? Ngoài ra nó còn có lần tập kích thứ hai, thứ ba nữa. Dương Giang nói. Nhất định phải làm như thế, hơn nữa chúng ta cần phải hành động trước khi Tiễn Nghị bị quỷ giết chết. Một khi để cho con quỷ kia giết chết Tiễn Nghị, số lượng quỷ mà nó có thể áp chế sẽ là 10. Lúc đó chúng ta sẽ phải xong đời. Hiện tại số lượng quỷ của bọn họ vẫn còn đang chiếm cứ ưu thế, nhưng một khi tụ tập với Tiễn Nghị thất bại, như vậy số lượng quỷ của nó sẽ chiếm cứ ưu thế. Là một loại áp chế tuyệt đối. Khi đó toàn bộ năng lực của bọn họ sẽ biến mất, bọn họ sẽ chẳng khác gì một người bình thường hết. Đây chính là một loại cục diện hẳn phải chết. Không đợi những người khác trả lời, tín hiệu bên phía Tiễn Nghị và phía đám người Dương Giang đồng thời chồng lên nhau. Khoảng cách giữa hai bên đã không đến 10 mét. Nhưng tầm mắt của Dương Giang chỉ có tầm 5 mét, nếu quá xa hắn sẽ không thể nào nhìn thấy được, chỉ thấy dáng vẻ bề ngoài mà thôi. Vì thế hắn liền nhìn chằm chằm xung quanh. Quả nhiên phía trước xuất hiện một dáng người đang đi về phía bọn họ. Là Tiễn Nghị. Sắc mặt Dương Giang vẫn cực kỳ tỉnh táo, dù tên gia hỏa này đã là hỏng việc của hắn. Nhưng hiện tại tên này còn chưa thể chế, chí ít lúc này hắn cần tên này sống để làm mồi nhử quỷ tấn công. Thế nhưng ngay khi hình dạng của Tiễn Nghị vừa mới xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn thì nơi đó lại xuất hiện một bóng người cao lớn, cứng nhắc nhanh chóng tiến lại gần tên kia. Quả nhiên mục tiêu đã bị sửa đổi. Lúc này sự hấp dẫn của quỷ nến đã không còn tác dụng nữa. Khi có một vị ngự quỷ nhân lạc đàn đi ở gần quỷ, nó sẽ khôi phục lại hành động. Đuổi theo. Dương Giang gầm nhẹ một tiếng, sau đó chạy vội về phía hai bóng người đang tụ họp lại. Sống hay là chết thì phải coi lần hành động này. Ngay lúc này Tiễn Nghị vẫn cứ tiến về phía trước. Hiện tại hắn còn chưa biết rằng ngay tại thời điểm hắn ta tụ họp lại với Dương Giang sẽ bị lệ quỷ tập kích. Hắn ta chỉ biết là hiện tại không thể nào đi ra khỏi căn cứ huấn luyện, dựa theo quy luật của con quỷ kia, việc lạc đàn sẽ cực kỳ hung hiểm. Hắn phải tìm đến và hội họp lại với đồng đội mới có khả năng sống sót. Kể từ khi bắt đầu đến giờ, việc Dương Giang không bị chết ở trong khu ký túc xá, ngược lại còn tập kết được mấy vị ngự quỷ nhân và cùng sống sót khiến tâm trạng hắn ta có chút phức tạp. Bởi vì hắn ta đã chơi vị cảnh sát mắt quỷ Dương Giang này một vố. Vốn lúc đầu theo Tiễn Nghị cũng không coi việc lừa gạt kia là to tát. Hắn ta cảm thấy chỉ cần bản thân có thể sống sót rời đi khỏi đây là được. Còn việc Dương Giang có sống hay chết thì đó không hề quan trọng đối với hắn ta. Còn hiện tại, Tiễn Nghị đang bắt đầu lo lắng, hắn ta đang lo nên giải thích cái gì khi tập hợp lại với Dương Giang. Trong lòng Tiễn Nghị có chút bất định. Mình có biết qua một số tin tức tình báo về tên Dương Giang này. Hắn là một kẻ không dễ giao tiếp lắm. Đồng thời còn khá hung ác. Nếu không do nguyên nhân đặc thù mình không hề muốn tụ tập lại với Dương Giang. Ai biết được sau khi gặp mặt có bị hắn giết hay không. Đối với ngự quỷ nhân mà nói, tử vong là một chuyện thường ngày ở trên huyện. Thực sự mà nói, việc giết chết một vài người cũng giống như bọn họ đang ăn cơm uống nước vậy. Tuy nhiên so với Dương Giang, hắn ta lại càng sợ hãi con quỷ ở trong này hơn. Tụ họp lại với Dương Giang chưa hẳn phải chết, có lẽ hắn ta còn có cơ hội bàn bạc, thỏa thuận. Nhưng một khi tiếp xúc với quỷ, hắn ta chẳng có bất cứ cơ hội nào sẽ bị quỷ giết chết ngay lập tức. Cho nên vì sống sót, Tiễn Nghị không còn cách nào khác hơn là phải tụ tập lại với đám người Dương Giang. Hắn ta chỉ hy vọng Dương Giang có thể lấy đại cục làm trọng mà không có ra tay với hắn ta. Dù sao hiện tại cũng là lúc đám người cần phải tụ tập với nhau, nếu cứ đấu tranh với nhau thì chỉ khiến đám người chết càng nhanh hơn mà thôi. Có lẽ Dương Giang không phải là người lỗ mãng mà chẳng thèm để ý đến mọi chuyện. Mà thôi, nếu đã quyết định tụ họp lại với bọn họ thì cần gì nghĩ nhiều như thế. Mau tranh thủ thời gian tụ tập. Xung quanh đang có cái gì đó không được thích hợp cho lắm. Tiễn Nghị nhìn vị trí tín hiệu của hai bên ở trên điện thoại di động. Mặc dù xung quanh vẫn đang là một vùng không gian tăm tối, nhưng hành động của hắn ta lại không hề chậm. Đám người Dương Giang đang ở ngay phía trước, mình sẽ gặp bọn họ ngay thôi. Sau khi nhìn thấy tín hiệu giữa hai bên chồng lên nhau, tâm tình của hắn ta có chút kích động. Chỉ cần tụ tập lại được với đám người Dương Giang, hắn ta liền có thể tạm thở vào, không cần phải lo lắng bị quỷ giết chết trong một đoạn thời gian ngắn nữa. Nhưng mà ngay đúng lúc này hắn ta lại đột nhiên phát hiện ra ở trong bóng tối xuất hiện một mùi thi thối nhàn nhạt, kèm theo đó là những bước chân gấp rút cùng cảm giác nặng nề xuất hiện ở xung quanh. Khí tức âm lãnh xen lẫn ở trong bóng tối xâm lấn đến khiến người ta phải run rẩy toàn thân, lông tơ dựng đứng. Giờ phút này sắc mặt Tiễn Nghị đột nhiên biến đổi, hắn ta đột nhiên quay đầu lại và nhìn xung quanh. Nhưng đáng tiếc là hắn ta không thể nào nhìn thấy cái gì hết. Dương Giang, là mấy người đúng không? Hắn ta vội vàng dừng lại, sau đó kêu to về phía trước. Giọng của hắn ta không giấu nổi mà có kèm theo một vài phần run rẩy cùng hoảng sợ. Không thích hợp, có gì đó không thích hợp ở đây. Xung quanh quá khác thường, đồng thời còn có cảm ứng đặc thù của ngự quỷ nhân khiến cho hắn ta biết đây là một loại tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ quỷ đang ở xung quanh đây. Sẽ không xui đến mức xảy ra chuyện ở trong thời khắc mấu chốt như này. Mồ hôi lạnh ứa ra, Tiễn Nghị vội vàng nhìn điện thoại di động. Trong bóng tối, điện thoại di động vẫn còn có thể tản mạn ra một ít ánh sáng yếu ớt. Nhờ vậy hắn ta mới có thể nhìn thấy được mọi thứ trên màn hình. Nhưng loại ánh sáng này lại không truyền đi được xa, nó chỉ truyền được có nửa mét. Hắn ta phải cầm điện thoại và đưa lại gần mặt mới có thể nhìn thấy. Lúc này ở trên màn hình điện thoại di động là một cái tín hiệu. Tín hiệu này đã nằm chồng lên cùng với tín hiệu trên điện thoại di động của Tiễn Nghị. Điều này có nghĩa là đám người Dương Giang đang ở gần đây. Bởi vì sai số khi định vị vị trí sẽ không vượt quá 10 mét. Chẳng lẽ tiếng bước chân vừa nãy là của đám người Dương Giang? Tiễn Nghị cảm thấy có lẽ bản thân đang tự dọa, xung quanh căn bản không có quỷ mà là đám người Dương Giang. Bọn họ đang di chuyển ở đâu đó gần đây. Có lẽ là trùng hợp nên đi ngang qua người của hắn ta. Mặc dù suy nghĩ này của hắn ta có chút ngây thơ nhưng không phải không có khả năng. Tiễn Nghị không dám dừng lại, hắn ta nhất định phải di chuyển. Chỉ có như vậy mới có khả năng đụng phải đám người của Dương Giang. Chỉ cần đụng trúng đám người Dương Giang, vậy hắn ta có cơ hội vượt qua nguy hiểm lần này. Ngay khi hắn ta vừa định di chuyển, ánh sáng trên màn hình điện thoại di động đột nhiên trở nên ảm đạm. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một cánh tay màu đen. Cũng không biết nó đưa đến từ phía nào, đột nhiên che chắn lại màn hình điện thoại. Chút ánh sáng yếu ớt duy nhất đã bị dập tắt. Đồng thời một cổ khí tức âm lãnh và mùi thi thối nhàn nhạt phả vào mặt của hắn ta. Dù không thể nào nhìn thấy được xem thứ phía trước là gì, nhưng Tiễn Nghị có thể cảm giác được phía trước là một bóng người quỷ dị đứng ở đó. Người này đã ngăn cản đường đi của hắn ta, có vẻ như kẻ này đã đứng đợi hắn ta sẵn từ trước thì phải. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.